chương 320, tiến bộ kinh người, để cho ta tới thử một lần thực lực 10 thứ hạng đầu. Trong tà linh viện tư đồ lân ngọc chậm rãi đi ra, nhảy lên giữa thân hình rơi vào trên khiêu chiến đài. Tư đồ lân ngọc rõ ràng trực tiếp khiêu chiến học viện 10 hạng đầu. Hắn bất quá là tân sinh nhập viện gần 3 năm, sẽ có được sánh vai thực lực học viên 10 thứ hạng đầu. Dưới chàng xôn sao một mảnh, đây là mới chỉ trước mắt, trận đầu khiêu chiến 10 hạng đầu chiến đấu. Trực tiếp khiêu chiến 10 hạng đầu. Đoàn Hạo nhìn Tư Đồ Lân Ngọc một cái, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Coi như là hắn, đối mặt học viện 10 hạng đầu lão sinh, cũng không có nắm chắc 10 phần thủ thắng. Trần Vũ cũng sinh ra một ít hứng thú, lần trước tân sinh thi đấu, Tư Đồ Lân Ngọc là hắn cường đại nhất kình địch. Mặc dù hắn cuối cùng lấy được đệ nhất, nhưng quá trình chiến đấu hay vẫn là tương đối hung hiểm. Mà Trần Vũ cảm giác, Tư Đồ Lân Ngọc cũng có át chủ bài không có thi triển đi ra. Tư Đồ Lân Ngọc người này, một mực cho Trần Vũ cảm giác sâu không lường được sau thi đấu, bọn hắn tự không gặp qua, chỉ nghe nghe thấy tư đồ lân ngọc một mực tại ngoại vực mạo hiểm. Không biết lúc này, tư đồ lân ngọc thực lực đạt đến loại tình trạng nào. Học đệ dũng khí có thể khen, nhưng không thể rõ ràng nhận thức thực lực của mình, thật sự là vô cùng ngu xuẩn, liền lại để cho học trưởng đến giáo giáo ngươi đi. Vu Hồng bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt lãnh đạm, mang theo một tia không vui. Vu Hồng là thứ 10 danh, tiên thiên tu vi hậu kỳ đỉnh phong, ma hỏa viện lão sinh. Với hắn mà nói, Kinh thường một cái niên tỷ như này, nhập viện thời gian lại ngắn đệ tử, hướng hắn khởi sướng khiêu chiến, chính là đang vũ nhục hắn. Bá, vu hồng thân hình một lướt liền ra, vào tới trên đài thi đấu. Lập tức, một cỗ tiên thiên đỉnh phong cấp bậc chân khí uy áp, nương theo lấy kinh thiên ma đạo lửa bốc bừng bừng, làm cả đài tỷ thí nhiệt độ đột nhiên lên cao. Oanh, vu hồng rồi đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo tối tăm lửa xanh ánh sáng, phóng tới tư đổ lân ngọc. Hắn mặc dù cho rằng tư đồ lân ngọc không phải là đối thủ của mình, nhưng hắn đã từng nghe nói qua tư đồ lân ngọc danh hào, nghe nói người này là tà linh viện trăm ngàn năm kỳ tài khó gặp, đối với tà đạo lĩnh ngộ sâu đậm, cho nên vu hồng cũng không quá chủ quan. Bại đi, vu hồng hét lớn một tiếng, một trường mãnh liệt đẩy đi. Trong không khí, ma khí ngưng kết, hóa thành một đạo ánh lửa xanh tối tăm trường, gào thét mà ra. Tư đồ lân ngọc không chút hoang mang, đồng dạng đánh ra một trường, hình thành một đoàn âm trầm u ám quỷ vụ oanh phanh, cái kia ánh lửa xanh tối tăm trưởng phóng xuất ra lực lược, trong khoảnh khắc đem tư đồ lân ngọc trưởng pháp nuốt hết, cũng tiếp tục hướng trước đẩy mạnh. Bá, tư đồ lân ngọc bốn phía xuất hiện một tầng u ám sương mù, thân thể đi vào khác một bên, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo u ám tàn ảnh, bị vu hồng trưởng pháp oanh tán. Ha ha, người cũng không gì hơn cái này, rõ ràng dám khiêu chiến ta vu hồng. Vu hồng cười to mà lên, đuổi sát tư đồ lân ngọc. Oanh phanh bồng, từng đạo uy mãnh cường hãn ánh lửa ma trưởng tại trên khiêu chiến đài gào thét công hoành. Tư đồ lân ngọc ngẫu nhiên tới ngạnh bính mấy lần, nhưng công kích của hắn, mỗi lần đều bị vu hồng chính diện oanh tán. Cảnh này khiến vu hồng dần dần cảm thấy, tư đồ lân ngọc cũng không gì hơn cái này, nghe đồn quá khuya đại sự thật rồi. Học đệ, cần phải đã xong, vu hồng khẽ quát một tiếng, xong trường hợp lại, bộc phát ra một cỗ kinh người tối tăm ánh lửa xanh lam. Oanh vù vù, hắn xong trường bỗng nhiên đẩy ra, phóng xuất ra một tầng ma khí ngút trời tối tăm sóng xanh lam, Phảng Phất muốn đem hết thảy trước mắt cho thôn tính tiêu diệt. Tư Đồ Lân Ngọc muốn thất bại, hắn quá xúc động rồi, học viện 10 hạng đầu, cái nào không phải tiên thiên đỉnh phong bên trong cường giả, bọn hắn vì học viện thi đấu cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng mà, Tư Đồ Lân Ngọc có thể tại Vu Hồng trong tay kiên trì nhiều chiêu như vậy, cũng xem là tốt rồi, hắn mặc dù thua ở Vu Hồng, nhưng trùng kích trước 20 là không có vấn đề. Dưới trận, không ít người trao đổi, không đúng, không có đơn giản như vậy nội tâm trần vũ thầm nghĩ từ đầu đến cuối, tư đồ lân ngọc đều không có sử dụng tinh thần bí thuật, liền tà linh cũng còn không sử dụng. tà tu vốn là không am hiểu chiến đấu chính diện, phu hồng tham tu hỏa đạo ma đạo, chiến đấu chính diện lực mạnh chiếm cứ ưu thế cũng là chuyện đương nhiên. nhưng là hắn bởi vậy khinh thị tư đồ lân ngọc liền 10 phần sai rồi. đúng vậy a à, đã có thể đã xong. trên khiêu chiến đài tư đồ lân ngọc khoan thai cười cười. bá hắn tay áo vung lên, một cái đầu lớn tà linh từ từ bay ra. Cái này đầu lớn tà linh, nhìn qua cực kỳ ngưng thực, mặt ngoài nó làn ra hoa văn đều có thể trông thấy một ít. Hiển nhiên, đi qua thời gian dài như thế, tư đồ lân ngọc tà linh càng cường đại rồi. Tà âm ba, tư đồ lân ngọc bỗng nhiên há mồm, phát ra một hồi cấp bách trầm thấp tà đạo sóng âm. Cùng lúc đó, cái kia đầu lớn tà linh đồng dạng thi triển tà thuật này. Ông ông ông, trong không khí, mắt thường có thể thấy được một tầng hơi mờ sóng âm nếp uốn, oanh kích mà ra. Oanh bồng, bồng, cái kia trước mặt mà đến tối tăm sóng xanh lam, lập tức chấn động mà lên, lập tức một chút tán loạn. Lợi dụng sóng âm chấn động hiệu quả, làm cho địch nhân chiến kỹ chiêu thức, mất đi tính ổn định, uy năng sâu sắc yếu bớt. Một gã đạo sư trong mắt lộ ra ánh sáng khen ngợi. Tư đồ lân ngọc tà âm đả kích, có thể nát bấy vu hồng sát chiêu, là vì tư đồ lân ngọc hiểu rõ vu hồng công pháp chiến kỹ, chỉ thẳng nhược điểm của nó chỗ. Tà Linh viện áo bảo sám đạo sư vui mừng cười nói. Chiến đấu lúc trước, từ đồ lân ngọc không chỉ có tại tôi luyện bản thân chiến đấu chính diện kỹ xảo, đồng thời còn tại quan sát địch nhân công pháp, chiến kỹ. Hiểu rõ địch nhân nhược điểm về sau, đột nhiên đả kích, thường thường có thể tạo được ra ngoài ý định hiệu quả. Làm sao lại, vu hồng sắc mặt cả kinh, bản thân sát chiêu, rõ ràng bị đối phương dùng tà thuật cho hóa giải rồi. Oanh phanh, đồng thời, cái kia tà đạo sóng âm, oanh kích đến vu hồng trên người, sinh ra một cỗ lực lượng chấn động, đánh vào hắn tạng phủ, đưa hắn oanh lui gần 10 bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ám dạ bí đồng, tư đồ lân ngọc không để cho vu hồng cơ hội thở dốc, lập tức phát động tinh thần đồng thuật. Bá, cái kia tà linh cũng là bay bay tới vu hồng phụ cận, một đôi tròng mắt đen nhánh chừng mắt hắn, phóng xuất ra cường đại tà đạo lực lượng tinh thần. Không, vu hồng kiệt lực giấy ruộng, ý đồ giấy ruộng ám dạ bí đồng. Thân là học viện 10 hạng đầu, ý chí tinh thần của hắn cũng không yếu, có thể tư đồ lân ngọc lực lượng tinh thần quá mạnh mẽ, phối hợp tà linh, huyễn đạo đồng thuật uy năng tăng nhiều. Bá, tư đồ lân ngọc thi triển thân pháp, xuất hiện tại vu hồng trước mặt, một trưởng đánh ra. Oanh phanh, vu hồng thân hình nện ra bên ngoài tràng, mồ hôi đầm đìa, giờ phút này hắn mới hoàn toàn theo trong huyễn đạo đồng thuật tỉnh táo lại. Thất bại, vu hồng bị tư đồ lân ngọc đánh bại. Không ít người khó có thể tin kinh hô, chiến đấu xoay ngược lại, thật sự quá là nhanh, bởi vậy làm cho người kinh ngạc. Tư đồ lân ngọc lực lượng tinh thần, tiếp cận quy nguyên cảnh cấp độ. Nội tâm Trần Vũ kinh hãi, tinh thần lực lượng của hắn giờ phút này đạt đến tiên thiên hậu kỳ, nếu là đúng bên trên tư đồ lân ngọc, sẽ cực kỳ không ổn. Nhưng mà, tư đồ lân ngọc chính diện bác đấu năng lực không mạnh, và cái này cũng chính là Trần Vũ am hiểu. Trong 10 hạng đầu mặt khác 9 người, cũng không khỏi nhìn tư đồ lân ngọc một cái. Thân là học viện Thiên Kiêu, theo vừa rồi cái kia một gian bên trong, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra từ đồ lân ngọc chân thực lực lượng. Khiêu chiến tiếp tục, bốn chàng sau đó, huyết sát viện đoàn hạo lên đài. Ta khiêu chiến tên thứ 11, đoàn hạo sắc mặt lạnh sát, ánh mắt thâm trầm. Hắn không muốn thua cho tư đồ lân ngọc, có thể khiêu chiến tiên thiên đỉnh phong cường giả, hắn chiến thắng nắm chắc cũng không lớn. Tương đối mà nói, khiêu chiến tên thứ 11, càng thêm ổn thỏa. Vèo, tên thứ 11 leo lên khiêu chiến đài, là một gã thân hình cao lớn gợi cảm nữ tử hổ sát quyền, đoàn hạo thân hình bạo sông mà ra, một quyền gào thét mà đến, hắn sau lưng ngập trời sát khí hình thành một chỉ sát hổ hư ảnh, chấn tâm hồn người. Ba ba hiu hiu, cái kia gợi cảm nữ tử trong tay xuất hiện một căn tối tăm bạc trường tiên, vung vẩy mà lên, thi triển ra từng đạo lăng lệ ác liệt bóng roi. Gợi cảm nữ tử tiên pháp, cực kỳ cao thâm, nàng đứng thẳng tại chỗ, bóng roi trùng trùng điệp điệp, công thủ gồm nhiều mặt. Hắc Long thối, quyền pháp đánh ra về sau, đoàn hạo cước pháp dính liền, bộc phát ra rất mạnh lực lượng oanh phá gợi cảm nữ tử bóng roi gợi cảm nữ tử nhiều hơn một tia ngưng trọng tối tăm bạc trường tiên bên trên chân khí chấn động mãnh liệt hơn tiên pháp tốc độ gia tăng một cấp độ oanh phanh bồng trên đài tỉ thí cả hai kịch liệt giao phong tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đặt đến mấy trăm chiêu đối với tư đồ lân ngọc chiến đấu đoàn hạo chiến đấu làm cho người xem máu nóng sôi trào lệ phong huyết mạch đoàn hạo trong thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng huyết mạch hắn bên ngoài thân nổi lên hiện một tầng màu xanh tối tăm phong văn, một cỗ vô hình lực lượng gió lốc mà ra cùng công pháp của hắn đem kết hợp. Kích phát ra huyết mạch về sau, đoàn hạo tốc độ tăng gấp đôi, chiêu thức uy năng cũng tăng phúc không nhỏ. Bành, đoàn hạo bỗng nhiên bộc phát, đột phá gợi cảm nữ tử phòng ngựa tầng, một quyền đánh tới hướng nàng vai trái. Gợi cảm nữ tử thân hình hướng lui về phía sau đi, rời khỏi khiêu chiến đài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đoàn hạo thắng, không hổ là đoàn gia thiên tài, tại học viện cùng tư đồ lân ngọc nổi danh. Không ít tân sinh kinh hô, hai năm trước, tư đồ lân ngọc đoàn hảo cũng còn là tân sinh, bây giờ lại chen vào học viện trước 20, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cái này đối với mới vừa vào viện tân sinh mà nói, là một loại thật lớn cổ vũ. Bọn hắn hai người này, cũng trở thành rất nhiều tân sinh cúng bái thần tượng. Cũng phải nói, đoàn hảo cùng tư đồ lân ngọc tiến bộ, hoàn toàn chính xác hết sức kinh người, làm cho một lần kia học viên khác, đều ảm đạm thất sắc không biết Trần Vũ học trưởng giờ phút này thực lực như thế nào. Nghe nói một lần kia tân sinh thi đấu, Trần Vũ học trưởng lực áp đoàn hạo, từ đồ lân ngọc, trở thành đệ nhất. Hơn nữa, Trần Vũ học trưởng cũng bị phó viện trưởng thu đồ đệ. Rất nhiều tân sinh ánh mắt, lập tức hướng Trần Vũ tập trung mà đi. Sư đệ, người cũng nên xuất thủ đi, đệ nhất viên thần, lộ ra vẻ mỉm cười. Sư đệ có thể trong tay hắn sống quá 20 chiêu, dường như cũng có át chủ bài không có sử dụng, Bực này thực lực, có lẽ có thể chen vào 10 hạng đầu. Viên huynh, người tựa hồ đối với sư đệ của ngươi, rất có lòng tin. Một bên là hạo thiên cười hỏi, nghe ngóng Trần Vũ sự tình. Tiểu sư đệ hắn thiên phú thực lực thật tốt, cái này giới học viện thi đấu, mới có thể bộc lộ tài năng. Viên thần thấp giọng nói ra, nhìn thấy sư huynh viên thần ánh mắt, Trần Vũ không khỏi đứng ra. Ta khiêu chiến thứ 13 danh, Trần Vũ hướng thứ 13 danh khởi xướng khiêu chiến, lần này tỷ thí chỉ là tranh thủ danh ngạch mà thôi, chỉ cần đi vào trước 20 là được, không cần phải thủ đoạn toàn bộ đi ra ngoài tranh bài danh, tranh đầu rơi máu chảy. Hơn nữa, sư tôn dịch Lan Thiên cũng cho Trần Vũ dặn dò, trước thi đấu, không muốn bạo lộ người tu luyện thiên ma bí văn lục bí mật. Dù sao Trần Vũ là dịch Lan Thiên đồ đệ, vẫn tương đối để người chú ý. Phía trước điệu thấp một ít, tận lực bị học viện khác xem nhẹ, ở lúc mấu chốt phát lực, đem dễ dàng lấy được thành tích tốt hơn. Nhưng điệu thấp, cũng không thể quá vô danh, hư mất sư tôn thanh danh, cho nên Trần Vũ khiêu chiến thứ 13 danh, quyết định đoạt được vị trí này. Trần Vũ học trưởng chỉ khiêu chiến thứ 13 danh, xem ra hắn là tự nhận là không bằng đoàn hạo cùng tư đồ lân ngọc rồi. Cũng đúng, Trần Vũ học trưởng dù sao không có thế lực gia tộc, tốc độ tu luyện xa không kịp tư đồ lân ngọc cùng đoàn hạo học trưởng. Giờ phút này tư đồ lân ngọc học trưởng cùng đoàn hạo học trưởng đều tiên thiên hậu kỳ, Trần Vũ học trưởng mới tiên thiên sơ kỳ. Người tân sinh có chút tiếc nuối, suy đoán nguyên do bọn hắn hoàn toàn quên, nhằm một cái bình thường đệ tử mà nói, nhập viện 2 năm, tu vi sơ kỳ đỉnh phong, dám khiêu chiến thứ 13 danh, đã thập phần rất giỏi rồi. chương 321, điệu thấp làm việc, đã sớm nghe nói phó viện trưởng mới thu một gã đệ tử, một mực vô duyên nhìn thấy, hôm nay Trần Học Đệ chủ động khiêu chiến, liền để tại hạ nhìn một cái, Trần Học Đệ đến cùng có bản lãnh gì. Thứ 13 vị trí, Phàn Đông mỉm cười nói. Phàn Đông là ma phong viện lão sinh, mặc dù bài danh 13, nhưng hắn dừng lại tại tiên thiên hậu kỳ thời gian thật dài, thực lực nội tình đều rất mạnh. Hắn nghe qua Trần Vũ sự tích, biết rõ đối phương có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng hắn không tin, dùng mình ở tiên thiên hậu kỳ dừng lại nhiều năm thực lực, sẽ bại bởi một cái tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong người trẻ tuổi. Phụ cận, rất nhiều đạo sư, lão sư, đều nhìn về phía Trần Vũ. Trong đó có rất nhiều người, chỉ nghe nói Trần Vũ bị phó viện trưởng thu đồ đệ, nhưng chưa từng thấy qua. Bọn hắn đương nhiên hiếu kỳ, đến cùng là người nào, bị phó viện trưởng nhìn chúng. Phó viện trưởng ánh mắt có thể không tầm thường, tỷ như viên thần, không có mạnh bao nhiêu huyết mạch, cũng không có đại gia tộc thế lực, có thể thực lực của hắn tại vô ma học viện nhưng lại là không người tranh luận đệ nhất. Vèo, phản đông bước chân liền qua, mang theo một cỗ kình phong đi vào trên chiến đài. Mũi chân điểm nhẹ, thân hình gần như không có dừng lại, phản đông hướng trần vũ nhanh chóng tới gần. Hô một trường oanh ra, kình phong gào rú, hình thành một đầu thú ảnh hàng lâm trước ngực Trần Vũ. Trần Vũ lập tức thúc giục đồng tượng cương thể, hóa thành một tượng đồng Phật quang phổ chiếu. Hắn đồng tượng cương thể cũng không hoàn toàn chuyển hóa làm bí văn ma thể, bởi vậy còn có thể sử dụng, nhưng mà không có uy lực khi trước rồi. Chân sát chi khí điều động, Trần Vũ mãnh liệt đánh ra một quyền. Oanh phanh, quyền trưởng đụng nhau, kinh phong sát khí kích động ra. Một cỗ lực lớn theo trên cánh tay Trần Vũ phóng thích mà ra, truyền lại đến phản đông trên cánh tay, làm hắn cốt cách một hồi đau như cắt. Thật mạnh mẽ lực đạo, Phàn Đông nội tâm thất kinh, mặt khác, Trần Vũ chân sát chi khí, cùng chân khí của hắn vậy mà cũng tương xứng. Hắn không biết, nếu là Trần Vũ thi triển bí văn ma thể cùng ma văn chi khí, chỉ sợ một quyền này, có thể lại để cho Phàn Đông trọng thương. Tê Phong trưởng, Phàn Đông sắc mặt dùng mình, toàn lực điều động chân khí. Nương theo lấy thân pháp rất nhanh di động, Phàn Đông liên tục bổ ra mấy đạo khí thế kinh người trưởng phong. Giống Trần Vũ kích phát lực lượng thân thể cùng chân khí, thi triển ra ma sát cuồng ảnh. Hắn trong nháy mắt bộc phát, tốc độ cực nhanh, thẳng bước phản đông. Muốn biết đến, Trần Vũ ma sát cuồng ảnh tu luyện tới tầng thứ 5, tốc độ gần so với sư huynh viên thần chậm một chút mà thôi. Sát khí hóa hình, trên cánh tay Trần Vũ chân sát chi khí vần quanh, biến hóa thành một đầu hắc lân cự mãng, oanh kích mà ra. Tê Phong trưởng, Phàn Đông lập tức đánh ra một trường, ý đồ ngăn cản. Hô suy, cái kia hắc lần cự mãng trong nháy mắt đem phía trước kình phong nghiền nát, đụng vào phản đông trên thân thể. Phản đông thân thể bay ngược về đằng sau, phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không có hắn mặc có phòng ngự bảo giáp, Trần Vũ một quyền này liền có thể lại để cho hắn trọng thương. Bá, Trần Vũ lần nữa tới gần, một chân quét ra, đem hắn đá xuống đài tỉ thí. Ta thua rồi, phản đông vẻ mặt thất lạc, bản thân rõ ràng bị một gã tiên thiên sơ kỳ đệ tử cho đánh bại. Nhưng mà nghĩ lại, vị học viên này có thể không tầm thường, hắn là đệ tử của phó viện trưởng, Phản Đông trong lòng liền thăng bằng rồi. Chiến thắng Phản Đông, Trần Vũ đi vào cái kia trong 20 người, đứng tại thứ 13 vị trí. Ân, Trần Vũ tốc độ, phòng ngự, lực lượng đều rất xuất sắc, không hổ là đệ tử của phó viện trưởng, mới tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, liền có thể chiến thắng tiên thiên hậu kỳ thiên tài đệ tử. Không ít lão sư, đạo sư dồn dập gật đầu, khiêu chiến đài cách đó không xa, Nhâm Hàn lộ ra nghi ngờ, kẻ này không phải sửa tu ma đạo sao? Trần Vũ đích thật là sửa tu ma đạo, nhưng trong thân thể chân sát chi khí, còn chưa chưa xong toàn bộ chuyển hóa làm ma văn chi khí. Bởi vậy, hắn cũng có thể dùng thân phận người tu hành sát đạo xuất chiến, chỉ bất quá hắn lúc này phát huy ra thực lực, đại khái chỉ có thời kỳ toàn thịnh năm sáu thành. Nhâm Hàn bên cạnh, La Hạo Thiên khẽ lắc đầu, liền chút thực lực ấy, học viện thi đấu cũng có thể bộc lộ tài năng. Trần Vũ có thể ở chỗ này lấy được thứ 13 danh, có thể toàn bộ vân chiếu quốc học viện thi đấu, tụ tập tất cả học viện tinh anh, đến lúc đó, chút thực lực ấy sao đủ xem. Nhưng mà, cũng không loại bỏ Trần Vũ che giấu thực lực. Vu Hồng, đợi lát nữa người khiêu chiến Trần Vũ, La Hạo Thiên nhìn về phía xa xa Vu Hồng, truyền âm nói. Vu Hồng bản bài danh thứ 10, nhưng bị tư đồ lân ngọc đánh bại, danh ngạch bị đoạt lấy. Hắn đang tại trị hết thương thế trên tâm thần, chuẩn bị đợi tí nữa lần nữa khiêu chiến. La học trưởng, Trần Vũ thế nhưng mà sư đệ của viên thần. Vu Hồng lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng, La Hạo Thiên là ma hỏa viện đệ nhất nhân, càng là thập đại cổ tộc La Gia Thiên Kiêu. Và viên thần là cả vô ma học viện đệ nhất nhân, Trần Vũ là sư đệ của hắn. Cái này thật là một cái lựa chọn khó cả đôi đường. Không cần lo lắng, viên thần người này lòng dạ rộng lớn, ngươi nếu là dùng thực lực chân chính đánh bại Trần Vũ, hắn sẽ không bắt ngươi như thế nào, huống hồ ngươi liền tính toán chiến thắng, Trần Vũ cũng vẫn có hy vọng lấy được danh ngạch. La Hạo Thiên khuyên nhủ lại nói tiếp, Vu Hồng cũng được cho một đời cường giả, huống hồ loại sự tình này cũng đắc tội với người, không thể cưỡng cầu. Cuối cùng, Vu Hồng đáp ứng, dùng hắn giờ phút này trạng thái, khiêu chiến trước 9 tên, nếu là thất bại liền thảm rồi. Thứ 10 danh Tư Đồ Lân Ngọc, hắn là không dám khiêu chiến, cái kia đoàn hảo cũng cực kỳ khó giải quyết, đệ thập nhị danh vừa lúc là cùng hắn quan hệ vô cùng tốt bạn bè. Và hắn tu vi Tiên Thiên đỉnh phong, nếu là thứ tự quá dựa vào về sau, cũng thật sự là mất mặt khiêu chiến tiếp tục, lục tục có người khiêu chiến, nhưng mục tiêu đều tại trong tên số 11 và 12, trong đó khiêu chiến 5 tên cuối cùng người nhiều nhất. Nhưng mà, đều là thắng ít thua nhiều. Trong ma phong viện, một gã thiếu nữ áo đen, leo lên khiêu chiến đài, nàng tướng mạo tinh mỹ, làn da trắng nón, đúng là nhiếp tuyền. Ta khiêu chiến mau vĩ, nhiếp tuyền khiêu chiến thứ 18 danh, nhiếp tuyền cũng đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, nhưng nhìn qua vừa mới đột phá, cũng không phải rất vững chắc. Học muội đừng trách học trưởng là thủ tồi hoa. Một cái có chút mập mạp nam tử, leo lên khiêu chiến đài, lộ ra vẻ chiêu tức, ánh mắt di động tại trên thân thể hoạt bát của nhiếp tuyền. Đạp, nhiếp tuyền như là lò so giống như, thân hình nhanh chóng xông ra, trong tay một thanh màu đen trường kiếm, trèo hướng nam tử mập mạp cái cổ. Đinh bành, nam tử mập mạp lấy ra một đôi đoạn côn, ngăn lại nhiếp tuyền một kiếm này. Sau đó, trong tay hắn đoạn côn điên cuồng gõ đánh, phát động cực kỳ hung mãnh thế công, ép sát nhiếp tuyền nhưng mà nhiếp tuyển thân pháp cao minh, năng lực trốn tránh càng là làm cho người sợ hãi thán phục, nàng thân thể mềm mại, tùy ý vặn vẹo, làm ra các loại độ khó cao động tác. Thỉnh thoảng, nhiếp tuyển lẻn đến nam tử mập mạp sau lưng, phát động tập kích. Hai người giao thủ gần 200 chiêu, nam tử mập mạp không có không biết làm sao nhiếp tuyển. Một đoạn thời khắc, nhiếp tuyển bắt lấy đối thủ một sơ hở, thân hình trượt đến nam tử mập mạp sau lưng, trong tay áo bỗng nhiên lộ ra một thanh trùy thủ, mãnh liệt đâm ra một kích này bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường hãn, nam tử mập mạp kiệt lực ngăn cản, trong tay đoàn côn ngăn lại một kích này, nhưng ngay sau đó nhiếp tuyển kích thứ hai, thứ ba đánh tới gần, bành nam tử mập mạp bị nhiếp tuyển một chân quét xuống khiêu chiến đài, ám sát giả sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái cơ hội nào. trần vũ xem hết trận chiến đấu này, nghĩ đến bản thân lúc trước gặp phải hai cái ám sát giả, nếu như cái kia hai gã ám sát giả thực lực có mạnh hơn nữa một ít bản thân khả năng sẽ chết cho bọn hắn mai phục xuống rồi. Đối mặt ám sát giả, không thể lộ ra cái gì sơ hở, bởi vì đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, hội trong nháy mắt này, bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu, chấm dứt chiến đấu. Nhiếp tuyền thắng lợi, khiến cho một hồi hoan hô, dù sao hành vi ám sát giả, không am hiểu quang minh chính đại đọ sức. Khiêu chiến tiếp tục, nhưng kế tiếp người khiêu chiến, có thể chiến thắng, ít càng thêm ít. Ta muốn khiêu chiến thứ 13 danh, Vu Hồng bỗng nhiên đứng ra, Vu Hồng khởi sướng khiêu chiến, cũng không làm cho bao nhiêu người kỳ quái. Dù sao hắn bản thân bài danh thứ 10, nhưng bị tư đồ Lân Ngọc đánh bại, và tu vi Trần Vũ, tại trong 20 người lại là thấp nhất. Viên thần nhìn thoáng qua, hoàn toàn không lo lắng, hắn biết rõ Trần Vũ nếu như toàn lực ra tay, Vu Hồng căn bản không hề phần thắng. Đã xong, Trần Vũ học trưởng thực lực, không bằng tư đồ Lân Ngọc cùng đoàn hạo, bị Vu Hồng khiêu chiến, có thể sẽ thất bại. Một ít tân sinh, lộ ra vẻ tiếc nuối. Khi trước Trần Vũ khiêu chiến thứ 13 danh, những tân sinh này liền cho rằng Trần Vũ tự nhận là không phải Tư Đồ Lân Ngọc cùng Đoàn Hạo đối thủ. Một lần kia trong thi đấu, Trần Vũ tuy là đệ nhất, nhưng theo thời gian trôi qua, Trần Vũ liền bị Tư Đồ Lân Ngọc cùng Đoàn Hạo đuổi kịp và vượt qua. Nó khiến bọn hắn không khỏi cảm thán, có cường đại gia tộc bối cảnh mới là vương đạo a. Vèo, bị người khiêu chiến, Trần Vũ cũng không có nhiều lời, leo lên khiêu chiến đài. Trần Học đệ xin lỗi, người vị trí này, ta vu hồng đã muốn. Vu hồng vừa cười vừa nói, như không phải là bị la hạo thiên bức bách, hắn cũng không muốn khiêu chiến trần vũ. Vèo, vu hồng thân hình một lướt liền ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, tới gần trần vũ. Bỗng nhiên, một đạo ánh lửa xanh tối tăm trưởng, oanh kích mà ra. Trần vũ lấy ra cự xích kiếm, một kiếm quét ngang mà ra, bổ chém ra một đạo kinh người sát phong kiếm quang. Oanh phanh, tiếng nổ mạnh lên, sát khí lửa xanh tàn sát bừa bãi. Làm diễm trưởng hỗn loạn hỏa diễm sát khí trong sóng gió phong ba vu hồng bỗng nhiên xông ra lần nữa oanh ra một đạo uy lực tuyệt luân trường lửa oanh hô trần vũ thi triển kinh sát kiếm quyết kiếm lớn mang theo mãnh liệt bổ mà ra tiểu tử này không đơn giản a à, vu hồng càng đánh càng kinh hãi kỳ thực trần vũ cũng có chút kinh ngạc không sử dụng ma văn chi khí cùng bí văn ma thể nghĩ đánh bại vu hồng không phải kiện đơn giản sự tình hắn đồng tượng cương thể cùng chân sát chi khí đang tại hướng bí văn ma thể cùng ma văn chi khí chuyển hóa, bởi vậy khó hơn nữa phát huy ra nguyên vẹn thời kỳ lực lượng như vậy. Đương nhiên, nếu để cho Vu Hồng biết rõ Trần Vũ lúc này tâm lý ý nghĩ, đoán chừng được thổ huyết ba trượng. Uống, Trần Vũ mãnh liệt quát một tiếng, đem đồng tượng cương thể thúc dục đến cực hạn. Hắn bên ngoài thân Phật quang tách ra, cực kỳ chói mắt, và thân thể của hắn cũng trong nháy mắt nâng cao rất nhiều, như cùng một cái người khổng lồ nho nhỏ. Đây là có chuyện gì? Vu Hồng vẻ mặt kinh hãi. Tại trong học viện, đây là Trần Vũ lần đầu tiên thi triển biến hóa cực lớn bản lĩnh. Kiếm băng tinh vân, thi triển biến hóa cực lớn về sau, Trần Vũ bỗng nhiên thi triển kiếm chiêu, một đạo cực lớn vô cùng màu đen sát khí chi kiếm, bạo liệt ra đến. Oanh phanh, Vu Hồng bị Trần Vũ anh xuống khiêu chiến đài, liền phun mấy ngụm máu tươi. Không, ta làm sao lại bại, Vu Hồng khó có thể tin, Trần Vũ học trưởng rõ ràng đánh bại Vu Hồng, đây mới là Trần Vũ học trưởng thực lực chân chính sao xem ra hắn không thể so với tư đồ lân ngọc cùng đoàn hảo học trưởng yếu. Những học sinh mới thần sắc chấn động, không khỏi kinh hô. Cái này liền là tất cả thực lực của hắn đi, là hạo thiên khóe miệng phát hỏa ra một tia lãnh khốc nét tươi cười. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy, Trần Vũ bị buộc đến không được, sau đó thi triển tuyệt chiêu, mới đánh bại vu hồng. Đánh bại vu hồng về sau, Trần Vũ vị trí, hoàn toàn vững chắc rơi xuống. Khiêu chiến thi đấu tiếp tục, rất nhanh, khiêu chiến người càng ngày càng ít ta khiêu chiến thứ 20 danh, lúc này, khôi lỗi sư khổng trung, leo lên khiêu chiến đài. chương 322, lên đường, khổng trung rốt cuộc xuất thủ, Trần Vũ nhìn về phía trên đài khổng trung, từ khi tân sinh cuộc thi qua đi, hắn liền không có gặp khổng trung ra tay qua, không biết khổng trung thực lực hôm nay đến cùng như thế nào. Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cướp đi vị trí của ta. Thứ 20 danh vị trí, một gã hình thể có chút mập mạp nữ tử lập tức đi ra. Cô gái này là đánh bại nguyên lai vị trí này cường giả, cướp lấy danh ngạch, thực lực bản thân không kém, người nổi bật trong tiên tiên hậu kỳ. Nữ tử mập mạp nhìn về phía khổng trung tướng mạo, không khỏi nở nụ cười. Chính cô ta dáng người dung mạo đều là hạ đẳng, có thể thấy được đến khổng trung sau đó, trong nội tâm nàng lại sinh ra một tia an ủi. Hừ, khổng trung theo nữ tử mập mạp thần thái bên trong, nhìn ra ý nghĩ của đối phương, thấp giọng hừ lạnh một tiếng. Đi, khổng trung vung tay lên. Phóng xuất ra bốn chỉ khôi lỗi, trong đó hai chỉ đạt tới tiên thiên hậu kỳ, hai cái tiên thiên trung kỳ. Tuy nói như thế, khôi lỗi dù sao không có người tu hành linh hoạt, bản thân không có linh trí, chỉ là bị khôi lỗi sư điều khiển, một cái một chỉ tiên thiên hậu kỳ khôi lỗi, khẳng định so ra kém một gã tiên thiên hậu kỳ người tu hành. Hơn nữa, nữ tử mập mạp càng là thiên tài trong vô ma học viện. Đối với khổng trung tế ra bốn chỉ khôi lỗi, sắc mặt nàng không thay đổi chút nào. Nhưng mà, đối với Trần Vũ có chút hiểu rõ khổng trung, lại theo khổng trung khôi lỗi bên trên, phát hiện một ít không đồng dạng như vậy địa phương. Tỷ như trong đó gấu lớn khôi lỗi, viên hầu khôi lỗi, chỉ là bề ngoài cùng những động vật này có chút tương tự, cẩn thận quan sát, rất nhiều bộ vị có thật lớn cải biến. Trần Vũ phòng đoán, khổng trung khôi lỗi kỹ nghệ khẳng định có tăng lên thật lớn. Siêu siêu, viên hầu, gấu lớn cùng hai cái báo săn khôi lỗi, tại dưới sự khống chế của khổng trung, theo bốn cái phương vị công hướng nữ tử mập mạp. Chính là mấy cái khôi lỗi nữ tử mập mạp không cho là đúng trong tay xuất hiện một thanh ám lam sắc thiết trùy rầm 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 nàng múa thiết trùy xoay tròn mà lên phóng xuất ra một tầng cuồng vũ âm hàn chi lực coi hắn làm trung tâm phảng phất có một tầng màu xám trắng băng tuyết phong bạo tứ tán ra ha ha trước hết để cho ngươi khôi lỗi tính linh hoạt hạ thấp sau đó giải quyết ngươi cái này khôi lỗi sư hết thảy liền đã xong nữ tử mập mạp thầm nghĩ trong lòng khôi lỗi sư chủ yếu thủ đoạn là khôi lỗi bản thân chiến lực cũng không cao nhưng mà nữ tử mập mạp phát hiện những khôi lỗi này tính năng rất tốt sức chống cự thập phần mạnh nhưng thời gian dần trôi qua bốn chỉ khôi lỗi tại âm hàn băng tuyết lực lượng ăn mòn xuống tốc độ cùng tính linh hoạt dần dần giảm xuống chính là tiên thiên trung kỳ khôi lỗi sư cũng muốn cướp đi danh ngạch của ta nữ tử mập mạp khinh thường khẽ hừ nàng phóng tới khổng trung trên đường bỗng nhiên múa một búa đem phụ cận một chỉ báo săn khôi lỗi oanh thành phế thải có thể làm cho nữ tử mập mạp không nghĩ tới chính là vèo, nghiền nát báo săn khôi lỗi hài cốt bên trong, bỗng nhiên xông ra một chỉ nhìn nhện khôi lỗi. T, một căn cứng rắn tơ nhện bắn ra, quấn chặt lấy nữ tử mập mạp một cánh tay. Cùng lúc đó, mặt khác ba con khôi lỗi thân hình, bỗng nhiên triển khai một cái hình vuông trống rỗng, trong đó tất cả bay vụt ra một chỉ nhìn nhện khôi lỗi, phụt lên ra một căn tơ nhện. Nháy mắt, nữ tử mập mạp tứ chi, đều bị tơ nhện trói buộc. Phá cho ta, nữ tử mập mạp kiệt lực giấy ruộng, chân khí vũ động điên cuồng, một cỗ âm hàn chi lực theo tơ nhện lan tràn mà đi, ý đồ phá hư nhìn nhện khôi lỗi. Nhưng vào lúc này, khổng trung rũi ra kim loại cánh tay, hắn nội bay vụt ra một cái tử kim lưỡi câu chảo, chụp vào nữ tử mập mạp trước ngực. Bong, nữ tử mập mạp trước ngực quần áo nghiền nát, nhưng bên trong bảo giáp, ngăn cản rồi bộ phận uy năng. Có thể nàng như trước phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhưng vào lúc này, gấu lớn, báo săn, viên hầu khôi lỗi, lập tức phát động tiến công, nữ tử mập mạp vội vàng ngăn cản cuối cùng bị oanh ra khiêu chiến đài thắng khổng trung lộ ra vẻ tươi cười bốn phía cũng là một mảnh xôn xao khi trước bọn hắn cũng nhìn không tốt cái này tiên thiên trung kỳ khôi lỗi sư có thể khổng trung thể hiện ra khôi lỗi kỹ thuật cùng năng lực ứng biến làm bọn hắn thập phần sợ hãi thán phục hắc tinh đại sư người cái này vị đệ tử có thể không tầm thường a à. một ít lão sư đạo sư nhìn về phía độc nhãn hắc tinh đại sư nói ra xem ra khổng huynh đối với chính mình quá không tự tin rồi. Trần Vũ nhạt cười một tiếng, vừa rồi khổng trung biểu hiện tương đối tỉnh táo, dường như cũng cũng không dùng hết hát chủ bài bộ dạng. Theo khổng trung khiêu chiến hết về sau, Vu Hồng lại một lần nữa khởi sướng khiêu chiến. Trải qua hai đợt đánh bại, hắn đã không chuẩn bị trùng kích 10 hạng đầu năng lực, liền khiêu chiến thứ 14 danh. Nếu là hắn tự phụ, khiêu chiến 10 hạng đầu, một khi thất bại bị thương, hắn có lẽ liền một cái danh ngạch đều đoạt không đến. Rất nhanh, trận này danh ngạch tranh đoạt chiến liền đã xong. Kế tiếp, các người có thể hướng thứ tự gần phía trước khởi xướng khiêu chiến, thắng lợi tức thì mà chiếm lấy, cuối cùng bài danh, cũng chính là các người tại vô ma học viện bảng đơn bài danh. Cái kia tư lịch cực già phân viện trưởng mở miệng lần nữa. Đối với cái này cái, Trần Vũ cũng không có hứng thú, chẳng qua là một ít thêm vào thanh danh mà thôi, cũng không có bao nhiêu tác dụng thực tế. Nhưng trong 20 người, cũng có mấy người nhìn chúng học viện bài danh, khởi xướng khiêu chiến. Trong đó thay đổi lớn nhất là bài danh thứ 15 Ngụy Bân, hắn khiêu chiến tên thứ 8, đi qua một hồi thời gian giải chiến đấu, cuối cùng thắng hiểm. Ngụy Bân khi trước một trận chiến, cũng không đem hết toàn lực, điểm này mọi người rõ như ban ngày, hắn có thể xông vào 10 hạng đầu, cũng không phải ngoài ý liệu. Cuối cùng, vô ma học viện thi đấu 20 danh ngạch, rốt cuộc quyết định rơi xuống. Trong đó, bài danh phía trước nhất Ngô Hằng, là Hạo Thiên, Nhâm Hàn bọn người, từ đầu đến cuối đều không có bị khiêu chiến qua, Bốn phía vô số người đang xem cuộc chiến, nhìn về phía cái này 20 người, lộ ra hâm mộ vẻ sùng kính. Cái này 20 người, là bây giờ Vô Ma học viện mạnh nhất 20 người, đem đại biểu học viện tham gia toàn bộ Vân Chiếu Quốc học viện tranh phong. Đây là học viện thi đấu tương quan tình báo, các người 20 người sau khi trở về, hiểu rõ thoáng một phát. Một gã lão sư xuất ra 20 bản sách nhỏ, mỗi người cấp cho một bản. Trở lại chỗ ở, Trần Vũ đọc qua cái quyển sách này. Đầu tiên, trên cái quyển sách này ghi chép bốn đại học viện, cùng với hai ba mươi cái đỉnh tiêm học viện đệ tử tình huống. Đoạn Tân Nguyệt, Diệp Thừa Phong, Vân Hải chân bọn người, bên trong đều có giới thiệu. Trong mắt Trần Vũ lập lè tinh quang, trong lúc này, giới thiệu những người này sở tu hành công pháp, một ít thủ đoạn, cùng với ưu thế, hoàn cảnh xấu các loại tình huống. Đương nhiên, những miêu tả này khả năng chỉ là những thiên tài này dĩ vãng tình huống, cũng không thể đại biểu thực lực bọn hắn bây giờ, liền nhất định là trên cái quyển sách này ghi chép cái dạng kia trong đó trần vũ cường điệu nhìn thoáng qua vân dương học viện sư huynh viên thần từng nói vân dương học viện đệ nhất danh cũng có đủ tranh luận tính ít nhất còn có một hai người có được khiêu chiến đệ nhất năng lực vân dương học viện không hổ là đứng đầu bốn đại học viện trong đó hoàng tộc cùng đại thế gia đệ tử tối đa bởi vậy xuất hiện cái loại này tuyệt thế thiên tài khả năng cũng khá lớn trước hai mươi danh toàn bộ là tiên thiên đỉnh phong nhìn thoáng qua tình báo về sau sắc mặt trần vũ hơi rung động không giống với vô ma học viện phân dương học viện trước 20 người, tất cả đều có được tu vi tiên thiên đỉnh phong. Trong sách, ngoại trừ những tin tức này miêu tả, còn có trận đấu hình thức tường giải. Dĩ vãng thi đấu, có hai cái khâu. Cái khâu 1 sẽ tiến hành một khâu đoạn thí luyện hoặc là mạo hiểm, đào thải tuyệt đại đa số đệ tử. Dù sao học viện thi đấu người tham gia quá nhiều, nếu là trực tiếp tiến hành bài danh chiến, hội lãng phí quá nhiều thời gian. Và cái này trong khâu 1, tỷ lệ tử vong tương đối cao. Khâu 2 thì là bài danh chiến, quyết ra vân chiếu quốc đệ tử bài danh. Mặt khác, cũng có vài lần thi đấu, chính giữa bỏ thêm một khâu đoạn, mục đích hay vẫn là khảo nghiệm hoặc là đào thải đệ tử. Trừ lần đó ra, về ban thưởng, mỗi giới gần như đều có hóa nguyên đan, có thể gia tăng đột phá quy nguyên cảnh xác suất trừ lần đó ra còn có đỉnh cấp bảo khí, lớn linh thạch, tước vị phân phong trùng. Không biết lần này thi đấu ban thưởng, sẽ là cái gì? Trần Vũ ẩn ẩn có chút chờ mong, căn cứ tình báo, mỗi một lần thi đấu ban thưởng, đều là tại từng bước gia tăng, vượt qua những lần đã qua. Cùng ngày ban đêm, viên thần trước tới bái phỏng, sư huynh, sao ngươi lại tới đây, còn có ba ngày liền phải lên đường. Trần Vũ hỏi, đây là sư tôn để cho ta đưa cho ngươi, viên thần theo trong túi chữ vật, xuất ra hai kiện vật phẩm. Một kiện là một khỏa màu tím đen hạt châu, cái này đồ vật Trần Vũ nhận thức, ban đầu ở ma cốt hoang nguyên lòng đất, Trần Vũ chính là dùng cái khỏa hạt châu này, diệt sát liệt hỏa ma tích cũng giải trừ nguy cơ. Đây là một miếng đưa tin phù, đến lúc đó có lẽ có thể làm ra công dụng. Viên thần đem đệ khác nhau vật phẩm đưa cho Trần Vũ. Trần Vũ không có khách khí, đem hai thứ này vật phẩm toàn bộ nhận lấy. Cái kia đen tím hạt châu, uy lực bằng được Quy Nguyên cảnh một kích toàn lực, nếu là sử dụng tốt, thậm chí có thể giết chết Quy Nguyên cảnh. Và đưa tin phù, có thể làm cho Trần Vũ hướng Viên thần phát ra cầu cứu tin tức. Trần Vũ lần đầu cảm nhận được, Sư Tôn Dịch Lan Thiên đối với chính mình coi trọng như thế có cái này mấy thứ thứ đồ vật, sư đệ chỉ cần có thể vượt qua khâu một, xông vào top 50 có lẽ không có vấn đề gì. Viên thần ngang nhau cười nhạt nói, sau đó rời khỏi chỗ ở. Học viện thi đấu, chỉ cấp cho top 50 ban thưởng, có thể xông vào top 50, cũng xem là tốt. Có thể trần vũ mục tiêu, không chỉ là top 50. Nếu là ta toàn lực ứng phó, tức thì có thể xông vào trước 20. Nội tâm Trần Vũ đánh giá chắc lấy, còn lại thời gian, Trần Vũ đều đang bế quan tham tu thiên ma bí văn lục. Thực lực càng mạnh, học viện thi đấu có thể lấy được thứ tự tốt hơn. Ba ngày sau, mọi người đi tới trong học viện một chỗ quảng trường. Nơi này, sớm đã tụ tập mấy học viên, còn có một chút học viện cao tầng. Sau nửa canh giờ, nhân viên cơ bản đến đủ. Vèo, bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo hắc bào nhân ảnh, tại trên bả vai hắn, nằm sấp lấy một chỉ đang ngủ mèo rừng. Trước mặt mọi người người ngưng mắt nhìn mà đi lúc, Đạo nhân ảnh kia lại bỗng nhiên xuất hiện tại mặt đất. Thật nhanh, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, bọn hắn vừa rồi đều không thấy rõ người này thân pháp tung tích. Phó viện trưởng, tất cả cao tầng nhất thời hành lễ. Trong 20 tên học viên, có mấy người chưa bao giờ thấy qua phó viện trưởng đội hình, đều lộ ra ngạc nhiên ngưỡng mộ chi sắc. Nếu không là vì học viện thi đấu, đoán chừng bọn hắn theo học viện tốt nghiệp, cũng khó khăn dùng nhìn thấy phó viện trưởng một mặt. Đi thôi, phó viện trưởng áo đen múa, ma khí quay cuồng. Sau một khắc, trên quảng trường liền xuất hiện một chỉ dài đến hơn 10 trượng kỳ dị yêu thú. Con thú này đầu lâu thân thể thật lớn, bên ngoài thân che kín lân phiến, nhưng lại có một đôi màu đen cánh chim. Nó chấn động lông cánh, một cỗ gió tanh đen sóng tản ra, làm cho không ít tiên thiên hậu kỳ đệ tử đều cảm thấy một cổ áp lực, hô hấp không thông. Quy nguyên cảnh phi hành tỏa kỵ, người đệ tử vẻ mặt vẻ hâm mộ, hơn nữa này yêu thú phẩm dai cũng không tầm thường. Siêu siêu, hai mươi người toàn bộ leo lên đi. Cái kia quy nguyên cảnh phi hành tòa kỵ, bỗng nhiên chấn động cánh, chờ tất cả mọi người rời xa mà đi. Không đến nửa ngày, mọi người đi tới Thiên Hà phủ Vương thành, mở ra truyền tống đại trận về sau, tất cả mọi người truyền tống đến Vân Dương Thánh phủ. Chương 323, Thiên Kiêu Tể tụ, một tầng sáng lạn màu xám bạc hào quang, nương theo lấy không gian chấn động chậm rãi tán đi, một đoàn người Vô Ma học viện xuất hiện tại Vân Dương Thánh phủ truyền tống trọng địa. Vô Ma học viện đã đến, không hổ là bốn đại học viện đội hình cường đại như thế, cái kia cầm đầu thanh niên áo vàng, chính là vô ma học viện đệ nhất nhân viên thần đi. Bốn phía, bỗng nhiên trở lên huyên náo ồn ào, vô số ánh mắt tụ tập tại trên người một đoàn người vô ma học viện. Vô ma học viện chúng đệ tử xem xét, bốn phương tám hướng, một mảnh người ta tấp nập. Trong đó, tuyệt đại đa số đều là hơn 20 tuổi thiên tài đệ tử. Bọn hắn nhìn về phía vô ma học viện chúng đệ tử ánh mắt, tràn ngập kích động cùng khâm phục. Một màn này, làm cho vô ma học viện chúng đệ tử tâm huyết bành trướng, cảm thấy cực tự hào. Tham gia học viện thi đấu, mỗi giới chỉ ít có hơn 400 cái học viện, nơi này đều là ngoại trừ 4 đại học viện bên ngoài học viện. Viên thần cho mặt khác lần đầu tiên tham gia học viện thi đấu đệ tử giới thiệu. Sư huynh, bọn hắn vì sao ở chỗ này? Trần Vũ hỏi, bọn họ là tới đón tiếp chúng ta, học viện thi đấu nhưng thật ra là dùng 4 đại học viện cầm đầu và tổ chức, bởi vì 4 đại học viện quá mạnh mẽ, trong thi đấu học viện khác căn bản chiếm không đến cái gì tiện nghi, cho nên tuyệt đại đa số học viện đều chọn phụ thuộc bốn đại học viện, dùng đạt được che chở. Sư huynh viên thần thấp giọng nói, nói cách khác, cái vùng phụ cận này phụ thuộc vào học viên của vô ma học viện, tại trong khâu một, đem dùng học viên vô ma như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dịch tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhưng vào lúc này, vài tên quy nguyên cảnh cường giả, tới cùng phó viện trưởng dịch lan thiên chào hỏi đồng dạng là quy nguyên cảnh, trong đó có mấy người niên kỷ so dịch lan thiên còn lớn hơn, lại vẻ mặt cung kính vui vẻ gọi dịch tiền bối. Lần này học viện thi đấu, quý học viện thiên tài, từng cái không thể tầm thường so sánh, nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Một gã mập mạp lão giả cười lớn một tiếng, nói cho hết lời về sau, hắn mới dò xét 20 người vô ma học viện. Dò xét hết về sau, hắn lông mày lại có chút nhíu lại. Trong 20 người vô ma học viện, có một gã tiên thiên trung kỳ đệ tử, lại vẫn có một gã tiên thiên sơ kỳ đệ tử. Bọn hắn trong những học viện nhị lưu này, kế cuối cũng chỉ có một, hai tên tiên thiên sơ kỳ. Đi thôi, trước đi sân thi đấu. Dịch Lan Thiên Bình thản nói ra, cưỡi phi hành tỏa kỵ, dẫn đầu rời khỏi. Cùng lúc đó, bốn phía trong vô số nhân viên, có gần như một phần ba người, nhất thời cưỡi phi hành tỏa kỵ, phóng lên trời, theo đuôi tại sau lưng vô ma học viện. Cái kia mặc quần áo màu vàng thanh niên, chính là vô ma học viện đệ nhất nhân viên thần rồi. Còn có bài danh thứ hai là Hạo Thiên, thứ ba Nhâm Hàn, đều là ta thích tuấn nam tử loại hình. Ồ, như thế nào có Tiên Thiên Sơ Kỳ tiểu tử, hắn hẳn không phải là đến dự thi a. À. Phía sau đệ tử học viện khác, chăm chăm vào Vô Ma học viện 20 người, nghị luận dồn dập. Ha ha, Ngụy Bân thập phần hưởng thụ cười quái dị rồi vài tiếng, những người còn lại cũng mỗi cái lộ ra vui vẻ, ngẩng đầu ưỡn ngực. Bị nhiều người như vậy ngưỡng mộ sùng bái, có rất ít người có thể bảo trì tâm tính bình thản. Oanh ông vô ma học viện mọi người còn chưa rời khỏi trên truyền thống cổ trận lần nữa lóng lánh khởi một tầng màu xám bạc hào quang thiên kiếm học viện mau nhìn đó là diệp thừa phong còn có hà thu vân đều rất đẹp trai bốn phía một mảnh kinh hô hai mươi người vô ma học viện cũng nhất thời nhìn lại chỉ thấy thiên kiếm học viện một đoàn người cưới tại trên một thuyền bạc nhỏ thuyền này hình dạng kỳ lạ lại như một thanh kiếm và thiên kiếm học viện chúng đệ tử gần như bọn chúng đều là tuấn nam mỹ nữ khí chất phi phàm Cầm đầu Diệp Thừa Phong, một bộ áo trắng không nhiễm bụi trần, tóc màu xanh nhạt theo gió bay lả tả. Sau lưng Hà Thu Vân, mày kiếm mắt sáng, dung mạo càng hơn qua Diệp Thừa Phong. Nhưng là, Thiên Kiếm Học viện trong 20 người, tụ tập tối đa ánh mắt, ngược lại mà không phải hai người này, mà là một nữ tử. Nàng kia một thân màu trắng lụa mỏng, hai con người như nước lạnh mùa thu, lông mày đẹp như ngọc, dung nhan như ngọc sứ đúc thành, giống như tiên nữ. Cái này kinh tâm động phách vẻ đẹp làm cho không ít nam đệ tử ngây ra như phóng, nước miếng chảy dòng. Diệp Lạc Phượng, thiên kiếm học viện tân sinh đại thiên tài, càng là đệ nhất mỹ nữ học viện này. Một học viên khen không dứt miệng nói, thiên kiếm đệ tử cũng không qua để ý nhiều bốn phía ánh mắt của người, bọn hắn toàn bộ đều nhìn về phía trước học viên vô ma. Viên thần, Diệp thừa phong ánh mắt, tại trên người viên thần dừng lại một lát, lập tức liền không tại chú ý. Ồ, tiểu tử kia cũng tại, Hà Thu Vân ánh mắt, tại cái khác trên thân người từng cái đảo qua về sau, dừng lại tại trên người Trần Vũ. Nhớ ngày đó, hắn tham gia trong giải đấu săn bắn, Liệp Phương Vinh Quang đã bị Trần Vũ cướp đi. Đồng thời, tại học viện nhiều năm như vậy, hắn một mực truy cầu Diệp Lạc Phượng cũng không thành công, hắn liền đem toàn bộ cái này đỗ lỗi tại trên người Trần Vũ. Quả nhiên, hắn cũng sẽ tham gia thi đấu. Diệp Lạc Phượng mắt sương lạnh buốt, dừng lại tại trên người Trần Vũ, trong đó có chiến ý, có xa cách từ lâu gặp lại, cũng có một tia mừng rỡ là nàng cảm nhận được tu vi trần vũ về sau khóe miệng có chút sơ lên một vòng vui vẻ từng đã là săn bắn giải thi đấu nàng bại bởi trần vũ nhưng bây giờ nàng đã đặt đến tiên thiên trung kỳ đỉnh phong đem trần vũ xa xa vung tại sau lưng diệp lạc phượng vốn là vạn chúng chú mục nàng khác thường cũng là khiến cho vô số người chú ý băng sơn tiên tử diệp lạc phượng rõ ràng nở nụ cười đang nhìn ai tựa hồ là người của vô ma học viện chẳng lẽ diệp lạc phượng đã có người trong lòng rồi không ít đệ tử lập tức tan nát cõi lòng trên đất. Lạc Phượng, Diệp Thừa Phong sắc bén con người theo ánh mắt Diệp Lạc Phượng, nhìn về phía Trần Vũ. Thân là thiên kiếm học viện đệ nhất nhân, hắn cũng không cách nào ngăn cản Diệp Lạc Phượng mỹ nữ như vậy, hơn nữa Diệp Lạc Phượng cũng họ Diệp, hắn từng mời Diệp Lạc Phượng có thể gia nhập tứ đại siêu cấp thế gia Diệp ra. Trực giác nói cho Diệp Thừa Phong, Diệp Lạc Phượng nhìn chăm chú người, chỉ là một gã tiên thiên sơ kỳ thiếu niên. Và vô ma chúng đệ tử tức thì từng cái mặt lộ vẻ kinh dị, có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác thiên kiếm học viện diệp lạc phượng bọn hắn mặc dù chưa thấy qua nhưng danh tiếng kia thật sớm liền nghe qua bây giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền lạc phượng cô nương không phải là đang nhìn ta đi ngụy bân lộ ra một tia hơi có vẻ ngu ngốc cười quái dị cô nàng này càng ngày càng xinh đẹp rồi trần vũ nhìn về phía diệp lạc phượng hơi có thất thần trước mắt bỗng nhiên diệp thừa phong đôi mắt mang theo một gỗ sắc bén vô cùng kiếm ý trùng kích hàng lâm mà đến làm cho chúng học viên vô ma nội tâm kinh hãi hảo cường kiếm ý một cái tự làm tâm ta sinh ý sợ hãi đây chính là diệp thừa phong thực lực sao một gã tiên thiên hậu kỳ đệ tử kinh hãi nói ra từng đã là diệp thừa phong có một cái nghe đồn trong cùng giai ngoại trừ bốn đại học viện đệ nhất nhân chưa có người có thể tiếp hắn một kiếm nhưng mà chỉ là một cái trước mắt diệp thừa phong ánh mắt liền dịch chuyển khỏi dịch phó viện trường tới có thể thật sớm a cái kia kiếm thuyền bên trên một cái mi trắng lão giả, lạnh nhạt cười nói. Cũng vậy, dịch lan thiên đơn giản đáp lại một câu, lập tức, thiên kiếm cùng vô ma hai đại học Việt, riêng phần mình dẫn theo một nhóm lớn phụ thuộc học viện hướng phương xa tiến đến. Diệp cô nương, tại thiên kiếm học viện qua còn tốt. Trên đường, Trần Vũ chủ động truyền âm ân cần thăm hỏi. Cũng không tệ lắm, cái này giới thi đấu, Lạc Phượng nhất định có thể xông vào trước 20. Trong nội tâm Diệp Lạc Phượng chẳng biết tại sao, thoáng vui vẻ, lập tức truyền âm trả lời. Cô nàng này dường như cũng muốn cùng ta so. Trần Vũ hơi có chút im lặng, xem ra trước đó lần thứ nhất Diệp Lạc Phượng thua thập phần không cam lòng a. À. Không bao lâu, hai đại học viện dẫn đầu rất nhiều phụ thuộc học viện, đi vào một mảnh liên miên liên tục vùng đất non sông tươi đẹp. Rất xa, Trần Vũ liền nhìn thấy rất nhiều bóng người đứng lặng phía trước. Bóng người càng ngày càng rõ ràng, tất cả mọi người lập tức cảm nhận được một cô áp lực. Vân Dương học viện, Đoàn Hạo trầm giọng nói, Vân Dương học viện nhân viên, chủ đóng ở đỉnh một cái ngọn núi, và trên giữa sườn núi, tức thì tất cả đều là phụ thuộc học viện bóng dáng, hắn số lượng ít nhất là vô ma học viện gấp 2. Vô ma cùng thiên kiếm học viện các vị, rốt cuộc đã tới. Trên đỉnh núi, một gã mặc mây vàng áo bảo trung niên nam tử, cười vang nói. Đám người của vô ma học viên, rơi vào trên một ngọn núi bên trái, và thiên kiếm học viện tọa lạc cạnh bên phải. Vân Hải Trân, thiên kiếm học viện một phương, diệp thừa phong lợi hại đôi mắt, nhìn chăm chú tại một gã áo vàng kim tuấn lãng thanh niên trên người. Người này đúng là Vân Dương học viện đệ nhất nhân, Vân Hải Trân. Giờ phút này hắn khép hờ hai con ngươi, tựa như đang tại tìm hiểu, hoàn toàn quên hết thảy ở ngoại giới. Ân, áo vàng kim thanh niên phát giác được khác thường, mở mắt ra, trong đó hiện lên một đạo lửa cháy mạnh ánh sáng chói lọi, cùng cái kia trong hư không kiếm ý đụng vào nhau, một cỗ lực lượng vô hình tại trong hư không nổ ra. Cảm thụ được hai đại học viện đệ nhất nhân vô hình đọ sức, rất nhiều đệ tử tâm huyết một hồi sôi trào. Không biết Vân Hải chân cùng Diệp Thừa Phong, ai yếu ai mạnh. Diệp Thừa Phong kiếm đạo không ai bằng, và Vân Hải chân có được cường đại vân gia huyết mạch, càng có một loại đặc thù linh diễm, thật khó mà nói. Rất nhiều người nghị luận mà lên, Phô ma học viện một ít học viên, lập tức cảm giác, bọn hắn học viện người mạnh nhất phiên thần, dường như xa không bằng thiên kiếm cùng Vân Dương hai đại học viện. Các ngươi đừng chỉ chú ý Vân Hải chân Vân Dương học viện là bất luận cái cái gì một người, đều không thể khinh thường, bài danh thứ hai Đường Mặc, bài danh thứ ba Ân Thành Trang. Viên Thần bỗng nhiên mở miệng, vừa mới dứt lời, Vân Dương Học viện một phương, một gã thân hình gầy hơi có vẻ âm hiểm áo xám nam tử, chủ động nhìn về phía Viên Thần. "Viên Thần, không nghĩ tới lần này thi đấu, ngươi thành Vô Ma học viện đệ nhất nhân, lúc này đây, ta chắc chắn đánh bại ngươi." Áo xám nam tử Ân Thành Trang âm trầm cười cười, "Mọi người đều biết, Ân Thành Trang tại Vân Dương Học viện bài danh thứ ba có thể nếu là hắn đem vô ma học viện đệ nhất cho đánh bại, vô ma học viện đem có cái gì thể diện. Xem ra sư huynh cùng cái này ân thành trang có cửu oán Trong nội tâm Trần Vũ thầm nghĩ, nghe nói sư đệ của viên thần cũng mới tham gia cái này giới học viện thi đấu rồi, không biết là vị nào. Ân thành trang gặp viên thần không nói gì, lần nữa âm vừa cười vừa nói. Viên thần thực lực mặc dù không bằng Vân Hải chân cùng Diệp Thừa Phong, nhưng cũng là vô ma học viện đệ nhất nhân, càng mấu chốt chính là hắn là đệ tử của phó viện trưởng. Kể từ đó, sư đệ của viên thần tự nhiên cũng là đệ tử của phó viện trường. Có thể được phó viện trưởng thu làm đệ tử, từng cái đơn giản, trên cơ bản nhất định có thể trở thành trong học viện đệ nhất hoặc là thứ hai cường giả. Lập tức, mặt khác trên hai tòa núi, rất nhiều người con ngươi, tụ tập tại trên người học viên vô ma. Vô ma học viện trong tình báo, chỉ có vốn là bài danh 20 danh đệ tử, Trần Vũ là về sau cướp lấy danh ngạch, bởi vậy cũng không kỹ càng tin tức chỉ có rất ít người thông qua mặt khác tình báo nơi phát ra mới biết được trần vũ là đệ tử của phó viện trưởng thời gian dần trôi qua đại đa số ánh mắt của người ngưng mắt nhìn tại trên người trần vũ tiên thiên sơ kỳ không có lầm đi tiểu tử này là đến tặng đầu người a phô ma học viện phó viện trưởng ánh mắt càng ngày càng kém rồi ha ha tiên thiên sơ kỳ ta một đao có thể miểu sát trong đó không ít người cười to mà lên phó viện trưởng thu đồ đệ diệp lạc phượng đôi mắt dễ thương hiện lên dị sắc nàng cũng là bị phó viện trưởng thu đồ đệ, mặc dù Trần Vũ là tiên thiên sơ kỳ, có thể nàng như chống lại Trần Vũ, tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Sư đệ, người phải cẩn thận cái này ân thành trang, hắn mặc dù từng là bại tướng dưới tay của ta, nhưng huyết mạch của hắn thập phần cường đại, bây giờ thực lực ta cũng không rõ ràng lắm. Viên thần nhìn về phía Trần Vũ, hơi ân cần nói. Đại đa số người cũng nhìn ra được, cái này ân thành trang là ở cố ý cho Trần Vũ tìm phiền toái. Đó là một mạnh được yếu thua thế giới, Trần Vũ không có thực lực, lại bị phó viện trưởng thu đồ đệ, tự nhiên có rất nhiều người ao ước sát ghen ghét, trong đó giới trước khi đấu tại trong tay viên thần đã bị thua thiệt, càng là sẽ không bỏ qua Trần Vũ rồi. Hơn nữa, Trần Vũ mặc dù bây giờ không mạnh, nhưng hắn có thể bị phó viện trưởng thu đồ đệ, tự nhiên có chỗ bất phàm, lần tiếp theo học viện thi đấu có lẽ đem trở thành vô ma học viện trụ cột, nếu là có thể vào lúc này đem hắn bóp chết, tự nhiên tốt nhất. Ân gia có được thế nhưng mà đồng tử huyết mạch và ân thành trang, âm viêm đồng, Càng là cường đại vô cùng, giết người chỉ cần một cái. Một bên, đối với Trần Vũ trong lòng còn có địch ý thượng hàm mở miệng, có nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Chương 324, thi đấu bắt đầu, Ân gia có được thế nhưng mà nhãn đồng huyết mạch và Ân Thành Trang, âm viêm đồng. Càng là cường đại vô cùng, giết người chỉ cần một cái. Một bên, đối với Trần Vũ trong lòng còn có địch ý thượng hàm mở miệng, có nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Ân gia là một trong 10 đại cổ tộc, coi như là thượng hàm đối mặt ân thành trang cũng không có nắm chắc ngăn lại hắn mấy chiêu nói cách khác trần vũ nếu là gặp phải ân thành trang gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ ba đại học viện giúp nhau dò xét trong chốc lát về sau liền an tĩnh lại lập tức chính là học viện thi đấu muốn động thủ là có cơ hội phô ma học viện mọi người đóng quân hoàn tất về sau trần vũ liền không có để ý những thứ khác chuyên tâm tìm hiểu thiên ma bí văn lục cái này giới thi đấu cường giả quá nhiều dùng thực lực của hắn nếu là không cẩn thận, đều có khả năng vẫn lạc. Xích viêm vương nằm sấp ở một bên, hẳn là tại tu luyện. Học viện thi đấu thời gian có chút dài, Trần Vũ lo lắng đem xích viêm vương ở lại học viện, nói không chừng thời điểm mấu chốt thằng này cũng khả năng giúp đỡ đến bản thân. Một ngày sau, thiên tinh học viện đến. Thiên tinh học viện cũng là phó viện trưởng dẫn đội, tất cả nhân viên cưới một kiện cung điện hình dạng phi hành đạo cụ. Thiên tinh học viện đệ nhất nhân chính là đoạn tân nguyệt, một thân váy đen, có lồi có lõm dáng người ngạo nghễ đứng thẳng, trên mặt xinh đẹp lộ ra một tia tự tin và mê người nét tươi cười, cười, quả thực tựa như cái yêu tinh nóng bỏng, cùng băng sơn tiên tử Diệp Lạc Phượng hoàn toàn trái lại. Đoạn Tân Nguyệt đảo qua mặt khác ba đại học viện, đầu tiên liền cùng viên thần đánh nữa cái bắt chuyện. Tân Nguyệt, Vân Dương học viện một phen, bài danh thứ hai đường mặc, lần đầu chủ động mở miệng, nhìn về phía đoạn Tân Nguyệt. Trong bốn đại học viện không ít người cũng biết, đường mặc ưa thích đoạn Tân Nguyệt, có thể đoạn Tân Nguyệt tức thì đối với điệu thấp lặng lẽ đường mặc một chút cũng không có hứng thú bốn đại học viện đều là đến sớm như vậy có nhiều thời giờ quan sát tất cả học viện đệ tử dự thi tình huống dù sao trong tư liệu tình báo không nhất định chuẩn xác cùng lúc đó toàn bộ vân chiếu quốc đối với cái này lần rầm rộ cảm thấy hứng thú võ giả cũng tranh nhau đến lưu vân sơn mạch thời gian dần trôi qua lưu vân sơn mạch tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều không khí theo khi trước yên lặng trở nên náo nhiệt lên một ngày vân chiếu quốc học viện thi đấu hiện tại bắt đầu vân dương học viện một phương tên kia mặc áo bào mây vàng trung niên nam tử cao giọng nói ra thanh âm vang vọng lập tức truyền khắp bát phương rõ ràng truyền vào tâm linh của mỗi người người này không chỉ có là vân dương học viện phó viện trưởng hay vẫn là người hoàng thất quyền cao chức trọng tất cả đệ tử nhìn chăm chú mà đi bọn hắn biết rõ bây giờ là công bố quy tắc trận đấu thời điểm quy tắc thi đấu giải đấu đối với toàn bộ thành tích thi đấu thắng bại có ảnh hưởng trình độ nhất định không biết quy tắc trận đấu là cái gì kim trác phong thấp lẩm bẩm Mỗi một lần học viện thi đấu, đều là bốn đại học viện cao tầng nguyên lão cộng đồng định chế, hơn nữa ký kết khí ước không thể tiết lộ. Khâu 1, đấu vòng loại, từng đệ tử dự thi, lựa chọn sử dụng một miếng lệnh bài đi. Áo bào mây vàng nam tử vung tay lên, trong không khí mây vàng quay cuồng, xuất hiện gần nghìn miếng màu xám lệnh bài. Tất cả đệ tử mặt lộ vẻ nghi ngờ, lần này quy tắc trận đấu, quả nhiên cùng những lần đã qua không đồng nhất. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng tất cả đệ tử dự thi, hay vẫn là bay nhảy dựng lên, riêng phần mình lựa chọn sử dụng một miếng lệnh bài. Khâu 1, các người đem tiến vào một chỗ vùng đất thí luyện, đệ tử dự thi phải tập hợp đủ 10 miếng màu trắng lệnh bài, 10 miếng màu đen lệnh bài, mới tính xong qua khâu 1. Suốt cục, quy tắc trận đấu công bố hậu thế, màu đen, màu trắng lệnh bài, không ít đệ tử lộ ra vẻ nghi hoặc, tất cả mọi người lấy được, không đều là một khối màu xám lệnh bài sao. Có thể nhưng vào lúc này, tất cả lệnh bài mặt ngoài màu xám dần dần rút đi, biến thành màu đen hoặc màu trắng màu đen, ánh mắt Trần Vũ lóe lên, lập tức đem lệnh bài để vào túi chữ vật. Những người khác tại biết được lệnh bài nhan sắc trong nháy mắt, cũng dồn dập quân lệnh bài để vào túi chữ vật, cũng chú ý tình huống bốn phía. Khâu một quy tắc trận đấu là, tập hợp đủ trắng đen lệnh bài tất cả 10 miếng mới tính xong qua. Nói cách khác, liền được coi là đến 20 miếng màu trắng lệnh bài, đều không tính thông qua. Nếu là tùy tiện bạo lộ trong tay lệnh bài nhan sắc, người ngày bình thường hảo hữu có lẽ đều đối với người ra tay. Tiếp theo, khâu một đem căn cứ trắng đen lệnh bài đối số tiến hành bài danh, 10 hạng đầu danh tướng có thêm vào ban thưởng. Vân Dương học viện phó viện trưởng, đem một điều cuối cùng quy tắc trận đấu nói ra. Lời này vừa nói ra, bốn đại học viện cường giả đỉnh tiêm, lập tức lộ ra nét tươi cười. Hắc hắc, lần này học viện thi đấu, có chút y tứ. Ân thành trang cười cười, một đôi u ám đôi mắt, đảo qua tất cả đệ tử. Hình thức lần thi đấu này, quả thực chính là cướp đoạt, cướp đoạt càng nhiều lệnh bài, bài danh đem càng cao, có thể được đến khâu một ban thưởng. Vân Dương học viện đệ nhất nhân Vân Hải Trân, đôi mắt cũng là hiện lên một đoàn ánh sáng, hiển nhiên đến rồi tơ hứng thú. Dĩ vãng khâu 1 chính là tầm thường đấu vòng loại, không có bất kỳ sức cạnh tranh cùng ý chí chiến đấu. Nhưng bây giờ, khâu một cũng sẽ quyết ra bài danh, đồng phát phóng nhất định được ban thưởng. Và bốn đại học viện bên ngoài đệ tử, lập tức sắc mặt trắng bệch. Dùng thực lực của bọn hắn, tiến vào thí luyện về sau, không phải chỉ có bị lược đoạt phần sau. Tiến vào bên trong về sau, gặp phải bốn đại học viện đệ tử, trực tiếp giao ra lệnh bài, cũng tìm kiếm bọn hắn che chở. Một gã học viện cao tầng, cho học viên của bọn hắn bày mưu tính kế. Thí luyện mở, Vân Dương học viện phó viện trưởng, ném ra ngoài một miếng màu bạc phong cách cổ xưa thạch bàn. Cùng lúc đó, mặt khác ba đại học viện phó viện trưởng, nhất thời bay ra. Ông vù vù, tứ đại phó viện trưởng, nhất thời véo động pháp quyết, đánh ra từng đạo thần bí văn tự, khắc sâu vào trong thạch bàn tứ đại phó viện trưởng, riêng phần mình trưởng quản một bộ phận chìa khóa phong ấn. Xích viêm vương trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, mở, bốn người đồng thời vừa quát, ông ông, trên bàn đá, không gian kịch liệt chấn động, bỗng nhiên rầm rầm một tiếng, xé mở một đạo khe hở. Một cỗ cổ xưa đặc thù khí tức, từ đó tràn ra. Nhanh chóng đi vào, trong nháy mắt, tất cả đệ tử dự thi, dồn dập bay cao mà lên. Có thể bỗng nhiên, một cỗ lực lượng đáng sợ khí tức, hướng đường đi chỗ nắp áp mà đi không ít đến phụ cận đệ tử, bị ngạnh xanh xanh bước lui, phun ra một ngụm máu tươi. Hưu, bỗng nhiên xuất hiện một đạo kinh người lạnh lùng kiếm quang, chỉ thẳng không gian thông đạo. Chỉ thấy, Diệp Thừa Phong dường như hóa thành một đạo kiếm quang hư ảnh, dùng tốc độ viễn siêu mọi người, dẫn đầu tiến vào không gian thông đạo. Ngay sau đó, hô, một đạo bóng người màu vàng, xoáy lên một tầng sáng chói kim quang hỏa diễm, oanh mở mấy tên cường giả đỉnh tiêm, nhảy vào không gian thông đạo. Vân Hải chân Hảo Cường chân Khí một bên kim chắc phong, bị ngạnh xanh xanh bức lui. Vèo, vèo, sau đó, đoạn tân nguyệt cùng viên thần, lần lượt tiến vào trong đó. Bốn đại học viện đệ nhất nhân tiến vào về sau, bốn đại học viện học viên khác, mới tranh đoạt đi vào trong đó, cuối cùng thì là bốn đại học viện bên ngoài đệ tử. Cái này giới thi đấu khâu một, phải chăng quá tàn khốc rồi. Mười miếng trắng đen lệnh bài, mới có thể tấn cấp, nói cách khác, phòng thứ nhất muốn đào thải chín thành đệ tử trở lên không ít về sau mới biết được quy tắc học viện cao tầng dồn dập sợ hãi thán phục muốn thu thập lệnh bài nhất định phải tàn sát lẫn nhau mà dùng hướng khâu một tỷ lệ đào thải cũng xa không có cao như vậy qua các vị có chỗ không biết cái này một chỗ vùng đất thí luyện là vân chiếu hoàng thất năm trước phát hiện một chỗ bí cảnh mới nói cách khác cái này là lần đầu tiên thăm dò vân dương phó viện trưởng mở miệng nói bí cảnh mới không ít học viện cao tầng kể cả tham gia náo nhiệt người tu hành lập tức mắt lộ ra lửa nóng. Mỗi một lần, thi đấu khâu một gần như đều là thí luyện mạo hiểm. Những thí luyện này mạo hiểm chi địa, đều là viễn siêu tầm thường bí cảnh bảo địa. Cũng chính bởi vì như này, những thế lực kia thấp học viện cũng sẽ tham dự trong đó, có đôi khi cũng rất có thu hoạch. Còn lần này khâu một vùng đất thí luyện, dĩ nhiên là một chỗ chưa từng thăm dò qua bảo địa. Mọi người đều biết, chưa bao giờ thăm dò qua bí cảnh kỳ ngộ lớn nhất, cho nên tương đối, lần này khâu một quy tắc liền tàn khốc một ít. Vân Dương Phó Viện Trưởng lần nữa nói ra, bá, Trần Vũ Xuyên thấu không gian thông đạo, thân thể cảm giác lập tức trầm xuống, cũng truyền đến một hồi choáng váng không khỏe cảm giác. Hắn khống chế thân thể, an ổn rơi xuống. Đây là một mảnh rừng già, bốn phía cây cối tráng kiện cực điểm, thảo mộc tươi tốt, tản ra tang thương cổ xưa khí tức. Ô, 200 năm phần hóa huyết thảo, ánh mắt Trần Vũ thoáng nhìn, phát hiện một cây màu đỏ sậm dược thảo, liên tiếp một quả gỗ già cư nhiên như thế đơn giản liền phát hiện rồi 200 năm phần dược thảo. Nhưng mà, hóa huyết thảo là hết sức bình thường dược thảo, mới 200 năm phần, giá trị cũng không cao. Mặt khác, dễ dàng như thế có thể phát hiện 200 năm phần chân tài, chứng minh nơi này tài nguyên đẳng cấp thập phần độ cao. Cho nên Trần Vũ cũng không có vội vã thu thập hóa huyết thảo, mà là thả ra thiết nguyệt kỳ trùng, điều tra phụ cận hoàn cảnh. Thiết nguyệt kỳ trùng vừa bay ra, ân, có người, Trần Vũ cảnh giác lên, chợt lại buông lỏng xuống dưới chỉ thấy sau lưng Trần Vũ, bỗng nhiên xuất hiện một gã tiên thiên trung kỳ đệ tử. Người này nam đệ tử nhìn thấy Trần Vũ trên quần áo vô ma học viện tiêu chí về sau, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, đừng giết ta, ta nguyện ý giao ra lệnh bài, xin cho ta đi theo học trường. Trần Vũ quay người nhìn về phía tên học viên này, y phục trên người hắn không phải bốn đại học viện, hiển nhiên là những nhị lưu kia học viện đệ tử. Ồ, oh, tiên thiên sơ kỳ, giờ phút này, tên học viên này cũng cẩn thận dò xét Trần Vũ, lộ ra kỳ quái chi sắc hắn đem trên mặt vẻ kinh nghi thu lại, hai tay hiện lên lấy lệnh bài, chậm rãi tới gần Trần Vũ, các hạ chính là đệ tử của phó viện trưởng đi, người nhất định thiên phú dị bẩm, thực lực hơn người, bằng không thì cũng sẽ không bị phó viện trưởng nhìn chúng. Nam đệ tử vẻ mặt nịnh nọt nét tươi cười, cười, mà khi hắn khoảng cách Trần Vũ không đến 3 mét xa thời gian. Nam tử rồi đột nhiên xông ra, trong tay xuất hiện một thanh loan đao, mãnh liệt vung ra. Ha ha, đi chết đi. Nam đệ tử lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn vung ra loan đao, nhanh chóng xoay tròn, như là một vầng loan nguyệt, mang theo sắc bén kình phong, hướng Trần Vũ cứng cắt mà đi. Hắc hắc, đệ tử của Phó Viện trưởng Vô Ma Học Viện, ta xem nhất định là Phó Viện trưởng vận dụng tư quyền, mới khiến cho ngươi lấy được danh ngạch, nhưng mà ngươi thật là muốn chết, chính là tiên thiên sơ kỳ, cũng dám tham gia thi đấu. Người này nam đệ tử cười to nói, hắn thân là tiên thiên trung kỳ, tại chính mình học viện bài danh 10 hạng đầu. Mà ở trong đó là thí luyện bí cảnh, ngoại giới nhìn không tới tình huống bên trong, bằng không thì, hắn cũng sẽ không mạo hiểm, ám hại đệ tử của Phó Viện trưởng Vô Ma Học Viện. Nhưng mà sau một khắc, người này nam học viên nét tươi cười, cười cứng ngắc rừng. Đinh bành, hắn vung ra sắc bén loan đao, giống như đánh tới tường đồng vách sắt bên trên bình thường, mãnh liệt rung động lắc lư mà lên, nửa bước khó tiến. Cái này, học trưởng nam đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân hình run rẩy chuẩn bị lên tiếng cầu xin tha thứ. Đùng, hưu, trần vũ thò tay, nắm loan đao, dùng sức hất lên chỉ thấy kim quang lóe lên, cái kia sắc bén loan đao xẹt qua nam học viên cổ, huyết dịch tung tóe, đầu lâu rơi xuống một bên. Trần Vũ đi qua, lấy đi trên người hắn túi chữ vật, cẩn thận tra thoạt nhìn. Vận khí không tệ, màu trắng lệnh bài. Trần Vũ cười cười, quân lệnh bài cùng một ít bản thân để ý, toàn bộ lấy đi. chương 325, Ma Linh độc tâm hoa. Thi đấu khâu 1, cần thu thập trắng đen lệnh bài tất cả 10 miếng, mới tính xong qua khảo hạch. Tiếp theo, còn đem căn cứ trắng đen lệnh bài đối số, tiến hành bài danh, cấp cho 10 hạng đầu ban thưởng. Trần Vũ mặc dù không biết cụ thể ban thưởng là cái gì, nhưng hắn nghe nói, chỉ cần là học viện thi đấu cấp cho ban thưởng, liền tuyệt đối sẽ không kém. Nếu nói là có khả năng, ta cũng muốn tranh một chuyến 10 hạng đầu. Nội tâm Trần Vũ thầm nghĩ, trước mắt mà nói, cái này hy vọng so sánh xa vời. Tỷ như bốn đại học viện đệ nhất nhân, gần như là tồn tại vô địch trong thí luyện, đương nhiên, bốn đại học viện bài danh thứ hai, thứ ba, cũng đều là cao thủ đứng đầu gần với thứ nhất. Muốn tranh 10 hạng đầu, có hai chủng phương pháp, đệ nhất, tại thí luyện vừa mới bắt đầu giai đoạn, cướp đoạt lượng lớn lệnh bài. Bốn đệ tử bên ngoài đại học viện, trong tay nắm giữ lượng lớn lệnh bài, cũng dễ dàng cướp lấy. Thứ hai, tại thí luyện giai đoạn sau cùng, cướp đoạt lệnh bài trong tay thiên tài đỉnh tiêm. Đến cuối cùng, trong tay từng cái thiên tài đỉnh tiêm đều có không ít lệnh bài. Mỗi một lần cướp đoạt, thu hoạch đem cực kỳ phong phú. Nhưng vào lúc này, Trần Vũ phái đi ra thiết nguyệt kỳ trùng, phát hiện học viên khác tung tích. Trong tầm mắt, một gã thân hình thẳng tắp khuôn mặt lãnh khốc thanh niên tóc đen, cùng một gã nam tử mập mạp gặp nhau. Tên kia nam tử mập mạp là vô ma học viện bài danh thứ 19 đệ tử. Nhâm học trường, không nghĩ tới có thể nhanh như vậy gặp ngươi. Nam tử mập mạp vẻ mặt kích động, nôn nóng vội vàng đi qua. Hắn mặc dù thân là bốn đại học viện đệ tử, nhưng thực lực là kế cuối, nếu là gặp phải mặt khác tứ đại đệ tử, chỉ sợ không có kết cục tốt lành. Mà giờ khắc này, hắn gặp bổn viện bài danh thứ ba nhâm hàn. Cùng nhâm hàn cùng một chỗ, tính nguy hiểm đem sâu sắc giảm xuống. Ân, chúng ta đồng hành đi, nhâm hàn hai con người không có chấn động, lãnh đạm nói ra. Nam tử mập mạp thập phần mừng rỡ, đi vào nhâm hàn bên cạnh. Nhưng sau một khắc, hắn lộ ra vẻ thống khổ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chỉ thấy, chỗ trái tim của hắn, bị một chỉ trắng nõn mảnh mai thủ chảo đâm thủng, huyết dịch phun tung tóe mà ra. Nhâm học trường, nam tử mập mạp khó có thể tin, ngã xuống đất và chết. Nhâm hàn mặt không biểu tình, lấy đi đối phương túi chữ vật về sau, lấy ra một cái bình nhỏ, bỏ ra một mảnh đen lục u u thuốc bột. Lập tức, nam tử mập mạp thi thể thiêu đốt, xa xa, Trần Vũ thấy một màn như vậy, cũng vạn phần kinh ngạc. Theo vừa rồi tình hình mở ra, nam tử mập mạp cùng nhâm hàn có lẽ không có bất kỳ mối thù truyền kiếp, nếu không nam tử mập mạp cũng sẽ không kích động cao hứng tiếp cận nhâm hàn, không có bất kỳ phòng bị nhưng là nhâm hàn lại đối với bổn viện đệ tử sông mạnh hà tử thủ nhưng vào lúc này nhâm hàn đôi mắt lường hướng cách đó không xa vị trí phát hiện một cái ám lam sắc điểm đen không tốt bị phát hiện rồi nội tâm trần vũ thất kinh nhâm hàn cảm giác cùng tính cảnh giác quá mạnh mẽ thông qua côn trùng tầm mắt trần vũ trông thấy nhâm hàn mãnh liệt gọt ra một trường oanh phanh một đạo màu đen trưởng nhận ngưng như thực chất như là một thanh đao nhỏ màu đen Tản ra ma ý kinh người, nhanh chóng gọt đến. Thời điểm mấu chốt, Thiết Nguyệt Kỳ Trùng chui vào lòng đất, dùng tầng đất triệt tiêu rồi một trường này đại bộ phận uy năng. Sau đó, Thiết Nguyệt Kỳ Trùng trong lòng đất nhanh chóng lui lại. Nhâm Hàn đã tới, Trần Vũ lập tức lui lại. Nhưng là, luận tốc độ Nhâm Hàn có lẽ so với hắn nhanh một ít. Dùng Trần Vũ cùng Nhâm Hàn ở giữa thù hận hơn nữa hắn thấy một màn như vậy, Nhâm Hàn sẽ buông tha mình mới là lạ. Nhâm Hàn tại học viện bài danh thứ ba liền tính toán Trần Vũ thủ đoạn toàn bộ ra, cũng không nhất định có thể giết chết người này. Vèo, một đạo bóng đen tại trong rừng già cấp tốc lập lòe, đi vào nào đó khối đất trống. Nơi này vừa rồi có người, nhâm hàn khuôn mặt âm trầm, hắn âm trầm trong mắt đen nhánh, nhìn quét bốn phía, tìm kiếm dấu vết để lại. Bỗng nhiên, lỗ tai hắn hơi động một chút, tựa hồ là nghe được cái gì thanh âm, hướng tiền phương phóng đi. Trên không rừng già bên ngoài vài dặm một đạo nhân ảnh sau lưng mở rộng lấy một đôi tàn cánh màu đen, lơ lửng ở không trung trên rừng già, quan sát lấy phương xa chỗ sâu trong rừng già. Tốc độ của hắn thật nhanh, Trần Vũ nhẹ nhàng thở ra, tàn cánh màu đen sau lưng của hắn, đúng là săn bắn giải thi đấu lấy được ban thưởng. Vừa rồi nếu không có hắn kịp thời sử dụng đôi cánh này rời khỏi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thoát thân rồi. Ở trên không trung, tầm mắt của Trần Vũ cực kỳ rộng lớn, hắn phát hiện cách đó không xa còn có một học viên và Nhâm Hàn đúng là hướng về phía tên học viên này mà đi. Người học viên kia chủ động đưa ra lệnh bài, như trước bị Nhâm Hàn giết chết. Hưu, một đạo tối tăm ánh sáng màu lam điểm bay vụt mà đến, rơi vào trong lòng bàn tay Trần Vũ. Vừa rồi Nhâm Hàn một kích kia, đối với Thiết Nguyệt Kỳ trùng tạo thành nhất định được bị thương, cũng may thương thế không nặng, côn trùng sự khôi phục sức khỏe cũng rất mạnh. Vù vù, Trần Vũ chấn động cánh, tạm thời rời xa nơi đây. Rất xa, tầm mắt của Trần Vũ thấy được cái này một mảnh rừng rậm cuối cùng. Phía trước có một sơn động, Trần Vũ khống chế cánh chim, chậm rãi rơi xuống, sử dụng đôi cánh này phi hành, cực kỳ tiêu hao chân khí. Nhưng mà, tại hạ xuống xong, Trần Vũ phát hiện sơn động chính phía trước xuất hiện một chi ba người tiểu tổ đội ngũ. Đội ngũ người cầm đầu, Trần Vũ cảm thấy quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, lúc trước tân sinh thi đấu lúc, Vân Dương học viện có mấy người đến đây đi thăm, cái kia tóc ngắn thanh niên chính là một người trong đó hắn đối với ninh quận chúa cực kỳ nhiệt tình nghe nói là thập đại cổ tộc lữ gia chi nhân tên là lữ trạch trước đi xem trần vũ rơi trên mặt đất thu hồi lông cánh hướng cách đó không xa sơn động tới gần sau đó hắn lần nữa phái ra thiết nguyệt kỳ trùng vào sơn động điều tra tình huống oanh phanh bồng trong sơn động truyền đến trận trận thanh âm đánh nhau chỉ thấy lữ trạch ba người cùng bảy tám chỉ bò cạp chém giết cùng một chỗ những bò cạp này toàn thân đen kịt tỏa sáng đuôi bò cạp nhọn bộ hiện ra một vòng đỏ tươi xem xét liền biết kỳ độc vô cùng trong sơn động có một vũng màu đen nước suối nước suối chính trung ương có rất nhiều chân tài hắn biên giới tức thì còn có một ít viên trứng ấp đây là hắc thiết ma hạt trong thân thể chảy xuôi theo một tia huyết mạch cổ thú tại trong yêu thú thuộc về tồn tại đỉnh cấp mà ở trong đó có 6 miếng hắc thiết ma hạt viên trứng ấp lữ chạy ánh mắt rơi trong sơn động bộ viên trứng ấp ánh mắt lửa nóng những viên trứng ấp này nếu là thuận lợi ấp trứng ở gia tộc bồi dưỡng xuống, đem trở thành sáu chỉ thực lực cường hãn linh sủng. Nhưng mà Trần Vũ đối với Hắc Thiết Ma Hạt Viên trứng ấp không có hứng thú, ngược lại đối với trong suối nước đồng dạng chân tài vô cùng tâm động. Ma Linh Độc Tâm Hoa, Ma Linh Độc Tâm Hoa hiếm thấy Ma đạo chân tài, trong đó ẩn chứa Ma đạo tinh hoa, có thể nhanh chóng bị hấp thu, tăng lên tu vi. Nhưng Ma Linh Độc Tâm Hoa còn kèm theo một loại độc tố, công kích trực tiếp trái tim, làm cho người thống khổ. Tuy nói như thế khả năng với lấy chân tài tăng trưởng tu vi quá mức khan hiếm, liền tính toán hoa này có độc, không ít người tu hành ma đạo một khi gặp phải, hay vẫn là hội mạo hiểm phục dụng. Nhưng mà, ba người này thực lực đều không kém, Trần Vũ không có lập tức hành động, Lữ Trạch, đến từ Vân Dương học viện, tu vi tiên tiên đỉnh phong, cũng có được lực lượng huyết mạch. Tại Vân Dương học viện trong 20 người, bài danh thứ 8. Nhưng Vân Dương học viện chỉnh thể thực lực rất mạnh, hắn tại Vân Dương bài danh thứ 8, có thể so đo vô ma học viện top 5 ngoại trừ lữ trạch bên ngoài còn có hai gã tiên thiên hậu kỳ mặt khác viện sinh chờ bọn hắn giết chết hắc thiết ma hạt ta lại hành động trong nội tâm trần vũ làm tốt ý định trước hết để cho hắc thiết ma hạt tiêu hao ba người chân khí chờ bọn hắn giải quyết phiền toái về sau trần vũ lại đi vào kiếm một chén canh chỉ cần trần vũ thể hiện ra thực lực có thể khiến cho đối phương coi trọng phân một cây ma linh độc tâm hoa là không có vấn đề vì phòng ngừa ngoài ý muốn trần vũ lại để cho thiết nguyệt kỳ trùng rút khỏi sơn động tại phụ cận tìm hiểu tình huống. Nếu là đợi tí nữa hắn xông vào sơn động, lại có học viên khác chạy tới, tình huống thì phiền toái. Cho nên Trần Vũ muốn xác định, phụ cận không có những người khác. Một đoạn thời khắc, thiết nguyệt kỳ trùng trong tầm mắt, hiện lên một đạo hồng sắc thân ảnh. Kim Trác Phong, ánh mắt Trần Vũ chăm chú. Ban đầu ở Ma Cốt Hoang Nguyên, Kim Trác Phong còn từng âm thầm đối với chính mình ra tay. Đương nhiên, cũng chỉ là âm thầm, Kim Trác Phong căn bản không dám rõ rệt đối với Trần Vũ xuống sát thủ về sau phát hiện Trần Vũ không chết, Kim Trác Phong thái độ đại biến, đối với Trần Vũ vô cùng chiếu cố, thậm chí cùng đoạn Tân Nguyệt tranh phong tương đối. Vậy thì đi mời học trưởng giúp đỡ chút đi. Trần Vũ nhếch miệng cười cười, khống chế Thiết Nguyệt Kỳ trùng chủ động hiện thân, khiến cho Kim Trác Phong chú ý. Đồng thời, Trần Vũ nhanh chóng đuổi tới. Ai, trong rừng cây già, Kim Trác Phong cẩn thận chầm chầm vào xa xa. Kim học trưởng, là học đệ ta. Trần Vũ cười lên tiếng. Trần Vũ, Kim Trác Phong sắc mặt sướng sờ, hiển nhiên không có ngờ tới, lại nhanh như vậy đụng phải Trần Vũ. Giết, hay vẫn là không giết, giết chết Trần Vũ, có thể theo La Hạo Thiên chỗ đó đạt được cực lớn chỗ tốt, hơn nữa cái này vùng đất thí luyện, chỉ có hai người bọn họ, vẫn tương đối bảo hiểm. Có thể Kim Trác Phong cùng Trần Vũ cũng không có gì đại thù, hắn còn có mặt khác băn khoăn. Sư tôn của Trần Vũ thế nhưng mà phó viện trưởng, nói không chừng trong tay có phó viện trưởng cho bảo vệ tính mạng át chủ bài. Trần học đệ, người đi theo ta đi, như vậy an toàn chút ít cuối cùng kim trác phong buông tha cho ý nghĩ giết chết trần vũ đã như vậy liền tạm thời chiếm được trần vũ hảo cảm cùng tín nhiệm thứ nhất muốn giết trần vũ thời điểm dễ dàng động thủ xác suất thành công cao thứ hai trần vũ sau lưng có viên thần cùng phó viện trưởng tới giao hảo luôn luôn một chỗ tốt hơn một chút kim học trưởng ta vừa mới phát hiện một sơn động trong đó có không ít chân tài khoáng thạch nhưng đã bị học viên khác cho chiếm lĩnh trần vũ lập tức nói a à, ở đâu kim trác phong lập tức hỏi hắn cũng phát hiện chỗ này vùng đất thí luyện bên trong chân tài niên đại đều tương đối cao còn có một ít ngoại giới hiếm thấy chân tài đi theo ta trần vũ lại phía trước dẫn đường mang theo kim trác phong chậm rãi tới gần cái kia chỗ sơn động về trong sơn động cụ thể tin tức trần vũ cũng không lộ ra hai người không có đợi bao lâu trong sơn động thanh âm đánh nhau dần dần yếu xuống dưới đi kim trác phong khẽ quát một tiếng lập tức xông ra đi vào trong sơn động bên trong hắc thiết ma hạt đã bị lữ trạch ba người chém giết bọn hắn chính đi vào viên trứng ấp cùng bên bờ ao chuẩn bị thu thập ai bỗng nhiên lữ trạch nhìn về phía chỗ động khẩu hét lớn một tiếng sau đó kim trác phong cùng trần vũ chậm rãi đi tới những thứ kia chúng ta cũng muốn phân một ít kim trác phong thấy rõ địch quân ba người hơi chút yên tâm lại lạnh giọng mở miệng lữ trạch tại vân dương học viện bài danh thứ 8, cùng mình có lẽ tương xứng Hai người khác là học viện khác, thực lực không tính quá mạnh mẽ, Trần Vũ đủ để ứng đối. Hắn tin tưởng, tại loại này thế lực ngang nhau dưới tình huống, Lữ Trạch chắc có lẽ không cứng đối cứng. Nhưng mà, là Lữ Trạch ánh mắt nhìn đến Trần Vũ lúc, lại lộ ra biểu lộ khác. Trước đó lần thứ nhất, hắn và Ninh Quận chúa đi thăm rồi vô ma học viện tân sinh thi đấu, bởi vì Ninh Quận chúa đối với Trần Vũ tán thưởng có thêm, lại để cho Lữ Trạch sinh lòng lòng ganh tị. Ban đầu ở Lữ Trạch trong mắt, Trần Vũ bất quá là một chỉ con sâu cái kiến vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo bước tiến của hắn. Nhưng hôm nay, Trần Vũ không chỉ có trở thành đệ tử của Phó Viện trưởng, càng là tham gia học viện thi đấu, cùng hắn tại đồng nhất sân khấu cạnh tranh, cảnh này khiến Lữ Trạch đối với Trần Vũ cực kỳ phản cảm, nghĩ làm cho hắn biến mất. Ha ha, đã sớm nghĩ gặp lại học viên vô ma học viện rồi. Lữ Trạch lộ ra một tia tàn nhẫn nét tươi cười, Kim Trác Phong nhíu mày, đối phương cư nhiên như thế cường thế, không muốn cùng cộng hưởng nơi đây tài nguyên, chương 326, tấn lôi thủ thắng. Các hạ xác định, muốn đấu cái ngươi chết ta sống. Kim Trác Phong nhíu mày, đối phương cư nhiên như thế cường thế, không muốn cùng hưởng nơi đây tài nguyên. Ha ha, các ngươi hai cái vô ma học viện, thật đúng là để ý mình. Lữ Trạch cười lớn một tiếng, Vân Dương học viện chính là bốn đại học viện đứng đầu, hắn trời sinh cho là mình so còn lại ba đại học viện, cao hơn nhất đẳng. Tiếp theo, bọn họ bên này có ba người, thấy thế nào đều là thắng dễ dàng. Kim Trác Phong sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không nguyện ý cùng đối phương liều mạng, dễ dàng lưỡng bại câu thương. Nếu là những người khác tiện đường tiếp cận nơi đây, chẳng phải là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà, không đợi Kim Trác Phong nghĩ lại, động thủ, lữ trạch ra lệnh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra. Một nam một nữ khác nhưng là ngoại viện học viên, không dám không nghe theo, cũng xuất ra vũ khí. Huống hồ theo bọn hắn nghĩ, tất nhiên là Vân Dương học viện càng hơn một bậc, Vô ma học viện hai người tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Siêu Lữ Trạch tiếp cận lúc bỗng nhiên cải biến quỹ tích, công hướng Trần Vũ Kim Trác Phong cùng Trần Vũ lập tức khẽ giật mình, đều không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Lữ Trạch đối với Trần Vũ địch ý, chỉ là Trần Vũ tự nhiên là không biết được. Kim học trưởng Trần Vũ không nói hai lời, hướng Kim Trác Phong tới gần tìm kiếm bảo hộ. Hư nhát gan sợ chết, Lữ Trạch thấp hừ một tiếng nhìn thấy Trần Vũ như thế tham sống sợ chết trốn tránh chính mình, trong lòng của hắn ngược lại dâng lên một loại vui vẻ. Hưu, Kim Trác Phong lấy ra một cây huyết sắc trường thương, mãnh liệt đâm mà ra. Hắn như là đã quyết định, tạm thời lấy được Trần Vũ hảo cảm, tự nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Đốt bành, lữ trạch trường đao trong tay đột nhiên vạch một cái, chém vào ra một đạo u thanh đao chảm. Tốt, lần trước học viện thi đấu không có gặp được ngươi, bây giờ chúng ta phân cái thắng bại. Lữ trạch hét lớn một tiếng, cùng Kim Trác Phong giao đánh nhau. Mặc dù hắn đồng đội là hai tên bốn đại học viện bên ngoài viện sinh, nhưng tốt xấu đều là tiên thiên hậu kỳ, đối phó một cái tiên thiên sơ kỳ Trần Vũ, hẳn là dư xài. Oanh phanh bồng, lưỡng đại tiên thiên đỉnh phong đối chiến uy thế, đánh sơ sát ra thu phía trên hang núi, đá vụn không ngừng rơi xuống. Một bên khác, một nam một nữ, công hướng Trần Vũ. Hắc hắc, nghe nói kẻ này là vô ma học viện phó viện trưởng đệ tử, trên người hẳn là có không ít đồ tốt cái kia nam học viên âm hiểm cười mà lên, dù sao là lữ trạch để bọn hắn giết, coi như truyền ra ngoài, cũng có lữ ra cùng vân dương học viện ở phía trước cản trở. Khanh khách, tuổi còn trẻ, tu vi lại thấp, không tại học viện hảo hảo ở lại không tốt, hết lần này tới lần khác ra đi tìm cái chết. Nữ học viên lộ ra âm mị tiếu dung, hai người từ hai bên bọc đánh trần vũ, một đao một kiếm, thẳng bước mà đến. Mặc dù không phải bốn đại học viện, nhưng hai người tại chính mình nhị lưu trong học viện, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. A, à, bốn đại học viện bên ngoài viện sinh đều là như thế ánh mắt thiển cận, vô cùng ngu xuẩn. Trần Vũ giọng mỉa mai một câu, "Muốn chết." Nam học viên khuôn mặt lập tức xương lạnh dày đặc, hắn lúc trước khảo thi Vô Ma học viện thất bại, mới tiến vào Nhị Lưu học viện, cho nên nội tâm hắn có chút ghi hận Vô Ma học viện. Giờ phút này lập tức liền muốn chém giết một tên Vô Ma học viện thiên tài, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Uống, Nam học viên khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay bên trong chân khí kịch liệt ba động đột nhiên chém vào ra một đạo cự đại màu đen đao mang. Một bên khác, nữ học viên trường kiếm trong tay hiện động lên chết thủy quang gợn sóng, đâm thẳng Trần Vũ cổ. Trái lại Trần Vũ, vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Làm hai người công kích tới gần lúc, Trần Vũ bỗng nhiên duỗi ra hai tay. Tay phải hắn hiện lên trường, trên đó đột nhiên đồng sáng lóng lánh, đồng văn dày đặc, mặt ngoài vần quanh tầng một chân sát khí. Oanh ầm, nam học viên màu đen đao mang, đánh tới Trần Vũ trên bàn tay, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, lập tức tiêu tán trống không. Mà Trần Vũ một cái tay khác, ngưng tụ chân sát khí, nắm nữ học viên mũi kiếm, khiến cho khó khăn tiến mảy may. Sao lại thế, nữ học viên đem hết dùng sức, trường kiếm trong tay lại hoàn toàn đâm không đi ra. Lưỡng học viên trợn mắt hốc mồm, trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Trong tầm mắt, cái kia cao lớn thanh niên, giống như một tôn đồng Phật chi tượng, cánh tay đang lúc vần quanh tầng một vảy văn chân khí màu đen. Một trường, bóp, đem hai người công kích trong nháy mắt hóa giải như thế hời hợt thong rong bình tĩnh bỗng nhiên trần vũ động hắn một tay nắm nữ học viên trường kiếm trong tay một cái tay khác nắm tay đập tới nhìn thấy cảnh này nữ học viên lập tức quăng kiếm mà chạy oanh trần vũ một quyền vung ra một đoàn vải đen quyền mang gào thét mà ra nữ học viên không tránh kịp bị một quyền này lan đến gần thân thể đánh tới trên vách đá khóe miệng máu tươi tràn ra đánh bại phía sau một người trần vũ như lôi đình công hướng nam học viên không ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy nam học viên mặt lộ vẻ hoảng sợ chính hắn thế nhưng là tiên thiên hậu kỳ hắn không nghĩ tới một ngày kia chính mình biết e sợ như thế một tên tiên thiên sơ kỳ siêu nam học viên không có chút nào chiến ý lập tức rút đi nhưng trần vũ thì chuyển thân pháp bí học về sau tốc độ càng nhanh trong nháy mắt tới gần oanh phanh bồng hai người giao phong trong nháy mắt nam học viên bị trần vũ một cước đá bay Trần Vũ phủi tay, một bộ 10 phần nhẹ nhóm bộ dáng. Nếu như là bốn đại học viện tiên thiên hậu kỳ, có lẽ còn có thể cùng hắn giao phong mấy chiêu, mà ngoại viện học viên thì phải dễ dàng đối phó nhiều. Một bên khác, Kim Trác Phong cùng Lữ Trạch còn đang kịch liệt giao chiến. Bỗng nhiên, cái kia nam học viên thân thể từ bên cạnh bay qua. Cái gì, Lữ Trạch dư quang thoáng nhìn, sắc mặt kinh hãi. Chính mình trong đội ngũ lưỡng học viên, thế mà bại. Đây không khỏi cũng quá nhanh đi, hắn cùng Kim Trác Phong vừa mới giao thủ không đến 10 chiêu. Kim Trác Phong mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng còn tốt. Danh ngạch tranh đoạt chiến thời điểm, Trần Vũ mấy chiêu liền đánh bại học viện tiên thiên hậu kỳ bên trong cường giả đỉnh cao. Kim học trưởng, ta tới giúp ngươi. Trần Vũ lập tức vọt đến, đánh ra một đạo bá đạo hơi rét sát khí quyền mang. Oanh ầm, Lữ Trạch Trường đao huy động, đem Trần Vũ quyền mang vỡ vụn. Lần giao thủ này, Lữ Trạch liền cảm nhận được Trần Vũ một kích này uy lực chân khí so với bình thường tiên thiên hậu kỳ còn mạnh hơn. Lữ Trạch nội tâm kinh hãi, hắn biết Trần Vũ là thể tu, lực lượng phòng ngự xuất sắc, nếu là lại tăng thêm như thế chân khí cường đại, bại tiên thiên hậu kỳ, đích thật là dễ như trở bàn tay. Trần Vũ không có lưu tình, phối hợp Kim Trác Phong, điên cuồng tiến công Lữ Trạch. Hắn vừa mới đã nhìn ra, cái này Lữ Trạch đối với mình có định ý, nếu như đổi lại những người khác, chắc chắn sẽ không lựa chọn khai chiến. Chỉ tiếc, Lữ Trạch đánh giá thấp Trần Vũ thực lực. Đáng chết, Lữ Trạch cảm nhận được áp lực thực lớn, biết mình thua không nghi ngờ. Sát khí hóa hình, Trần Vũ ngưng tụ khổng lồ chân sát khí, oanh ra một đầu rất sống động vải đen cự mãng. Cái gì, Lữ Trạch bị Trần Vũ đây đột nhiên bộc phát một kích cho kinh đến. Một bên khác, Kim Trác Phong thừa cơ tiến công, thương pháp lăng lệ, giống như một mảnh thương biển, nhìn ép mà đi. Oanh phanh, Lữ Trạch bị hai người liên thủ đánh lui, thân thể nện ở trên vách tường, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi đã lữ huynh không nguyện ý cùng chúng ta cộng đồng phân phối nơi đây tài nguyên như vậy chúng ta liền không khách khí thu sạch xuống trần vũ cười ha ha một tiếng vừa rồi bọn họ nói cộng đồng phân phối có thể lữ trạch không đồng ý lữ trạch khí sắc mặt phát tím ánh mắt của hắn giống như dao găm sắc bén hung hăng liếc qua hắn hai cái đội bạn chậm rãi nơi này là ta phát hiện trước nơi đây hắc thiết ma hạt cũng là chúng ta tiêu diệt các ngươi ít nhất phải lưu một điểm tài nguyên ta lữ trạch không cam lòng nói ra có thể sau khi nói xong, hắn lập tức cảm thấy một cỗ khuất nhục, thân là thập đại cổ tộc, phân dương học viện học viên, hắn khi nào như thế ăn nói khép nép qua. Ha ha, ngươi còn chưa hiểu tình huống đi, bây giờ tính mạng của ngươi nắm giữ tại trong tay chúng ta, ngươi không đem lệnh bài toàn bộ giao ra, chỗ này sơn động, liền là nơi chôn thây ngươi. Trần Vũ Huy hiếp nói, các ngươi có dũng khí, nếu là ép lữ mố, cùng lắm thì chúng ta đều chết ở chỗ này. Lữ trạch sắc mặt giận đỏ, có loại liều lĩnh quyết tuyệt, Kim Trác Phong mặt lộ vẻ cảnh giác, người có át chủ bài, chúng ta cũng có, đến lúc đó chết là ai thật đúng là khó mà nói. Trần Vũ không sợ chút nào, tiếp tục uy hiếp, lữ trạch khí diễm lập tức bị áp xuống tới. Trần Vũ thân là phó viện trưởng đệ tử, tu vi thấp như vậy, phó viện trưởng không có khả năng không cho hắn bảo mệnh át chủ bài. Mà lữ trạch thân chịu trọng thương, hoàn toàn chính xác không đấu lại Trần Vũ cùng Kim Trác Phong. Tướng lệnh bài đều giao ra, nếu không ngươi bây giờ liền phải chết trần vũ trong mắt sát khí phun trào kim trác phong cũng đã có lực lượng huyết thương bên trên màu đỏ gợn sóng hiện động cuối cùng lữ trạch bất đắc dĩ cầm trong tay lệnh bài giao ra bây giờ thi đấu mới vừa mới bắt đầu hắn còn có cơ hội đi thu thập lệnh bài huống hồ trong tay hắn lệnh bài cũng không nhiều trần vũ ánh mắt ngưng tụ lữ trạch lại có bốn cái lệnh bài trong đó hai cái có lẽ là cái kia lưỡng học viên một cái khác mai chỉ sợ là từ những người khác trong tay cướp đoạt kim học trưởng người thực lực cường đại nhất định có thể thông qua vòng thứ nhất tiết, đây bốn cái lệnh bài, liền đưa cho niên đệ đi, nếu để cho sư huynh của ta biết, hắn nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Trần Vũ lập tức tiếp nhận lệnh bài, theo rồi nói ra. Kim Trác Phong khóe miệng có chút run rẩy, không nói gì, cứng ngắc nhẹ gật đầu. Vì lấy được Trần Vũ hảo cảm, bốn tấm lệnh bài mà thôi, được rồi. Sau đó, hai người tới suối nước bên cạnh, học trường, nơi đây tài nguyên chúng ta theo giá trị bình quân phân phối đi. Trần Vũ chủ động mở miệng, Bình quân, Kim Trác Phong sắc mặt khẽ giật mình, lòng có lời oán giận, chuẩn bị lên tiếng nghi vấn. Trước kia hắn cùng học viên khác tổ đội, cho tới bây giờ đều là hắn cầm đầu, những người khác lấy chút lợi nhỏ. Mà Trần Vũ chỉ là tiên thiên sơ kỳ, thế mà đề cập với chính mình ra bình quân phân phối. Không đợi hắn đồng ý, Trần Vũ lập tức hái hai gốc ma linh độc tâm hoa. Kim học trưởng, ta là ma đạo người tu hành, đây ba cây ma linh độc tâm hoa đối với ta có cực chỗ đại dụng, tin tưởng ngươi sẽ không theo ta tranh đoạt đi trần vũ không chút khách khí nói ra kim trác phong khóe miệng lần nữa lôi kéo mấy lần hắn thậm chí có chút hối hận quyết định của mình muốn không hiện tại đổi ý đi làm thịt tiểu tử này có có thể được tất cả chân vật liệu tài nguyên nếu để cho sư tôn ta học trưởng đối với ta như thế chiếu cố lão nhân gia ông ta nhất định sẽ thật cao hứng trần vũ tiếp tục nói sau đó nhìn nhìn cái khác chân vật liệu tốt đề cập trần vũ sư tôn kim trác phong lập tức tỉnh táo lại cố nén bất mãn trong lòng sau đó Hai người đem nơi đây tài nguyên lục soát tạo sạch sẽ. Phân phối bên trong, Trần Vũ lại lần lượt đưa ra một số yêu cầu, Kim Trác Phong đều là một nhẫn lại nhẫn, hắn cũng là chợt phát hiện, nguyên lai mình sự nhẫn lại còn là man mạnh. Phân phối xong, Trần Vũ lấy được lợi ích, đạt 6 thành trở lên. Phu hóa đàn hắn cùng Kim Trác Phong một người ba khỏa, nhưng còn lại chân vật liệu, Trần Vũ thì độc tài đại đa số. Dù sao đây là Hắc Thiết Ma Hạt hang động, trong đó đại đa số là ma đạo chân vật liệu lại năm chỉ ít tại 300 năm phía trên, 400 năm phần cũng có ba loại, giá trị tương đối cao. Mà Trần Vũ coi trọng nhất u ma độc tâm hoa, toàn bộ tới tay, nếu là thành công phục dụng hấp thu, đem có hy vọng trùng kích đến tiên thiên trung kỳ. Chương 327, thuần thú đại sư, chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Trong sơn động chân tài, bị kim trác phong cùng Trần Vũ hai người. Từng cái chia cắt, lữ chạy ăn vào một hạt chữa thương đan dược, ánh mắt xéo qua ngẫu nhiên lườm qua, hận đến hàm răng cắn chặt. Hắn biết, nơi đây tài nguyên không có phần của hắn, vì vậy mang theo hai gã đệ tử, trực tiếp ly khai. Nhưng mà, ba người vừa tới đến cửa động, một cỗ hung lệ vô cùng ma đạo khí tức, mang theo một hồi gió tanh, trước mặt đánh tới. Chỉ thấy, một cái dài đến hơn một trượng bò cạp khổng lồ bay nhanh vào tới, nó toàn thân đen kịt, hiện ra thép thiết kim thuộc giống như lãnh mang, cực lớn đuôi bò cạp trên không trung lắc lư, nó mũi nhọn từng cái đỏ tươi vô cùng. Trong sơn động, Trần Vũ cùng Kim Trác Phong cũng phát giác được không đúng, lập tức đi ra. Hắc thiết bò cạp ma vương, 5 người đồng thời thốt ra, cái này đầu hắc thiết bò cạp ma vương thực lực, chỉ sợ tiếp cận quy nguyên cảnh. Kim Trác Phong mặt lộ vẻ kiêng kỵ, chỉ dựa vào hắn và Trần Vũ, muốn đánh chết hắc thiết bò cạp ma vương độ khó không nhỏ. Huống chi lữ trạch đám người đứng ở bọn hắn mặt đối lập, song phương tự nhiên không có khả năng hoàn mỹ hợp tác, nói không chừng trong chiến đấu, lữ trạch đám người lại đột nhiên đối với bọn họ ra tay cho nên không cần phải cùng hắc thiết bò cạp ma vương cứng rắn va chạm. Đi mau, Kim Trác Phong hạ quyết tâm, lập tức quát, Trần Vũ cũng không có ý định cùng hắc thiết bò cạp ma vương chiến đấu, theo Kim Trác Phong chạy trốn. Nhưng mà, cái kia hắc thiết bò cạp ma vương đen kịt vô cùng hai mắt, lập lòe ánh sáng âm u, gắt gao nhìn chằm chằm vào Kim Trác Phong cùng Trần Vũ, một đôi bò cạp kìm mãnh liệt cắt tới. Hô suy, hắc phong gào thét, ám quang lóe lên, hai đạo bò cạp kìm dùng tốc độ như tia chớp, mãnh liệt xẹt qua. Kim Trác Phong bên ngoài thân huyết lãng cuồn cuộn, tốc độ của hắn đột nhiên tăng gấp đôi, né tránh một kích này. Bên kia, Trần Vũ cũng thi triển ma sát điên cuồng ảnh, thân hình mãnh liệt xông về trước ra một khoảng cách, đem Hắc Thiết bò Cạp Ma Vương công kích né tránh mất. "Không tốt, Hắc Thiết bò Cạp Ma Vương nhất định là người được trên người chúng ta ấp trứng trứng khí tức." Trần Vũ phỏng đoán nói, ở đây trong năm người, chỉ có hắn và Kim Trác Phong chạm đến qua ấp trứng trứng. Bởi vậy, hắc thiết bò cạp ma vương đối với trần vũ cùng kim trác phong dị thường thù hận hắc thiết bò cạp ma vương tốc độ không chậm công kích càng là cường hãn một khi bị nó bò cạp kìm làm bị thương chỉ sợ cũng sẽ trúng độc nếu là bị đuôi bò cạp đâm đến cái kia hầu như cửu tử nhất sinh kim trác phong nội tâm thầm nghĩ hô suy suy hắc thiết bò cạp ma vương gặp không có giết chết hai người trở nên càng thêm phẫn nộ trong tay hắc sắc kìm sắt điên cuồng tiến công thoáng chốc phạm vi tầm hơn 10 trượng bị một mảnh hắc quang lưỡi đao làm cho bao phủ, mặt đất trên sườn núi, xuất hiện vô số đạo chỉnh tề vết cắt. Ha ha, tự gây nhiệt, không thể sống, lữ trạch lộ ra một chút âm hiểm diễu cợt, hạc hạc, hai người bọn họ cầm đi hắc thiết bò cạp ma ấp trứng trứng, lúc này mới bị hắc thiết bò cạp ma vương cuốn lấy. Hai gã khác đệ tử cũng không khỏi cười to, đi, lữ trạch cùng hai gã khác đệ tử, thừa dịp trần vũ cùng kim trác phong hấp dẫn hắc thiết bò cạp ma vương, lui lại qua một bên. Lữ học trưởng, chúng ta vì cái gì không rút lui? Người nữ kia đệ tử nghi hoặc hỏi, ha ha, người không cảm thấy cuộc chiến đấu này rất có ý tứ sao? Lữ trạch khóe miệng câu dẫn ra một vòng dáng tươi cười. Lữ học trưởng đây là tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngựa ông đắc lợi. Nam kia đệ tử vẻ mặt cười lấy lòng, lữ trạch nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trần Vũ, mối hận trong lòng ý tràn ngập. Hắn không nghĩ tới, đã từng chính mình coi là con sâu cái kiến Trần Vũ, lại phát triển đến loại trình độ này. Mà đáng hận nhất chính là, chính mình rõ ràng còn thua ở Trần Vũ trong tay. Chuyện này nếu là truyền tới Ninh quận chủ tai, hắn về sau còn có cái gì thể diện. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là, lại để cho người biết chuyện này đều biến mất. Trước mắt, hắc thiết bò cạp ma vương xuất hiện, liền vì hắn sáng tạo ra khả năng này. Trần Vũ cùng Kim Trác Phong nếu là át chủ bài ra hết, có lẽ có thể đánh bại hắc thiết bò cạp ma. Có thể đến lúc đó, cơn mỏi mệt kiệt lực Trần Vũ cùng Kim Trác Phong, chẳng phải tùy ý bọn hắn xử trí sao Lên canh bành trần vũ cùng kim trác phong bị hắc thiết bò cạp ma vương gắt gao quấn ra khó có thể thoát thân huống hồ trên thân hai người có ấp chứng chứng mùi hắc thiết bò cạp ma vương chắc chắn gắt gao đuổi giết trần nhiên đệ lữ trạch còn ẩn núp trong bóng tối chúng ta nếu là đem hắc thiết bò cạp ma vương giết chết nhất định không có dư lực đối phó bọn hắn kim trác phong âm thầm truyền âm sau lưng hắn cũng ở suy tư phương pháp có lẽ có thể cho trần vũ làm người chết thế hắn thừa cơ ly khai. Nhưng Lữ Trạch bọn người ở tại cách đó không xa nhìn xem, chuyện này nếu là truyền đi, phó viện trưởng hay vẫn là một lát chất vấn kim chắc phong. Ha ha, bọn hắn muốn nhìn chúng ta cùng hắc thiết bò cạp ma vương đấu, chờ kiếm tiện nghi, nào có chuyện tốt như vậy. Trần Vũ mỉm cười, trên thực tế, hắn nếu là sử dụng hắc sắc tàn cánh phụ trợ thân pháp bí mật học, liền có thể đủ tránh được hắc thiết bò cạp ma đuổi giết. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hay vẫn là không được bại lộ cái này tấm át chủ bài người có biện pháp nào kim trác phong nhãn tình sáng lên tự nhiên có trần vũ lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một quả sâu hắc sắc ấp chứng chứng lập tức trước mặt hai người hắc thiết bỏ gặp ma vương một hồi điên cuồng hí một cỗ đáng sợ hung lệ khí tức tràn ngập bát phương Tiến đưa bọn hắn một viên trần vũ nhìn về phía lữ trạch đám người phương vị mãnh liệt đem ấp chứng chứng ném ra ngoài phương xa lữ trạch đám người vẻ mặt đang vui vẻ quan sát chiến đấu bỗng nhiên trần vũ từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ấp chứng chứng hướng bọn hắn bên này vứt ra tới đây ba người sửng sốt cùng theo sát chật sắc mặt đại biến cái này chết tiệt trần vũ thật là ác độc mưu kế lữ trạch lập tức mắng đối mặt thẳng tắp bay tới ấp chứng chứng lữ trạch không có đi tiếp mà là lập tức nói đi mau bá hắc thiết bò cạp ma vương ánh mắt lập tức nhìn về phía khác một bên cũng cấp tốc tiến lên đem ấp chứng, chứng kẹp lấy hắc thiết bò cạp ma vương đen kịt đồng tử mang theo phẫn nộ cùng hung lệ, đảo qua một vòng. Trần Vũ cùng Kim Trác Phong sớm đã trốn không có tung tích, ngược lại là Lữ Trạch cùng hai gã khác đệ tử, vẫn còn hắc thiết bỏ cạp ma vương trong tầm mắt. Không nói hai lời, hắc thiết bỏ cạp ma vương hướng Lữ Trạch ba người đánh tới. Chết tiệt, rõ ràng dùng chúng ta làm mối hấp dẫn hắc thiết bỏ cạp ma vương. Lữ Trạch phẫn nộ không thôi, lại lại không thể làm gì, chỉ có thể đào tẩu. Tương đối mà nói, hắn đội ngũ chỉnh thể thực lực, xa không bằng kim trác phong cùng trần vũ cùng hắc thiết bò cạp ma vương cứng rắn va chạm có thể sống sót hay không đều là cái không biết bao nhiêu nhưng mà cái kia hắc thiết bò cạp ma vương dường như phát điên bình thường chết cắn lữ trạch ba người khoảng cách càng ngày càng gần truy đuổi không bao lâu hắc thiết bò cạp ma vương đuổi theo lữ trạch ba người bá ánh sáng màu đỏ lập lòe cái kia đuôi bò cạp dường như một đạo chí mạng hào quang từ trên trời giáng xuống lữ trạch thân hình phát lạnh né tránh ra thế nhưng một gã nữ học viên lại bị đuôi bò cặp lau đến. Thoáng chốc, nữ học viên miệng vết thương một mảnh đen kịt, cũng nhanh chóng lan tràn. Cứu ta, nữ học viên thống khổ gầm rú, nhưng mà lữ chạy cùng một gã khác nam học viên như lâm đại địch, làm sao có thời giờ đi cứu nàng. Không đến một lát, người này nữ học viên liền chết rồi. Lữ học trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Nam học viên vẻ mặt trắng bệch, đã cảm nhận được tử vong. Không cần sợ, chúng ta được cứu trợ rồi. Lữ Trạch bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, oanh long long, mặt đất bỗng nhiên chấn động dựng lên, phương xa xuất hiện ba đầu thân ảnh khổng lồ. Trong đó một cái tê nghiêu cao lớn vô cùng, chừng ba trượng, cực lớn sừng trâu lập lòe kim loại sáng bóng, một cái khác cửa hổ hai mắt như lửa, hành tẩu giữa ở sau lưng lưu lại một đầu hỏa diễm chi lộ. Trên bầu trời, còn có một đầu cực lớn màu xanh diều hâu, ở trên đứng vững một gã hoàng y nữ tử, tóc dài như thác nước, liễu diệp lông mày, mang theo vẻ ngạo nhiên. Thu Linh Tỷ, lữ trạch lập tức hô lữ thu linh thiên tinh học viện bài danh thứ hai cực hạn thiên tài nghe nói nàng lực lượng tinh thần rất mạnh là một gã thuần thú đại sư một bên nam học viên kích động nói giờ phút này lữ thu linh bên cạnh ba đầu linh sủng trong đó cái kia màu xanh diều hâu cùng ngân giác tê nghiêu đều tản mát ra tiếp cận quy nguyên cảnh khí tức bực này cường hãn chiến lực người bình thường căn bản sinh giỏi lòng phản kháng lữ trạch người sao biến thành cái này bức hình dạng lữ thu linh chân mày cao lại âm thanh lạnh lùng nói. Nàng tuy rằng thái độ lãnh đạm, nhưng như trước xuất thủ tương trợ. Oanh, cái kia ngân giác tê nghiêu bỗng nhiên cuồn cuộn dựng lên, cực lớn sắc bén ngân giác, hướng hắc thiết bò cạp ma vương trùng đụng mà đi. Đinh bành, hắc thiết bò cạp ma vương xong kìm kẹp đi, nhưng như trước bị ngân giác tê nghiêu đánh lui lại tầm hơn 10 trượng xa. Cùng lúc đó, cái kia hỏa mắt cửa hổ mãnh liệt phốc mà đến, sắc bén hai móng chụp vào hắc thiết bò cạp ma vương. Thu linh tỷ, người nhất định phải giúp ta, ta tại cùng theo trong sơn động phát hiện rất nhiều chân tài cùng bảo vật, còn có hắc thiết bào cạp ma ấp trứng chứng. nhưng khi chúng ta đánh chết hắc thiết bào cạp ma về sau, vô ma học viện Trần Vũ cùng Kim Trác Phong đột nhiên xuất hiện, cướp đi ta tất cả chiến lợi phẩm. Lữ Trạch lập tức tố khổ, sau khi nói xong lại bổ sung một câu, bọn hắn còn cướp đi trên người ta tất cả lệnh bài. Hừ, thật to gan, như thế khi dễ ta lữ ra chi nhân. Lữ Thu Linh hừ lạnh một tiếng, bọn hắn hiện tại đã không biết trốn đi đâu rồi lữ trạch vẻ mặt đau thương phẫn hận hừ mặc kệ bọn hắn nhiều ở đâu ta đều có thể đưa bọn chúng tìm ra lữ thu linh lời nói giữa cực kỳ tự tin nhưng vào lúc này bên kia hắc thiết bò cạp ma vương bị lữ thu linh hai cái linh sủng giết chết bên kia trần vũ cùng kim trác phong thoát khỏi hắc thiết bò cạp ma vương chạy trốn rồi sau một thời gian ngắn hai người tìm được một chỗ ẩn nấp sơn cốc tạm thời núp ở bên trong lúc này đây đủ lữ trạch chịu được hạng nhất lãnh đạo, ăn nói có ý tứ kim trác phong, cũng nhịn không được nhếch miệng cười rộ lên. Đây là bọn hắn tự tìm, Trần Vũ không cho là đúng, nếu như lữ trạch đám người trực tiếp rút đi, liền sẽ không phát sinh loại chuyện đó. Kim trác phong khoanh chân ngồi xuống, nuốt một ít đan dược, tiến hành chữa thương cũng khôi phục tiêu hao. Thấy vậy, Trần Vũ cũng ngồi xuống, hắn vỗ sủng vật đại, đem xích viêm vương thả ra. Xích viêm vương vẻ mặt hung ác, đang chuẩn bị chửi ầm lên, phát hiện bên cạnh có người, đã ngừng lại miệng hung hăng trợn mắt nhìn trần vũ liếc sau đó trần vũ đem thiết nguyệt kỳ trùng phóng xuất liền lấy ra một cây ma linh độc tâm hoa niên đệ người khi nào chuyển tu ma đạo rồi hả kim trác phong không khỏi hỏi thi đấu trước hắn cũng không biết những thứ này trước đó không lâu trần vũ thành thật trả lời hắn chuyển tu ma đạo hoàn toàn chính xác không có bao lâu thời gian ngươi muốn phục dụng ma linh độc tâm hoa kim trác phong vẻ mặt vẻ kinh dị hoa này mặc dù có tăng lên tu vi hiệu quả nhưng còn ẩn chứa kịch độc, loại độc này công kích trực tiếp trái tim, làm cho người thống khổ. Nếu như tại tu luyện ở bên trong, còn được này dày vò, tu luyện hiệu quả tự nhiên là giảm bớt đi nhiều, một cái không tốt, tẩu hỏa nhập ma cũng rất bình thường. Ân, Trần Vũ nhẹ gật đầu, đem đóa hoa tháo xuống, nhét vào trong miệng. Mắt thấy Trần Vũ đem ma linh độc tâm hoa ăn vào, Kim Trác Phong cũng không có ngăn cản, nội tâm âm thầm suy tư về tiểu tử này chẳng lẽ không biết ma linh độc tâm hoa có độc. Người bình thường phục dụng hoa này, chỉ cần muốn phối hợp thuốc giảm đau hoặc là thuốc giải độc. Nếu như kẻ này đợi lát nữa độc tố công tâm, hoặc là tổ hỏa nhập ma, chính là ta cơ hội hạ thủ. Kim Trác Phong trong nội tâm giết chết Trần Vũ ý tưởng, như trước không có triệt để biến mất. Trần Vũ đối với Kim Trác Phong cũng là có đề phòng đấy, cho nên mới đem xích viêm vương phóng xuất. Lần trước Trần Vũ cho xích viêm vương nhị 10 khối hỏa hạch, hôm nay, xích viêm vương Tu Vi đã đạt tới tiên tiên trung kỳ. Dùng xích viêm vương năng lực, Kim Trác Phong vẫn không thể đem nó thế nào. Huống hồ Trần Vũ cảm giác, trái tim của mình, đối với ma linh độc tâm hoa độc tố, có lẽ có rất mạnh sức chống cự A. chương 328, đối chiến lữ trạch một bên, xích viêm vương cũng lộ ra dị sắc, hắn tự nhiên cũng nhận ra ma linh độc tâm hoa bực này cấp thấp chân tài, hoa này có thể tăng lên ma đạo người tu hành tu vi, nhưng đựng kịch độc, công kích trực tiếp trái tim. Nếu không phải xích viêm vương đối với Trần Vũ có nhất định được hiểu rõ, hắn cũng sẽ hoài nghi Trần Vũ có phải hay không choáng váng, thì cứ như vậy nuốt ma linh độc tâm hoa. Bên kia, Kim Trác Phong khóe mắt liếc qua, thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Vũ. Dù sao giết chết Trần Vũ, có thể từ La Hạo Thiên chỗ đó đạt được tốt chỗ, có có thể được Trần Vũ trên người tài nguyên bảo vật. Đợi tí nữa kẻ này độc tố công tâm, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, ta liền có thể đơn giản đem giết chết, nhưng trước, nhất định giải quyết cái này đầu cổ thú. Kim Trác Phong ánh mắt không khỏi giò xét xích viêm vương. Trân Quý như thế chủng loại, Kim Trác Phong thật là có điểm không muốn giết chết. Nhưng một khi ký kết linh sủng khế ước, linh sủng đều là thể sống chết bảo vệ chủ nhân đấy, cho nên muốn giết Trần Vũ trước hết giải quyết xích viêm vương. Ăn vào ma linh độc tâm hoa, Trần Vũ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ bá đạo hùng hậu lực lượng trong người ầm ầm tản ra, thẩm thấu huyết nhục, gân mạch cùng dòng chảy đến trái tim. Trần Vũ lập tức vận chuyển thiên ma bí văn lục tâm pháp, điều động lên ma văn chi khí, chủ động tiếp dẫn hấp thu cái này cỗ ma đạo lực lượng. Hai cỗ lực lượng gặp nhau, lập tức dung hợp ở một chỗ, không có bất kỳ xung đột. Quá trình này ở trong, Trần Vũ cảm giác, chính mình ma văn chi khí ở trong ma đạo khí thức, tăng cường vài phần, nó hỏa hầu cùng độ tinh thuần, cũng có không nhỏ tăng lên. Nhưng vào lúc này, Trần Vũ cảm giác khác một cỗ lực lượng, không bị khống chế, khó có thể ngăn chặn chảy xuôi đến trái tim. Cái này là ma linh độc tâm hoa độc tố, Trần Vũ tâm thần khẽ căng thẳng, mắt thấy cái kia ám sắc chất lỏng, chảy vào trái tim ở trong. Trần Vũ đã chờ đợi mấy hơi, nhưng không có phát giác được không khỏe. Cái kia ám sắc chất lỏng như là rơi vào biển rộng giọt nước, không có bất kỳ ảnh hưởng, lập tức biến mất vô tung. Đông, 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 Trần Vũ trái tim như thường nhảy lên, độc tố không có hiệu quả. Trần Vũ nội tâm không khỏi mừng thầm, giờ phút này, hắn nghĩ đến tại Sở Quốc thời điểm, hắn từng gặp phải Thủy Nguyệt tông chủ đuổi giết. Lúc ấy Thủy Nguyệt tông chủ cùng theo đâm vào rồi trái tim của mình, Trần Vũ đều cùng không có việc gì tựa như. Tới so sánh với điểm ấy độc tố hoàn toàn không coi vào đâu. Hôm nay, Trần Vũ hoàn toàn yên tâm, trái tim của hắn không chỉ có không sợ đao kiếm đâm thùng, liền độc tố còn không sợ. Lập tức, hắn đem toàn bộ tâm thần đặt ở ma linh độc tâm hoa dược hiệu bên trên, toàn lực luyện hóa hấp thu. Cách đó không xa, Kim Trác Phong cùng Sích Viêm Vương đều chú ý đến Trần Vũ. Hồi lâu qua, Trần Vũ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí rất thoải mái bộ dạng, bên ngoài thân tản mát ra ma đạo khí tức so với trước càng mạnh hơn nửa đựng vài phần. Không đúng a, à, độc tố sớm nên phát tác, Kim Trác Phong nội tâm kinh ngạc, có chút gấp khó dần nổi. Hắn thậm chí hoài nghi, Trần Vũ là cố nén, cố ý giả bộ vẻ mặt như thế. Xích Phiêm Vương cũng lộ ra một chút dị sắc, phục dụng Ma Linh độc tâm hoa Trần Vũ, rõ ràng không có bất kỳ dị thường, cái này có chút trái ngược lẽ thường. Coi như là một ít độc tu, trái tim bị độc tố xâm lấn, cũng sẽ đau đớn khó chịu một chút. Lại một lát sau, Trần Vũ thần thái như trước không có biến hóa. Kim Trác Phong sắc mặt âm trầm, thân xác một mảnh hỗn loạn, trong lòng của hắn ám sát Trần Vũ ý niệm trong đầu, một chút tiêu tán. Sau một hồi, Trần Vũ mở mắt ra, thân thể bốn phía ma đạo khí tức, nhanh chóng thu liễm biến mất. Còn thừa một cây, nếu là phục dụng hấp thu, định có thể đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Trần Vũ từ túi chữ vật lấy ra một bụi khác ma linh độc tâm hoa. Niên đệ, hoa này có độc, người vừa rồi phục dụng lúc, không có cảm giác cái gì không khỏe sao?" Kim Trác Phong lập tức hỏi, từ vừa rồi bắt đầu, cái này nghi hoặc ngay tại trong đầu hắn không dứt đi được. Học trưởng biết hoa này có độc, vừa rồi như thế nào không ngăn lại ta? Trần Vũ không có trả lời, hỏi ngược lại, Kim Trác Phong thân hình lập tức siết chặt, đồng tử co rút lại. Ngay tại hai người rằng co thời điểm, Trần Vũ thông qua Thiết Nguyệt Kỳ trùng tầm mắt, phát giác được tình huống bên ngoài không đúng. Có biến, Trần Vũ bỗng nhiên mở miệng, đem Ma Linh độc tâm hoa thu lại nhanh chóng đi đến ngoài sơn cốc. Kim Trác Phong cũng đứng dậy ly khai, oanh long long, đại địa khẽ rung rung, một cỗ khổng lồ hung lệ khí tức, hàng lâm mà đến. Chỉ thấy ba đầu yêu thú lên núi cốc thẳng đến. Yêu thú? Không, Lữ Thu Linh, Kim Trác Phong lộ ra nghi ngờ, lúc hắn nhìn đến cái kia màu xanh diều hâu phía trên hai đạo nhân ảnh lúc, sắc mặt lập tức đại biến. Lữ Thu Linh, Thiên Tinh học viện bài danh thứ hai cao thủ đứng đầu. Nàng bản thân thực lực không được nhưng đem linh sủng toàn bộ thả ra lời nói, thậm chí có thể cùng thiên tinh học viện đệ nhất nhân đoạn tân nguyệt đối kháng. Lữ Thu Linh, thuần thú sư, Trần Vũ nghĩ đến chỗ này người tương quan tin tức, là thuần thú sư mà nói, có được điều khiển thú bổn sự, tra được hai người bọn họ tung tích, hoàn toàn chính xác không khó. Trốn, hai người không nói hai lời, lập tức đào tẩu, Lữ Thu Linh nhân vật khủng bố như vậy, chiến lược tiếp cận thiên tinh học viện đệ nhất nhân, coi như là Trần Vũ cùng Kim Trác Phong liên thủ, cũng không hề phần thắng. Huống hồ, Lữ Trạch cũng ở cái kia màu xanh diều hâu bên trên. Hặc hặc, hai người các ngươi trốn chỗ nào? Lữ Trạch cất tiếng cười to. Ồ, cổ thú linh sủng, Lữ Thu Linh đôi mắt lập lòe ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Xích Viêm Vương, không nghĩ tới còn có như thế niềm vui ngoài ý muốn. Cổ thú linh sủng giá trị cực cao, nhưng muốn phục tùng một cái cổ thú, nói dễ vậy sao? Đi, Lữ Thu Linh quát một tiếng. Hiu, u, u, nàng dưới chân màu xanh diều hâu, lông cánh chấn động, xoáy lên một cỗ màu xanh sóng gió. Lập tức, màu xanh diều hâu tới gần Kim Trác Phong cùng Trần Vũ, một đôi màu xanh móng vuốt thép, mang theo kinh người kình phong, mãnh liệt chảo mà đến. Đinh bành, Kim Trác Phong cùng Trần Vũ đồng thời lấy ra vũ khí, lay đánh vào móng vuốt thép phía trên. Cái kia màu xanh diều hâu chiến lực, cùng lúc trước khắc thiết bỏ cạp ma vương tương xứng. Do vì không chung lao xuống, màu xanh diều hâu một kích này lực đạo thập phần mạnh, đem Trần Vũ cùng Kim Trác Phong đánh lui. Oanh phanh, Kim Trác Phong thân hình rơi đập, nện đứt một gốc cây cổ mộc. Đồng thời, hắn mượn cỗ lực lượng này, thi triển thân pháp chiến kỹ bỏ chạy. Bên kia, Trần Vũ đồng dạng rơi đập xuống dưới, lại đứng vững cùng, không có gì thương thế. Đối phương có phi hành linh sủng, hay vẫn là thuần thú đại sư, không dễ làm. Trần Vũ con người đảo một vòng, lập tức hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Thu Linh tỷ, cái kia Trần Vũ liền giao cho ta. Lữ Trạch nhìn thoáng qua Trần Vũ đào tẩu phương hướng, lập tức nói giao cho ngươi, Lữ Thu Linh hơi có trần chờ Hắn vốn định tự mình đối với giao Trần Vũ, cướp lấy đối phương cổ thú Linh sủng Thu Linh tỷ yên tâm, giết chết Trần Vũ về sau, ta sẽ đem cái kia cổ thú bắt giữ cho ngươi. Lữ Trạch biết Lữ Thu Linh nhìn chúng cái kia cổ thú, muốn tự mình ra tay, hắn lần nữa thỉnh cầu, ta cùng cái này Trần Vũ có chút thù hận Thu Linh tỷ khiến cho ta tự mình giết chết người này. Vừa rồi Trần Vũ đem ấp chứng chứng vứt cho Lữ Trạch, để cho bọn chúng làm mối, cái này khiến cho Lữ Trạch càng thêm thống hận Trần Vũ. Lữ Thu Linh nhẹ gật đầu, dùng Lữ Trạch thực lực đối phó Trần Vũ hẳn là việc rất nhỏ. Tốt, ta đem, tiểu thải, cho ngươi, nó có thể giúp ngươi bắt cái kia cổ thú. Lữ Thu Linh lấy ra một cái sủng vật đại, giao cho Lữ Trạch. Vèo, Lữ Trạch vẻ mặt nụ cười hưng phấn, từ diều hâu bên trên nhảy rụng xuống, hướng Trần Vũ đuổi theo mà đi. Lữ Trạch thân là Vân Dương học viện thứ 8, thực lực cùng Kim Trác Phong không kém bao nhiêu, tốc độ cực nhanh. Trong cổ lâm, hai đạo thân ảnh, một chạy một đuổi. Khá tốt, chỉ có Lữ Trạch đuổi theo tới đây. Trần Vũ nhẹ nhàng thở ra, Lữ Thu Linh như vậy cực hạn thiên tài, hắn hiện giai đoạn còn khó hơn dùng chống lại. Tiểu tử, người muốn chết, chứng kiến Trần Vũ thư giãn bộ dạng, Lữ Trạch lửa giận trong lòng phun trào, chửi ầm lên. Tốt xấu chính mình cũng là Vân Dương học viện bài danh thứ 8 thiên tài đệ tử, thực lực đồng đẳng với học viện khác trước năm, Trần Vũ lại có thể như thế xem thường hắn, Lữ Trạch tự tôn lần nữa bị đả kích. Chạy thoát một khoảng cách về sau, Trần Vũ bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ là một cái lữ trạch đuổi giết tới đây, hắn cũng không lo lắng gì. Ngươi, ngươi, lữ trạch trừng to mắt, nhìn xem không có chạy trốn tiếp đi Trần Vũ, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, khí nói không ra lời. Cái này Trần Vũ lại có thể như thế xem nhẹ chính mình, trốn đều lười được chạy thoát. Ngươi còn không làm gì được ta, còn không bằng như vậy hai phía rời đi. Trần Vũ giang tay ra trường, hặc hặc, hôm nay ta không giết người tiểu tử cuồng vọng kia, người đều không biết mình đến cỡ nào vô tri ngu xuẩn lữ trạch lập tức cười to tại hắn xem ra trần vũ đích thị là bởi vì bị phó viện trưởng thu đồ đệ cho nên ai cũng không để vào mắt đi tiểu thải lữ trạch đem lữ thu linh cho sủng vật thả ra bá một cái hình thể cực lớn màu sắc rực rỡ con nhện xuất hiện ở bên cạnh hắn ở trên hoa văn màu sắc tươi đẹp màu không có thật tốt nhìn ngược lại làm lữ trạch cảm thấy có chút buồn nôn những đều không sao cả này chỉ cần cái này đầu màu sắc rực rỡ con nhện có thể bắt ở hỏa lân thú là được. Thả ra linh sủng về sau, Lữ Trạch lấy ra một thanh trường đao, thẳng hướng Trần Vũ. Trần Vũ tuyệt không lo lắng xích viêm vương, lấy ra cự xích kiếm, nghênh đón hướng Lữ Trạch. Đinh bành, đao kiếm đụng nhau, chân khí tương giao, một cỗ sóng khí quét sạch ra. Trần Vũ liền lùi mấy bước, mới định trụ thân hình. Cực phẩm bảo khí, Trần Vũ ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào Lữ Trạch trong tay xanh nhạt trường đao. Đương nhiên, trong tay mình cự xích kiếm toàn bộ phát huy, đạt tới thượng phẩm vương cấp cùng cực phẩm bảo khí cũng không kém là bao nhiêu trừ cái đó ra lữ trạch thân là tiên thiên đỉnh phong chân khí của hắn so với trần vũ chân sát khí cũng hơi mạnh mẽ một ít bởi vậy một trọi một dao phong xuống trần vũ ăn thiệt thòi có thể tại lữ trạch nhìn trần vũ có thể đón đỡ hạ chính mình một đao đã hết sức kinh người rồi đổi lại bình thường tiên thiên trung kỳ hắn tùy ý một đao liền có thể chém giết trước có kim trác phong tại hai người các ngươi mới có thể bước lui ta hôm nay chỉ có ngươi một người, lữ mỗ 10 chiêu liền có thể bại ngươi, không được 20 chiêu là được giết ngươi. Lữ trạch cười to dựng lên, lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Trước Trần Vũ như thế xem thường hắn, không giết Trần Vũ, hắn khó có thể cho hả giận. Khoác lác ai không biết nói. Trần Vũ khẽ quát một tiếng, toàn thân đồng ánh sáng nở rộ, hiển hiện tầng một phong cách cổ xưa văn lạc. Đinh bành, hai người lần nữa giao phong ở một chỗ. Vận chuyển tượng đồng công về sau, Trần Vũ lực lượng trở nên mạnh mẽ vài phần, coi như là lữ trạch nắm giữ cực phẩm bảo khí, hắn cũng có thể tới cứng rắn va chạm. Năm chiều đã qua, thanh long chạm, lữ trạch gặp trần vũ mạnh mẽ như thế, lập tức thi triển chiến kỹ. Trong tay hắn màu xanh trường đao bên trên, màu xanh ánh sáng âm u nở rộ, một đao mãnh liệt sạch một cái, một đạo cực lớn thanh u đao chạm, nương theo lấy một cỗ long uy hàng lâm mà đến. Cái này có cường hãn long uy, không phải đến từ lữ trạch bản thân, mà là cái kia cực phẩm bảo khí tăng phúc trần vũ đồng tử co rút lại hắn cương thể cùng chân khí đều tại hướng ma đạo chuyển đổi không bằng lúc trước một chiêu này không dễ dàng như vậy ngăn lại uống trần vũ quát lên một tiếng lớn bên ngoài thân đồng ánh sáng nở rộ nó bản thân lập tức tăng lớn hóa thành một cái đồng phật cự đại hóa về sau trần vũ lực lượng cùng phòng ngự đều có chỗ gia tăng toàn lực huy động cự xích kiếm trần vũ quét ra một đạo kinh người hắc lân kiếm lan oanh phanh Tiếng nổ mạnh lên, một cỗ thanh u sóng gió đánh úp về phía Trần Vũ. Nhưng mà cửa đại hóa hắn, lực phòng ngự tăng nhiều, bên ngoài thân đồng ánh sáng lóe sáng, không có gì trở ngại. Làm sao lại như vậy? Lữ Trạch trong nội tâm một cái lộp bộp, mình ở Vân Dương học viện bài danh thứ 8, thậm chí ngay cả cái Tiên Thiên Sơ Kỳ đều chỉnh đốn không được. Bỗng nhiên, hắn nghe được một tiếng hí, chỉ thấy cái kia màu sắc rực rỡ con nhện rõ ràng bị tầng một sắc thái sặc sỡ tơ nhện cấp bao bọc lấy mà xích viêm vương đang dùng móng vuốt khuấy động lấy bị băng bó trở thành mao cầu màu sắc rực rỡ con nhện, tựa hồ cảm thấy thập phần buồn tẻ nhàm chán. chương 329, Triều Bảo Quy, tại sao có thể như vậy? Lữ Trạch mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút khó mà tin được. Lữ Thu Linh cho hắn cái kia màu sắc rực rỡ con nhện, mặc dù không phải cổ thú chủng loại, nhưng Tu Vi đã tới tiên thiên hậu kỳ, am hiểu cự ly xa công kích, người kia tơ nhện thập phần cứng cỏi, trói buộc lực rất mạnh. Coi như là Trần Vũ Linh sủng, đạt tới cổ thú cấp bậc cũng không trở thành nhanh như vậy đã bị thu thập a à. hơn nữa nhìn đi lên trần vũ linh sủng tựa hồ là dùng ưu thế áp đảo thủ thắng trần vũ ngược lại là cảm thấy không có gì xích viêm vương nếu là bị một cái nhỏ con nhện giải quyết rồi vậy hắn chính là sống vô dụng rồi đã như vậy ta cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn đem ngươi giải quyết xong lữ trạch hừ lạnh một tiếng vẻ mặt thâm trầm xuống trần vũ linh sủng tựa hồ thật không đơn giản nếu là lâm vào trần vũ cùng linh sủng giáp công ở bên trong, hắn chỉ sợ cũng khó có thể thủ thắng rồi. Hô, lữ trạch làn ra nổi lên hiện một ít ám thanh văn, hắn bên ngoài thân màu xanh chân khí, lập tức trở nên thâm sâu đứng lên, làm cho người ta một loại lãnh khốc cảm giác nguy hiểm. Lữ ra huyết mạch chi lực, trần vũ ánh mắt ngưng lại, lữ ra huyết mạch, có thể gia tăng chân khí cường độ. Chân khí có chỗ tăng cường, phương diện khác liền cũng có hơi yếu tăng phúc. Bá, lữ trạch bỗng nhiên bộc phát, tốc độ so với trước nhanh vài phần, lập tức tập kích gần Trần Vũ, trường đao bổ ngang mà đến, chém ra một đạo lăng lệ ác liệt cuồng bạo ám thanh đao mang. Oanh phanh, Trần Vũ trong tay cự xích kiếm quét ngang, ngăn cản cái này chém. Hừ, kích phát huyết mạch chi lực về sau, chân khí của ta uy lực đại tăng, chỉ có người có thể ngăn ở đấy. Lữ Trạch hừ lạnh một tiếng, phốc phốc, cái kia uy mãnh chém, làm Trần Vũ hai chân hướng phía sau không ngừng thối lui, tóe lên tầng một bùn đất hoa cỏ. Huyết mạch chi lực, không ngừng ngươi có. Trần Vũ gặp Lữ Trạch như thế bộ dáng, cũng mặc kệ cái gì, điều động ra một ít long lân huyết mạch lực lượng. Lập tức, tay hắn cánh tay, trên trán hiển hiện tầng một hơi mờ màu đỏ lân văn, cũng tản mát ra một cỗ uy trấn bốn phương cổ thú long uy. Giờ khắc này, Lữ Trạch trong cơ thể huyết mạch, lại mơ hồ run run, bị áp chế thêm vài phần. Làm sao có thể, người cũng có huyết mạch, Lữ Trạch sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Vũ rõ ràng người mang huyết mạch, mà lại phẩm chất so với hắn cao hơn. Oanh phanh, thúc dục long lân huyết mạch về sau, Trần Vũ lực lượng phòng ngự tăng nhiều, trong tay hắn cự xích kiếm mãnh liệt nhích lên, đem lữ trạch trường đao chấn khai. Thật mạnh lực đảo, lữ trạch nội tâm thất kinh, minh bạch Trần Vũ kích phát huyết mạch chi lực về sau, khiến cho lực lượng tăng nhiều. Đương nhiên, Trần Vũ long lân huyết mạch đối với huyết mạch của hắn còn có loại vô hình uy hiếp, khiến cho huyết mạch của hắn chi lực giảm bớt vài phần. Sát kiếm cuồng trảm, Trần Vũ huy động cự xích kiếm, ở trên ngưng tụ ra một thanh ngưng thực sát khí đứng đầu kiếm, điên cuồng vung chém mà ra, từng đạo kinh người hắc lân sát kiếm, tung hoành mà ra. Thanh long chính thức, lữ trạch không dám khinh thường, thi triển đao pháp chiến kỹ, trong tay trường đao cấp tốc vũ động, ám thanh đao mang đem quanh thân bao phủ. Oanh phanh oành, kích phát huyết mạch chi lực về sau, hai người giao phong càng thêm kịch liệt, kiếm quang đao chảm bắn ra bốn phía ra, đem phụ cận tráng kiện cổ mộc, đều phá hủy một đoạn thời khắc oanh lữ trạch bị trần vũ một kiếm đánh bay trong miệng không khỏi nhổ ra một ngụm máu tươi luận huyết mạch chi lực lữ trạch huyết mạch không bằng long lân huyết mạch đi lữ trạch mượn cỗ lực lượng này trùng kích thuận thế đào tẩu hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình một mình đối chiến trần vũ lại không phải người kia đối thủ nếu để cho trần vũ linh sùng tham chiến hắn chỉ sợ muốn chạy trốn cũng khó khăn cho nên lữ trạch hiện tại liền lui lại o o n, -n g Trần Vũ thân thể mặt ngoài huyết mạch dị tượng biến mất. Đi thôi, Trần Vũ cũng không có ý định đuổi theo Lữ Trạch. Thứ nhất, Lữ Trạch đến từ bát đại thế gia, nói không chừng còn có cái gì át chủ bài, đưa hắn ép không tốt. Thứ hai, nếu là đuổi theo, gặp được Lữ Thu Linh liền khó làm rồi. Huống hồ Lữ Trạch trong tay lệnh bài đã sớm tới Trần Vũ trong tay. Oanh, xích phiêm vương há mồm phun ra một đoàn đỏ thấm cực nóng hỏa diễm sắp bị tơ nhện bao trở thành bóng màu sắc rực rỡ con nhện nhen nhóm truyền ra một hồi thê thảm hí, không bao lâu, tiếng kêu biến mất, màu sắc rực rỡ con nhện bị chôn cứng rắn nướng chết. tiểu tử, người tại sao có thể có loại này huyết mạch? xích viêm vương mở miệng hỏi, người đi theo ta, ta sẽ nói cho người biết. trần vũ cũng không muốn nói, như vậy nói ra, lại để cho xích viêm vương đi theo trần vũ, cái này tự nhiên là không thể nào đấy. xích viêm vương hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lộ ra cao ngạo vẻ khinh thường, đi mau. Lữ Thu Linh có lẽ thông qua cái kia con nhện cảm ứng được tình huống của bên này. Trần Vũ cùng xích viêm vương tăng thêm tốc độ, rời xa nơi đây. Kẻ này lại có huyết mạch chi lực, đây là trong tình báo an toàn không có nhắc tới đấy, hơn nữa thực lực của hắn mạnh như thế, nếu là đợi đến lúc hạ giới thi đấu, còn có ai là đối thủ của hắn. Lữ Trạch trên đường đi không ngừng lầm bẩm hôm nay hay vẫn là chạy nhanh liên hệ Thu Linh tỷ, lại để cho hắn nàng giết chết Trần Vũ. Lữ Trạch thần thái hơi có vẻ ảm đạm bi thương sớm biết như thế, trước hắn liền không chủ động chờ lệnh, có lẽ lại để cho Lữ Thu Linh đi giết Trần Vũ đấy. Hôm nay hắn không chỉ có không thành công, còn lại để cho Lữ Thu Linh linh sủng chết rồi, đợi tí nữa không thể thiếu trách phạt. Người nào, Lữ Trạch tựa hồ nghe được cái gì thanh âm, đột nhiên vừa quát. Hắn vừa mới chuyển đầu, liền trông thấy một thanh đen kịt dao găm, khoảng cách chính mình chỉ có không đến một mét. Lữ Trạch lập tức toàn thân tóc gáy dựng lên, trái tim mãnh liệt rung động. Đối phương lúc nào tiến gần, hắn rõ ràng không hề phát hiện. Giờ khắc này, Lữ Trạch cảm nhận được tử vong nguy cơ. Oanh phanh, Lữ Trạch thúc dục huyết mạch chi lực, một đao oanh ra. Tối tăm mờ mịt bụi bặm ở bên trong, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đi vào Lữ Trạch phía sau, chủy thủ lặng yên không một tiếng động đâm ra. Không, Lữ Trạch há mồm hí, hắn vừa mới kinh nghiệm một cuộc truy đuổi, một cuộc đại chiến, không có ở đây trạng thái. Mà đối phương thực lực, vượt xa chính mình, coi như là toàn thịnh thời kỳ, Lữ Trạch chỉ sợ cũng không phải người này đối thủ. Mặt khác, sau lưng của hắn miệng vết thương tản mát ra một cỗ hư thối khí tức, hiển nhiên đối phương chủy thủ còn đồ độc. Lữ Trạch gắt gao nhìn chằm chằm vào người nọ, nhưng đối phương một thân đen kịt áo choàng, mang theo cùng theo trương tuần mặt đen bộ, thấy không rõ dung mạo. Bất quá, Lữ Trạch lại cảm thấy người này cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Oanh, mặt nạ nam một trưởng đánh ra, Lữ Trạch thân hình bay ra mấy mét xa, khí tức đều không có đi vào lữ trạch bên cạnh thi thể mặt nạ nam cầm lấy túi chữ vật thực suối quẩy một khối lệnh bài đều không có mặt nạ nam đem đồ vật bên trong chuyển rời đến chính mình trong túi chữ vật sau đó hắn xuất ra một cái bình ngọc đổ ra một ít hắc lục thuốc bột có người mặt nạ nam phát giác được cái gì thân hình nhảy lên mà đi nhưng vào lúc này trên bầu trời bay tới một cái cực lớn màu xanh diều hâu lữ trạch diều hâu bên trên lữ thu linh nhảy rụng xuống nhìn xem bị màu xanh lá hỏa diễm thiêu đốt lữ trạch trong mắt tràn ngập hơi lạnh thấu xương dùng lữ trạch thực lực trần vũ không có khả năng giết được hắn lữ thu linh bàn tay vung lên đập nện ra một cỗ nhà thanh khí sức lực đem lữ trạch trên người lục hỏa dập tắt cẩn thận quan sát một phen lữ thu linh phát hiện lữ trạch sau lưng xương sống bên trên thật nhỏ miệng vết thương vết thương này còn có kịch độc còn có loại này hủy thi diệt tích thủ đoạn là ám sát giả thủ đoạn lữ thu linh rút cuộc phát hiện điểm đáng ngờ tiến vào nơi đây đệ tử ở bên trong, có cường đại như thế ám sát giả. Trần Vũ khẳng định cùng người này ám sát giả có chỗ cấu kết, tìm được là hắn có thể tra ra hung phạm rồi. Lữ Thu Linh nhảy lên leo lên màu xanh diều hâu, nhanh chóng đi xa. Tại nàng xem ra, Trần Vũ tất nhiên là cùng ám sát giả cấu kết, hại chết Lữ Trạch, cho nên hai người đều là hung thủ giết người. Thuần thú sư có thể điều khiển thú, tìm người bổn sự rất mạnh. Trần Vũ một đường bỏ chạy, trong lúc gặp được không ít tứ đại bên ngoài viện sinh, hắn không chút khách khí ra tay cướp đoạt lệnh bài. Hôm nay, trong tay hắn lệnh bài tổng số, đạt tới 12 miếng. Đương nhiên, Trần Vũ cũng đụng phải một chi thiên kiếm học viện đệ tử xuất lĩnh cường đại đội ngũ, hắn xa xa tránh đi. Một đoạn thời khắc, Trần Vũ phát hiện trên đường có 3-4 học viên, tới lúc gấp rút cắt đuổi hướng một chỗ. Trần Vũ mặt lộ vẻ dị sắc, cũng đi theo qua nhìn nhìn. Không bao lâu, rừng rậm phía trước xuất hiện một mảnh màu xanh thấm hồ nước. Hồ nước bốn phía, tụ tập không ít người, đại khái chia làm ba phe cánh. Đôi thứ nhất đội ngũ, dùng vân dương học viện đệ tử làm chủ, một tên trong đó cao quý bất phàm bích váy nữ tử, con mắt như hồ sâu, thanh tia như thác nước, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Nàng này đúng là cùng Trần Vũ từng có vài lần duyên phận ninh quận chủ. Mà đổi thành một đội nhân mã, thì là dùng thiên kiếm học viện làm chủ, Trần Vũ ở trong đó phát hiện Diệp Lạc Phượng cùng Hà Thu Vân bóng dáng. Đội thứ ba đội ngũ, thì là vô ma học viện. Phô Ma học viện người dẫn đầu, đúng là tại danh ngạch tranh đoạt trong chiến đấu đại xuất danh tiếng Ngụy Bân, còn có hai người thì là Đoàn Hạo, Khổng Trung. Tiếp theo, ba đội nhân mã ở bên trong đều có vài tên tứ đại học viện bên ngoài viện sinh. Trần Vũ, Khổng Trung cùng Đoàn Hạo chứng kiến Trần Vũ, không khỏi thấp giọng hô. Người cầm đầu Ngụy Bân cũng nhìn sang, Trần Vũ thế nhưng là phó viện trưởng đệ tử, hắn đối với Trần Vũ cũng có chút ấn tượng. Trần Vũ lập tức đi tới, cùng lúc đó, đối diện hai đội đội ngũ cũng có không ít người nhìn về phía Trần Vũ. Dĩ nhiên là hắn, Ninh quận chủ nhìn về phía Trần Vũ, lộ ra thản nhiên cười cho, làm người kia bên cạnh vài tên nam học viên thần sắc ngẩn ngơ. Là tiểu tử kia, Hà Thu Vân đồng dạng chứng kiến Trần Vũ, một bên Diệp Lạc Phượng, lạnh trong mắt rung động chấn động dựng lên, tản mát ra một cỗ vô hình kiếm ý. Trước đó lần thứ nhất Diệp Lạc Phượng bại bởi Trần Vũ, nàng thập phần không cam lòng. Xa cách đã lâu, nàng nhịn không được muốn cùng Trần Vũ lại so sánh. Hai đại mỹ nữ khác thường, hầu như khiến cho chú ý của mọi người, nhao nhao nhìn về phía Trần Vũ. Cái này, Trần Huynh nữ nhân duyên thật tốt, khổng trung thập phần hâm mộ nói. Trần Vũ cười cười, chậm rãi đi vào, hắn trong lòng có chút hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nơi đây như thế nào tụ tập nhiều người như vậy, khi hắn đi vào lúc, lập tức chứng kiến cái này màu xanh thấm thanh tưởi giữa hồ, vậy mà nổi lơ lửng rất nhiều cực kỳ chân quý, ngoại giới hi hữu chân tài, tỷ như băng linh quả, điện quang thảo, tam diệp nhật dương hoa. Những thiên tài địa bảo này, chủng loại phức tạp, băng hệ, hỏa hệ, lôi hệ các loại, đợi chân tài đều có, đồng dạng cũng có ma đạo chân tài. Ma huyễn tam lăng thảo, Trần Vũ phát hiện trong đó còn có bực này hiếm thấy ma đạo chân tài. Ma huyễn tam lăng thảo, trong đó có đủ cường đại ma đạo lực lượng tinh thần, có thể ngưng luyện tinh thần ý chí, để cho có đủ một cỗ ma ý, càng cường đại hơn cứng cỏi bất khuất. Nhưng đồng thời, tâm trí nếu là quá yếu, hoặc là có tâm ma người tu hành phục dụng này chân tài, tức thì sẽ bị ma ý xâm lấn, ảo giác trùng trùng điệp điệp, dẫn đến thần trí điên. Trần Vũ đã đến, đội ngũ của chúng ta lại cường đại rồi vài phần, đến lúc đó tranh đoạt những tài nguyên này cũng nhiều vài phần nắm chắc. Ngụy Bân chủ động cùng Trần Vũ chào hỏi, vì cái gì cũng không động thủ. Trần Vũ hỏi, cái kia hồ nước bên trên trôi nổi chân tài, coi như là hắn đều thập phần động tâm. Coi như mình không thể dùng cũng có thể đấu giá ra giá cả cực cao. Đổi thiên ma bí văn lục ba tầng trước, Trần Vũ thoáng cái lại nghèo rồi. Đợi, Khổng Trung nói một chữ, nhưng vào lúc này, trên mặt hồ lục sóng bắt đầu khởi động. Chỉ thấy những chân kia tài chậm rãi hiện lên, sau đó, phía dưới xuất hiện một cái cực lớn màu nâu con rùa đen. Mà những quý giá này chân tài, đều là sinh trưởng ở cái này con rùa đen mai rùa bên trên. Đây là, đa bảo kim mộc quy cũng có, chiêu bảo quy, danh sưng, thập phần hiếm thấy cấp thấp cổ thú, này quy yêu thích thu thập kỳ chân dị thảo, gieo trồng tại chính mình mai rùa bên trên, không nghĩ tới tại đây chỗ bí cảnh có thể gặp được đến. Ngụy Bân giới thiệu đứng lên, cái này đầu đa bảo kim mộc quy, đạt tới quy nguyên cảnh, thuộc về cổ thú phạm trù. Nhưng này quy trời sinh nhát gan, trước một mực trốn ở hồ nước ở chỗ sâu trong. Cuối cùng, ở đây đệ tử đem các loại độc thuốc viên phấn đưa vào hồ nước, mới làm cho này quy chậm rãi trồi lên. Tốt, này quy nhịn không nổi, bị độc bức cho đi ra. Ngụy Bân phát ra một hồi chói tai tiếng kêu kỳ quái. Ở đây ba cặp đội ngũ, thân sắc hơi động, đủ nhìn chằm chằm vào giữa hồ. Chương 330, đoạt bảo. Tốt, này con rồi nhịn không nổi, bị độc bức cho đi ra. Ngụy Bân phát ra một hồi chói tai tiếng kêu kỳ quái. Ở đây ba cặp đội ngũ, thân sắc hơi động, đều nhìn chằm chằm vào giữa hồ. Không nghĩ tới có thể ở nơi đây nhìn thấy trong truyền thuyết chiêu bảo quy. Trần Vũ cũng mặt lộ vẻ kỳ sắc, nhìn chằm chằm vào giữa hồ một cái màu nâu cực quy. Chiêu bảo quy trong mai rùa giữa là một mảnh đặc thù nham thạch thổ nhưỡng, ở trên trồng lấy các loại kỳ chân dị bảo, giá trị cực cao, làm cho người thình thịch muốn động. Đổi thiên ma bí văn lục về sau, Trần Vũ trong tay vô ma điểm cùng nguyên thạch còn thừa không nhiều lắm. Mà đổi thứ tư đến 6 tầng, càng cần nữa 100 vạn vô ma điểm. Cho nên, hôm nay Trần Vũ thập phần thiếu tài nguyên, bất luận cái gì vật có giá trị, hắn đều sẽ không bỏ qua. Mặt khác, cái này đầu chiêu bảo quy, đạt tới quy nguyên cảnh, càng thuộc về cổ thú phạm trù. Đương nhiên, này con rùa trời sinh nhát gan, cũng không am hiểu công kích, nếu không chỉ dựa vào ở đây những người này, còn không nhất định có thể đối phó được rồi nó. Tiến công, thiên kiếm học viện một phương, một gã thân hình thẳng tắp gầy gò, lông mày nhỏ nhắn như kiếm nam tử, bỗng nhiên bay lên dựng lên. Người này là thiên kiếm học viện bài danh thứ ba, chú Vũ Ninh kỳ thật thực lực vượt xa ta còn có vân dương học viện Ninh Quận Chúa, hơn nữa người kia trong đội ngũ còn có Diệp Lạc Phượng bực này thiên tài, bởi vậy thiên kiếm học viện là cái này ba chi đội ngũ ở trong mạnh nhất, chúng ta phải cẩn thận bọn hắn. Ngụy Bân dặn dò Trần Vũ, Ngụy Bân tại Vô Ma học viện bài danh thứ 8, Đoàn Hạo bài danh 11. Vân Dương học viện trong đội ngũ, Ninh Quận Chúa tại học viện bài danh thứ 10. Bởi vậy nơi đây thiên kiếm học viện chỉnh thể thực lực mạnh nhất. Âm vang, chỉ thấy Chu Vũ Ninh rút ra một thanh đỏ thấm bảo kiếm, kéo lên một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm kiếm quang, Trừng hai ba trượng dài, kiếm quang phụ cận bao quanh rất nhiều màu đỏ kiếm ảnh. Phụ cận rất nhiều đệ tử, làn da cảm nhận được nóng rực đau đớn cảm giác. Oanh, cái kia màu đỏ thắm hỏa diễm kiếm quang, kéo động vô số màu đỏ kiếm ảnh, thoáng cái oanh kích tại chiêu bảo quy đầu. Ô, chiêu bảo quy kêu thảm một tiếng, đầu lưu lại một đạo thiền vết tích, huyết dịch tràn ra. Thật mạnh phòng ngự, liền chu vũ ninh công kích, cũng chỉ là lại để cho chiêu bảo quy bị chút hít bị thương ngoài ra. Một gã ngoại viện đệ tử cả kinh nói sau đó những người còn lại công kích nhao nhao hàng lâm năm màu rực rỡ ánh đao kiếm ý thối ảnh quyền mang tranh nhau tới vô ma học viện đám người cũng gia nhập trong đó cảm thụ được bốn phía đáng sợ chân khí chấn động chiêu bảo quy lộ ra e ngại chi sắc đầu trực tiếp rút vào trong mai rùa đồng thời bốn phía thủy quang chấn động hình thành tầng một màu xanh lá thủy cháo đem chiêu bảo quy còn có trên lưng chân tài bảo hộ ở bên trong chiêu bảo quy yêu bảo như mạng coi như là đã bị công kích như trước sẽ nhớ biện pháp bảo vệ mình bảo vật. Phốc, mọi người công kích, đem chiêu bảo quy bốn phía thủy quang vòng bảo hộ oanh phá. Một bộ phận thất bại, một bộ phận đập nện ở đằng kia mai rùa bên trên, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Bởi vì đều là cự ly xa công kích, cho nên công kích cũng không chuẩn xác. Ngu xuẩn đám, đừng tùy ý tiến công, đem chiêu bảo quy trên lưng chân tài làm hỏng. Ngụy Bân lập tức mắng to. Mọi người sở dĩ ở chỗ này vây công chiêu bảo quy, không phải là vì chiêu bảo quy trên lưng bảo vật sao. Bỗng nhiên, vài tên băng đạo người tu hành đứng ra, phóng xuất ra một cỗ cực hàn băng xương chi lực. Lập tức, hồ nước mặt ngoài đều ra tầng một băng ngưng. Trong hồ nước đều là mọi người quăng độc, nếu là tùy tiện đứng thẳng ở trên, tức thì sẽ phải chịu độc tố ảnh hưởng. Nhưng đem hồ nước ngưng kết thành băng mà nói, chỉ cần lợi dụng chân khí bảo vệ lòng bàn chân, liền không có gì đáng ngại đạp đạp rất nhiều người bước vào kết băng hồ nước mặt ngoài khoảng cách gần công kích chiêu bảo quy không chỉ có xác suất chúng tăng nhiều công kích uy năng cũng càng mạnh mẽ nhưng mà chiêu bảo quy mai rùa tựa như một tòa sắt thép tòa thành bất luận cái gì công kích rơi vào phía trên đều không thể tạo thành ảnh hưởng gì chỉ có chu vũ ninh ninh quận chúa ngụy bân diệp lạc phượng các loại đợi cực hạn cường giả công kích có thể tại người kia mai rùa bên trên lưu lại một chút hít thiền vết tích cái này mai rùa thật đúng là cứng rắn a à coi như là quy nguyên cảnh tự mình hàng lâm, cũng không nhất định có thể đem người kia phá vỡ. Không ít người cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, chiêu bảo quy co rụt lại tiến mai rùa, mọi người phạm vi công kích thì càng nhỏ hơn, chỉ có thể thông qua mai rùa khe hở, đem công kích đưa vào trong đó. Giờ phút này, đã có mấy người cực kỳ tiếp cận chiêu bảo quy, ý đồ hái nó mai rùa bên trên bảo vật. Ô ô, trong mai rùa, truyền đến chiêu bảo quy phẫn nộ tiếng kêu. Bỗng nhiên, chiêu bảo quy đầu rũi ra, há mồm phun ra một đạo cực lớn cột nước. Mau tránh ra, Hà Thu Vân lập tức quát, oanh phanh, hai gã ngoại viện đệ tử né tránh không kịp, bị cột nước oanh chúng, thân thể bị lao ra vài chục trượng xa, đụng gãy năm sáu quả tráng kiện cổ mộc, ngã xuống đất không dậy nổi. Chiêu bảo quy tuy rằng không am hiểu công kích, nhưng dù gì cũng là quy nguyên cảnh cổ thú, người kia công kích cũng có thể nháy mắt giết bình thường tiên thiên hậu kỳ, mọi người cẩn thận. Ninh quận chúa uyển chuyển êm tai thanh âm vang lên, này con rùa mình đã bị công kích, lại né tránh phòng ngự nhưng một khi có người muốn đoạt nó bảo vật liền lập tức phản kích trần vũ hơi có chút im lặng cái này con rùa đen thật đúng là yêu bảo như mạng a Hiu, u u một đoạn thời khắc lúc chiêu bảo quy bốn phía thủy cháo phòng hộ phá toái lúc cùng theo cây thật nhỏ tơ nhện bỗng nhiên bắn ra quấn chặt lấy chiêu bảo quy phần lưng một viên màu bạc trái cây lập tức chiêu bảo quy đầu lâu duỗi ra giận tím mặt phốc kéo tơ nhện mãnh liệt xé ra đem màu bạc trái cây gốc kéo đứt mang theo trái cây bay ra ngoài rơi vào khôi lỗi sư khổng trung trong tay ha ha khổng trung cười đắc ý nhưng vào lúc này oanh long long bên trong hồ màu xanh lá sóng nước điên cuồng cuồn cuộn phóng lên trời hóa thành từng đoàn từng đoàn màu xanh thấm nước chảy quét sạch ra nhanh tránh đi này thủy có độc ngụy bân quát to vừa rồi mọi người hướng trong nước đầu độc bước ra chiêu bảo quy nhưng giờ phút này chiêu bảo quy lại lợi dụng trong hồ nước độc thủy để đối phó bọn hắn siêu siêu vụt vụt, tình cảnh hỗn loạn, tất cả mọi người thi triển thân pháp tiến hành né tránh. Cũng có không ít người bị độc thủy đụng phải, độc tố xâm lấn, tu vi khá thấp lấy, trực tiếp độc phát sinh vong. Trần Vũ ngược lại lộ ra có chút nhẹ nhóm, hắn thân pháp cao thâm, hơn nữa thể chất đặc thù, trước ma linh độc tâm hoa độc tố công kích trực tiếp trái tim, hắn đều cùng không có việc gì tựa như. Xúc sinh, muốn chết, nhân cơ hội này, chú Vũ Ninh trong tay bảo kiếm lóng lánh kinh người ánh lửa, bổ chém hạ xuống. Oanh phanh, một đạo kinh người sáng chói kiếm quang, rơi vào chiêu bảo quy đầu, lưu lại một đạo tiên huyết đầm điểm miệng vết thương. Bên kia, Ngụy Bân cùng Ninh Quận Chúa cũng thừa cơ tiến công chiêu bảo quy. Chiêu bảo quy đã bị vây công, thương thế tăng thêm, lại một lần nữa rút vào mai rùa. Các vị thêm chút sức, này con rùa chống đỡ không được bao lâu. Chu Vũ Ninh quát, thanh âm vang vọng toàn trường. Còn có người nào độc, đem độc tố quăng vào trong mai rùa. Hà Thu Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hét lớn một tiếng. Đúng vậy, này con rùa lực phòng ngự mạnh mẽ, lại một thẳng trốn ở trong mai rùa, chúng ta còn có thể hướng trong mai rùa đầu độc. Không ít người đôi mắt sáng ngời, tán thành này phương pháp. Chỉ tiếc, vừa rồi vì bước ra chiêu bảo quy, ở đây một số người không sai biệt lắm đem độc thuốc viên phấn đều dùng hết rồi. Ta có, Trần Vũ nghĩ đến cái gì, lên tiếng nói. Lúc trước, hắn tiến về trước khói độc rừng rậm, chém giết truy nã trên bảng độc long, liền từ đối phương trong túi chữ vật, đạt được đủ loại độc thuốc viên phấn, từ độc long xương hô thế này, cũng đó có thể thấy được, người này am hiểu dụng độc. Phần Phật Á, Trần Vũ thoáng cái xuất ra rất nhiều bình ngọc, gói thuốc, chia vô ma học viện mấy người. Ô, ô, n, g, Trần Vũ dùng chân khí, đem một ít hồng lục độc phấn, bao trở thành một đoàn, bắn vào trong mai rùa. Ô, ô, triều bảo quy gào thét một tiếng, những thứ này nhân loại rõ ràng hướng nó trong mai rùa đầu độc. Nó thân xác bỗng nhiên rũi ra, đem một bộ phận độc thuốc viên phấn, ngăn trở. Bỗng nhiên, trong đó một đoàn hồng nhà thuốc bột mặt ngoài chân khí phá toái ra, tản mát ra một cỗ kỳ dị mê người mùi thơm. Đây là, không ít người hút vào một điểm, lập tức cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Một lượng danh nữ học viên đôi má làn da, càng là nổi lên tầng một đỏ tươi. Đây là thuốc, tình thuốc bột, Ngụy Bân cười quái dị một tiếng, nhìn về phía Trần Vũ. Vô sỉ hạ lưu, nơi xa, Diệp Lạc Phượng đôi má, hung hăng trừng Trần Vũ liếc, không nghĩ tới Trần Vũ lại tàng có loại vật này không ít người nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt, đều trở nên quái dị đứng lên. Những thứ này là chiến lợi phẩm của ta, Trần Vũ mong muốn giải thích, nhưng phát hiện có chút khó có thể giải thích rõ ràng. Hắn lại không hiểu độc, cũng không có kỹ càng nghiên cứu, nào biết được độc long phần đông độc thuốc viên phấn ở bên trong, còn có loại này thuốc, tình độc phấn. Mọi người không có nhiều quản những thứ này, tiếp tục công kích chiêu bảo quy. Tại rất nhiều học viên lâu dài vây công xuống, chiêu bảo quy vết thương trồng chất, đã hết sức yếu ớt không ít người cẩn thận tới gần này con rùa, chuẩn bị đoạt bảo. Ma huyễn tam lăng thảo, trần vũ tốc độ bỗng nhiên bộc phát, phóng tới chiêu bảo quy. Nhìn thấy cảnh này, những người còn lại cũng lập tức lao ra. Nhưng luận thẳng tắp tốc độ, cũng chỉ có chu vũ ninh có thể so sánh được với trần vũ. Ô, ô, n, g oanh, nhưng vào lúc này, chiêu bảo quy phát cuồng, bốn phía màu xanh lá sóng nước lần nữa cuồn cuộn dựng lên. chu vũ ninh bất đắc dĩ, bước chân dừng một chút, né tránh độc thủy nhưng Trần Vũ tốc độ không giảm chút nào. Đây là muốn chết, Chu Vũ Ninh hừ nhẹ một tiếng. Cái này trong nước hỗn hợp rồi các loại độc tố, tại chiêu bảo quy dưới sự khống chế, trở thành giết người lợi khí, người bình thường căn bản không dám nhiễm. Ha ha, Hà Thu Vân cũng là cười lạnh dựng lên, có thể bỗng nhiên, Trần Vũ toàn thân tách ra một hồi đồng ánh sáng, hóa thành một cái tượng đồng. Trần Vũ bản thân thể chất đối với độc tố có thật lớn kháng tính, tượng đồng cương thể càng là thủy hỏa vạn độc bất xâm. Thân hình hắn một bên, tận lực trốn tránh phạm vi lớn độc vị, xuyên qua. Hí, y y, Trần Vũ hí một tiếng, hắn đồng thân bốn phía bốc hơi, nhưng không nghiêm trọng lắm, rất nhanh liền khỏi hẳn. Làm sao có thể, cường đại như thế kháng độc năng lực, Chu Vũ Ninh sắc mặt cả kinh, bất quá, kẻ này dám tiếp cận chiêu bảo quy, đem một mình đối mặt này con rùa sắp chết phẫn nộ phản kích. Hà Thu Vân ánh mắt trầm xuống, trước mắt mới chỉ, cũng chỉ có khổng trung xa hơn khoảng cách phương pháp, đoạt được chiêu bảo quy trên lưng đồ vật. Đi, Trần Vũ khoảng cách chiêu bảo quy 3 mét lúc, bỗng nhiên dừng lại, trong tay bay vụt ra một cái côn trùng. Cái kia côn trùng từ chiêu bảo quy phần lưng, xuyên qua, cắn đứt một cây chân tài hành, cũng đem một cây ám tử sắc chân tài mang tới. Tới tay, Trần Vũ ha ha cười cười, thiết nguyệt kỳ trùng mang về chân tài, thật sự là Trần Vũ so sánh coi trọng ma huyễn tam lăng thảo. Nhìn thấy cảnh này, không ít người lộ ra ao ước sát chi sắc. Hắn đắc thủ rồi, Diệp Lạc Phượng có chút tức giận, trong nội tâm Nàng đã đang cùng Trần Vũ phân cao thấp, nhất định phải tại Trần Vũ trước, trước phải đến chiêu bảo quy phần Lưng Chân Tài. Cách đó không xa, một cái cực lớn màu xanh diều hâu bay tới. Nơi đó là tình huống như thế nào? Diều hâu trên lưng Lữ Thu Linh nhìn về phía một chỗ ám lục hồ nước. "Khanh khách, bổn cô nương vận khí coi như không tệ, không chỉ có đã tìm được Trần Vũ, còn gặp trong truyền thuyết đa bảo kim mộc quy." Lữ Thu Linh lộ ra vẻ mừng rỡ, dưới chân diều hâu lông cánh chấn động, cấp tốc phóng đi chương 331, đục nước béo cò. Khanh khách, bản cô nương vận khí coi như không tệ, không chỉ có tìm được Trần Vũ, còn gặp trong truyền thuyết đa bảo kim mộc rùa. Lữ Thu Linh lộ ra vẻ mừng rỡ, oanh hô hô, nàng dưới chân diều hâu cánh lông vũ chấn động, nhấc lên tầng một xanh nhạt gió lốc, cấp tốc lao xuống mà đi. Hồ nước bốn phía, chiêu bảo quy phần lưng chân vật liệu bị Trần Vũ trộm đoạt, nó lần nữa phát cuồng, quanh thân sóng nước cuồn cuộn, hướng bốn phía quét sạch mà đi rất nhiều học viên tạm lánh nó phong mang chiêu bảo quy phát cuồng về sau trở nên càng thêm suy yếu hình như chi chống đỡ không được bao lâu nhưng vào lúc này tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức cấp tốc tới gần bỗng nhiên mặt đất xuất hiện một tảng lớn bóng đen chỉ thấy một cái to lớn màu xanh diều hâu phủ xuống mà đến tản mát ra một cỗ tiếp cận quy nguyên cảnh khí tức ba động chỉ là cái kia màu xanh diều hâu nhấc lên cuồng phong liền đem không ít tiên thiên cường giả tung bay mấy mét xa đi chết trần vũ Lữ Thu Linh lãnh màu hung hăng trừng mắt Trần Vũ, phốc phốc, một đôi như sắt thép màu xanh cự trảo, hướng Trần Vũ vồ mạnh mà đi. Thời khắc mấu chốt, Trần Vũ đem tượng đồng chân thân thôi động đến cực hạn, cũng lấy ra, ngăn cản phía trước. Đồng thời, hắn một cước đột nhiên dẫm mạnh, phía dưới tầng băng nứt ra, thân hình hắn chìm xuống phía dưới đi. Đốt bành, cùng diều hâu thiết trảo va chạm, phát sinh kịch liệt vang vọng. Mà Trần Vũ thân thể, thuận thế rơi đập đáy hồ. Nhìn thấy cảnh này, phụ cận rất nhiều học viên một trận hãi hùng khiếp phía. Đây Trần Vũ đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, lại nhắm chúng Lữ Thu Linh tức giận như thế, thống hạ sát thủ. Mảnh này hồ không biết đầu nhập vào bao nhiêu độc, chiều bảo quy là bởi vì quen thuộc vì tính, càng có mai rùa phòng ngự, lại thêm hắn huyết mạch cường đại, mới có thể ngăn cản, nhưng người bình thường rơi vào trong nước, đây tuyệt đối là bị vạn độc xâm lấn, không có còn sống khả năng. Một đám học viên nghị luận ai thán, vừa rồi Trần Vũ biểu hiện sáng như vậy mắt, sau một khắc liền bị bỗng nhiên đến Lữ Thu Linh diệt sát, trước đây sau tương phản, khiến cho người thổn thức. Trần Huynh, nơi xa, lỗ chuông sắc mặt chấn động, ngươi, thiên kiếm học viện một phương, diệp lạc phượng lãnh mâu, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Thu Linh, trong đó bắn ra một cỗ băng hàn triệt cốt kiếm ý. Đáy hồ, Trần Vũ làn ra một trận ăn mòn phỏng, hắn đem tượng đồng chân thân thôi động đến cực hạn, cũng thôi động thượng phẩm bảo khí lồng phòng ngự đồng thời điều động cường đại ma văn chi khí chế tạo tầng một phòng hộ đây đáng chết nương môn, lại dưới nặng như thế tay, nàng là muốn giết ta. Trần Vũ mắt lộ ra hàn mang, giờ phút này không nên ra ngoài, Trần Vũ không hề rời đi, mà là tạm thời lưu tại đáy hồ. Hắn toàn lực ngăn cản lời nói, còn có thể tại đáy hồ lưu lại một hồi. Các người đi thôi, cái này chiêu bảo quy, là bản cô nương. Lữ Thu Linh ngạo nghễ đứng thẳng diều hâu phía trên, hét lớn một tiếng, uy thế nghiêm nghị. Khẩu khí thật lớn, chúng ta may mắn gian khổ đắng đem hao tổn gần chết, Đến cuối cùng đem chỗ tốt đều để cho ngươi. Ngụy Bân cái thứ nhất không phục, âm thanh chói tai truyền ra. Các hạ không khỏi quá không giảng lý đi, Ninh quận chúa cũng mở miệng nói, ha ha, bản cô nương cho các ngươi cơ hội, đã không tân quý, cái kia đừng trách người khác. Lữ Thu Linh khóe miệng khinh thường cười một tiếng, nàng lấy ra mấy cái sủng vật đại, đem bên trong linh sủng toàn bộ thả ra. Oanh phanh bồng, đại địa liên tục tiếng vang, vài đầu yêu thú cường đại, cùng nhau hiện thân. Có ngân giác tê giác lửa mắt cự hổ, còn có một cái màu vàng ong độc, ba, bốn con màu đen nhện. Trong đó ngân giác tê giác cùng màu xanh diều hâu tu vi giống nhau, những yêu thú khác tu vi cũng đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Tuần thú sư thật là đáng sợ, không ít học viên trong lòng sinh ra sợ hãi. Lữ Thu Linh, người quá không đem chu mỗ để ở trong mắt đi. Thiên kiếm học viện một phương, chu Vũ Ninh hẹp dài con ngươi, bắn ra một đạo cực nóng kiếm ý. Khanh khách, ở đây cũng chỉ có ngươi, có thể làm đối thủ của ta, làm sao? Ngươi dự định cùng ta đấu, Lữ Thu Linh nhìn về phía Chu Vũ Ninh, xem chiêu, Chu Vũ Ninh cũng không nói nhảm, một kiếm bổ ra, một đạo kinh nhân ánh lửa kiếm mang, bắn ra, chém về phía Lữ Thu Linh. Đốt bành, màu xanh diều hâu như sắt thép cánh chim vỗ, phóng xuất ra tầng một màu xanh gió lốc, suy yếu một kiếm này uy năng. Bong, Lữ Thu Linh trong tay xuất hiện một cây màu nâu roi ra, đột nhiên co lại, đem kiếm quang vỡ nát. Lưỡng đại cường giả đỉnh cao kịch liệt giao phong, nhấc lên tầng một chân khí sóng to, khiến cho hơn học viên nhao nhao lui lại. Trang diện hỗn loạn, ngoại trừ Chu Vũ Ninh bên ngoài học viên, cùng Lữ Thu Linh thả ra yêu thú linh sùng, chém giết cùng một chỗ. Đáy hồ bên trong, Trần Vũ toàn lực ngăn cản độc tố, cũng nhìn chăm chú lên tình huống bên ngoài. Chiêu Bảo Quy sắp chết, Trần Vũ đối Chiêu Bảo Quy tình huống hết sức rõ ràng. Đi, Trần Vũ tay bên trong bay ra một đạo ám lam quang điểm, chính là Thiết Nguyệt Kỳ trùng. Lúc này thiết nguyệt kỳ trùng đã đạt tới tiên thiên trung kỳ, kỳ độc làm hết sức kinh người, bình thường tiên thiên hậu kỳ như bị hắn cắn bị thương chí mạng vị trí, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Hưu phốc, đáy hồ bỗng nhiên xông ra thiết nguyệt kỳ trùng, từ chiêu bảo quy vết thương trên cổ chui vào đi vào. Thoáng chốc, chiêu bảo quy giấy dụa một hai cái, liền triệt để tử vong. Hồ nước này đủ độc, ta sắc không chịu được nữa, cũng thua lỗ chiêu bảo quy ở trên mặt hồ trôi nổi lâu như vậy. Trần Vũ cảm thán nói hắn phóng thích ra chân khí che đẩy cùng thượng phẩm bảo giáp phòng phòng hộ, đều bị độc tố ăn mòn. Giờ phút này Trần Vũ làn ra mặt, có không ít địa phương bị độc tố ăn mòn, màu da hiện ra cái khác nhan sắc. Đi, Trần Vũ du động mà lên, tới gần chiêu bảo quy. Không chung, Lữ Thu Linh cùng Chu Vũ Ninh, đánh hừng hực khí thế. Chu Vũ Ninh không hổ là thiên kiếm học viện bài danh thứ ba thiên tài, công kích lăng lệ vô cùng, Lữ Thu Linh cùng màu xanh diều hâu liên thủ, cái kia diều hâu yêu thú trên người vẫn có không ít địa phương bị thương. Chu Vũ Ninh thân là kiếm tu, phòng ngự là hắn nhược điểm, y phục trên người hắn cũng có thêm ra tổn hại, bị huyết dịch nhuộm đỏ. Chu Vũ Ninh, người không phải là đối thủ của ta. Lữ Thu Linh nói, nàng có phi hành tỏa kỵ, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nếu không phải sợ chính mình bay quá xa, Chu Vũ Ninh đem chiêu bảo quy trên người bảo vật cướp đi, nàng thừa nhận không cùng Chu Vũ Ninh liều mạng. Chu Vũ Ninh không nói gì, trong lòng của hắn mười phần không cam lòng. Hắn chỗ đội ngũ là vừa rồi tiến công chiêu bảo quy quân chủ lực, chu Vũ Ninh cũng là vì đó bỏ ra rất nhiều tinh lực cùng thời gian, hắn như thế nào đem chiêu bảo quy trên người bảo vật, chắp tay để cấp. Nhưng vào lúc này, rầm rầm trong hồ nước tung ra một bóng người, cầm trong tay một cây đen nhánh tiêu thương. chu Huynh, ta đến giúp ngươi. Trần Vũ nặn miệng cười một tiếng, trái tim tụ lực bộc phát, trong tay tiêu thương đột nhiên ném mạnh ra đây tiêu thương không gần như chỉ ở độc trong hồ ngâm, còn bị Trần Vũ bôi bích tiền độc nấm nọc độc. Ngươi, còn chưa có chết, Chu Vũ Ninh ánh mắt trì trệ, gặp màu xanh diều hâu một kích, rơi vào độc hồ chỗ sâu, qua lâu như vậy, Trần Vũ thế mà còn đụng tới. Loại này sinh mệnh lực, liền xem như tiểu cường đều kém xa tít tắp a hát. Nhưng mà sau một khắc, hắn lần nữa khẽ giật mình. Hưu suy, Trần Vũ ném ném ra tiêu thương, trong hư không lôi ra tầng một đen thùi lùi thương ảnh, hắn mũi thương hiện ra một vòng kim phong hàn mang, trong nháy mắt xuyên qua vài chục trượng khoảng cách, đâm về Lữ Thu Linh. Cái gì? Lữ Thu Linh một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng, khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh lan. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lâm vào kịch độc hồ nước Trần Vũ, có thể còn sống đi ra. Không chỉ có như thế, Trần Vũ ném ném ra tiêu thương, lực lượng cường đại uy thế, để cho nàng cảm thụ một tiêu uy hiếp. Phốc phốc, tiêu thương từ màu xanh diều hâu cánh lông vũ bên trên đột nhiên xẹt qua, huyết dịch một tung tóe như sắt thép lông vũ tản mắt xuống đây vẫn chưa xong tiêu thương tốc độ không giảm phóng tới lữ thu linh cỏ lữ thu linh vội vàng né tránh cái kia tiêu thương nhấc lên kình phong từ nàng cánh tay phải đang lúc sát qua đưa nàng trong tay áo quần áo lôi kéo rơi một bộ phận cái này phụ cận chúng học viên há to mồm vẻ mặt đầy rung động trần vũ rơi vào trong hồ không chỉ có không chết lại vẫn đột nhiên phát động tập kích làm bị thương màu xanh diều hâu không chết diệp lạc phượng băng hàn triệt cốt đôi mắt lãnh ý dần dần biến mất. Lần nữa nhìn chăm chú Trần Vũ, nhìn thấy cái kia một mặt đắc ý cười xấu xa, Diệp Lạc Phượng không khỏi hé miệng cười yếu ớt. Oanh ầm, màu xanh diều hâu lúc trước trong chiến đấu, liền thụ chút thương, giờ phút này bị Trần Vũ tiêu thương làm bị thương cánh lông vũ, độc tố lan tràn ra, nó khó mà bảo trì cân bằng, ngã xuống khỏi tới. Đồng thời, màu xanh diều hâu rơi xuống điểm, tiếp cận hồ nước, khác một cái cánh rơi vào trong hồ nước. Oanh phanh bồng, bụi mù nổi lên bốn phía, màu xanh diều hâu một trận kêu thảm, nhấc lên tầng một độc thủy, khiến cho dưới bầu trời lên một trận mưa độc. Không ít người bị mưa độc xối đến, trên người lập tức xuất hiện một điểm đen. Tất cả mọi người nhao nhao rút lui, trốn rừng rậm. Trần Vũ, người dám, Lữ Thu Linh đứng lên, song quyền nắm chặt, thân thể bên ngoài nhà chân khí màu xanh không ngừng run run, tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, làm Lữ Thu Linh nhìn về phía hồ nước Trung ương lúc, đâu còn có Trần Vũ cái bóng. Lại xem xét, Chiều bảo quy trên lưng chân vật liệu, mấy loại năm, giá trị cao nhất chân vật liệu, mất tung ảnh. Chu Vũ Ninh sửng sốt một chút, ánh mắt ngưng tụ. Hưu, trường kiếm trong tay đột nhiên vạch một cái, chém ra một đạo cực nóng kiếm quang, đem nơi xa một mảnh cổ mộc cùng nhau chém ngã. Nơi cuối cùng, Trần Vũ thân hình hiển hiện ra. Giờ phút này, trên người hắn đen một khối, lục một khối, độc tố còn chưa hoàn toàn thanh trừ, có vẻ hơi chật vật. Nhưng Trần Vũ lại lại ý cười đầy mặt, chạy nhanh chóng giờ phút này chu vũ ninh cùng lữ thu linh cái nào vẫn không rõ tất nhiên là trần vũ đục nước béo cò cầm đi chiêu bảo quy trên lương giá chỉ cao nhất mấy thứ chân vật liệu dù sao ở đây nhiều người như vậy chỉ có trần vũ cách chiêu bảo quy gần nhất lại kháng độc năng lực kinh nhân lữ thu linh còn muốn tiếp tục đấu nữa sao chu vũ ninh lập tức đuổi theo ra một tên tiên thiên sơ kỳ tiểu bối ở ngay trước mặt bọn họ đục nước béo cò chu vũ ninh cảm thấy mặt đều ném xong tiểu thanh lữ thu linh nhìn về phía màu xanh diều hâu một trận đau lòng sau đó nhìn về phía trần vũ trong mắt hận ý càng đậm nàng lập tức cho màu xanh diều hâu ăn vào một số chữa thương khôi phục đan dược lập tức đem thu hồi sủng vật đại tốt nơi này chân vật liệu hai chúng ta chia đều lữ thu linh cắn răng nói mặc dù màu xanh diều hâu chiến lược bị hao tổn nhưng nàng còn có cái khác linh sủng mà nơi đây còn có một lượng danh thiên tinh học viện nàng và thiên kiếm học viện đội ngũ ở chỗ này là mạnh nhất tốt Chu Vũ Ninh đáp ứng. Hai người bọn họ liên thủ, còn lại vô ma học viện cùng Vân Dương học viện, Viễn không phải là đối thủ, chỉ có thể lui qua một bên. Đáng chết số nương môn. Bất quá Trần Vũ tiểu tử kia thật là mạnh. Ngụy Bân giận chửi một câu, sau đó lại nở nụ cười. Có thể làm cho Lữ Thu Linh cường giả như vậy ăn thiệt thòi, không phải người bình thường có thể làm được. Quả thực là gan to bằng trời a hát. Không chỉ có thương tổn tới Lữ Thu Linh tỏa kỵ, còn tại Lữ Thu Linh cùng Chu Vũ Ninh dưới mắt cầm đi mấy thứ quý giá chân vật liệu. Còn lại học viên nhao nhao cảm khái, vì Trần Vũ tính mệnh lo lắng. Lữ Thu Linh tại Trần Vũ trong tay gặp khó, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Trần Vũ. Rất nhanh, Lữ Thu Linh liền cùng Chu Vũ Ninh đem tài nguyên phân phối xong. Hai người bọn họ chi đội ngũ, nhân số phần đông. Cuối cùng, Lữ Thu Linh cùng Chu Vũ Ninh phân đến lợi ích, sau Trần Vũ đục nước béo cỏ lấy đi mấy thứ, còn hơi có không bằng. Chương 332: Thiên Kiêu Quy Nguyên Cảnh phân phối hết lợi ích, hai chi đội ngũ liền phân chia rồi giới hạn. Vèo, Lữ Thu Linh nhảy lên giữa nhảy lên hỏa mục cự hổ. Đi, Trần Vũ, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hỏa mục cự hổ mang theo Lữ Thu Linh đi xa, sau lưng rất nhiều yêu thú, nhấc lên một hồi bụi đất, xôn xao rời khỏi. Chu học trưởng, Thiên kiếm học viện dường như có mấy học viên bị ám sát người đánh lén ám sát, hủy thi diệt tích rồi, ở trong đó còn có Lưu mũ học tỷ. Hà Thu Vân thấp giọng nói ra, lưu mẫu học tỷ tại viện ta bài danh đệ tứ có thể ám sát nàng chỉ sợ không đơn giản theo ta được biết mặt khác ba đại học viện trước vài tên dường như không có am hiểu ám sát chu vũ ninh trầm ngâm trong chốc lát nói ra không chỉ có như này ta nghe nói vô ma học viện phản đông cùng vân dương học viện lữ trạch cũng bị ám sát phá chết rồi hà thu vân lần nữa nói ra không phân học viện ám sát như thế nói đến còn có một loại khả năng cái kia chính là tông môn thế lực kẻ ẩn núp cũng tham gia trận này thí luyện Chu Vũ Ninh trong mắt hào quang lóe lên rồi biến mất. Bốn đại học viện hoặc là trong hoàng thất, một mực đều có tông môn thế lực kẻ ẩn núp, chỉ bất quá đám bọn hắn che giấu phi thường tốt và lại sở trường ám sát. Nếu như là tông môn thế lực kẻ ẩn núp, có thể giải thích vì sao bốn đại học viện đều có đệ tử lọt vào ám sát. Đương nhiên, những kẻ ẩn núp này không nhất định ẩn thân bốn đại học viện, cũng có khả năng là thông qua học viện ngoài bốn đại học viện vào. Nói cho Thiên Kiếm học viện học viên khác, coi chừng làm việc, coi như là người bên cạnh cũng không muốn hoàn toàn tin tưởng. Chu Vũ Ninh âm thầm truyền âm, cách đó không xa, sắc chiêu bảo quy, bị vô ma học viện cùng vân dương học viện đội ngũ vây quanh. Trước mặt mọi người người giải phẫu chiêu bảo quy lúc, phát hiện bên trong nội tạng tinh túy, vậy mà toàn bộ không thấy rồi. Trong rừng rậm, Trần Vũ trốn ở trên một gốc cây gỗ già tươi tốt. Vèo, một đạo tối tăm ánh sáng màu lam điểm hiện lên, thiết nguyệt kỳ trùng rơi vào trong tay Trần Vũ. Ăn no rồi đi, Trần Vũ nhanh chóng rời khỏi, một hồi chạy như điên. Nguyên Lai like, vừa rồi Thiết Nguyệt Kỳ trùng chui vào chiêu bảo quy trong cơ thể về sau liền một mực núp ở bên trong. Chiêu bảo quy bực này cổ thú nội tạng giá trị cực cao đối với Thiết Nguyệt Kỳ trùng rất có ích lợi. Ha ha, lần này kiếm lợi lớn, cô nương kia có lẽ tức chết rồi. Trần Vũ cười ha ha vài tiếng, hợp lại không hoảng hốt bầy ra nói, Lữ Thu Linh sẽ không bỏ qua ta, nhưng nàng phi hành và kỵ trọng thương không có nhanh như vậy truy tới. Trên đường chạy trốn. Trần Vũ nhảy vào một dòng suối nhỏ, đem mùi trên người hấp xuống. Nhưng vào lúc này, Trần Vũ nghe được phương xa truyền đến một hồi ầm ầm nổ mạnh. Đi xem, Trần Vũ chậm rãi đi qua, lại để cho Thiết Nguyệt Kỳ trùng ở phía trước giò đường. Chỉ chốc lát sau, Trần Vũ liền thông qua Thiết Nguyệt Kỳ trùng thấy được một bức tranh đối mặt. Giống, một đầu thân cao ba trượng lông dài quái vượt, hai đấm nện đấm lồng ngực, phát ra từng đợt gào rú gào thét. Trường Mao Kim Cương Viên, ánh mắt Trần Vũ chấn động, cái này trường mau kim cương viên đạt đến quy nguyên cảnh thuộc về cấp thấp cổ thú mà đả kích phòng ngự đều cực kỳ xuất sắc nhưng giờ phút này trường mau kim cương viên trên người có hơn 10 đạo máu tươi đầm điểm miệng vết thương tại trước mặt của nó nổi lơ lửng một gã áo vàng kim tuấn lãng nam tử toàn thân vàng trói giống như là mặt trời trói mắt người này đúng là vân dương học viện đệ nhất nhân càng là hoàng tộc tứ hoàng tử vân hải chân Chảm, vân hải chân trong tay màu vàng long văn bảo kiếm mãnh liệt bổ chém mà ra Xoạt, một đạo kim quang lập lòe cực nóng kiếm hồng, chém dụng tại trường mao kim cương viên trên người, lập tức lưu lại một đạo thật dài vết máu. Dư ba ánh kiếm kia, tán rơi bốn phía, tạo thành một mảnh hỏa hoạn. Một kiếm liền có đủ như này uy năng, vẻ mặt trần vũ giật mình. Khi trước, bọn hắn ba chi tiểu đội, hai ba mươi người vây công chiêu bảo quy, dùng tất cả biện pháp mới chậm rãi đem hắn hao tổn chết. Có thể dưới mắt, Vân Hải chân một kiếm đơn giản bị thương trường mao kim cương viên. Bỗng nhiên, Trần Vũ phát hiện cái gì? Vân Hải Chân là lơ lửng ở giữa không trung, mà cái kia kiếm sóng trung động mạnh đại năng lượng cũng không phải chân khí có thể so sánh. Quy nguyên cảnh, Trần Vũ kết luận, giờ phút này Vân Hải Chân đột phá quy nguyên cảnh. Lấy Vân Hải Chân thực lực, đột phá quy nguyên cảnh vốn là không có gì vấn đề. Nhưng hắn một mực áp chế, đem đánh bền vững trụ cột. Hiện tại xem ra, Vân Hải Chân đích thị là ở chỗ này có kỳ ngộ gì, thuận thế đột phá quy nguyên cảnh. Giống Trường Mao Kim Cương Viên phẫn nộ gào thét, một nhảy dựng lên, cùng Vân Hải Chân dốc sức liều mạng. Oanh vù vù, Vân Hải Chân toàn thân kim quang tách ra, hào quang lập lòe, thân hình của hắn như thiểm điện đi vào trường Mao Kim Cương Viên sau lưng. Chảm, kim quang bảo kiếm lửa cháy bừng bừng sáng quắc, một kiếm quét ngang mà ra, một cỗ kinh người màu vàng kiếm hồng, xỏ xuyên qua mà đi, hắn hào quang màu sắc, làm cho một phiến thiên địa đều mà ánh kim. Bịch, máu tươi cuồng phun, trường Mao Kim Cương Viên ngã xuống đất và chết một người một kiếm, chém giết quy nguyên cảnh cổ thú. Trốn ở bốn phía, đem lệnh bài trong tay các người toàn bộ giao ra. Vân Hải chân đồng tử, kim quang lập lè, nhìn quét bốn phía. Ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên thấu cây cối, tới đối mặt người, lập tức cảm nhận được một cỗ khó có thể ngỗ nghịch huy áp, tâm thần run lên. Quy nguyên cảnh cấp bậc chiến đấu, tự nhiên long trời lở đất, hấp dẫn rất nhiều người. Vân Hải chân không có chút nào thèm quan tâm điểm ấy, giết chết trường Mao kim cương viên về sau, lại vơ vét tài sản lệnh bài. Vèo, Trần Vũ lập tức khống chế thiết nguyệt kỳ trùng trở lại. Khá tốt ta không có tới gần, bằng không thì lệnh bài muốn chắp tay nhường cho rồi. Trần Vũ lòng còn sợ hãi, nhanh chóng rời khỏi. Kiến thức vân hải chân thực lực, Trần Vũ cảm nhận được áp lực thật lớn, muốn bước thiết tăng lên tu vi thực lực. Chạy nửa canh giờ, Trần Vũ tìm được một chỗ ẩn nấp thân núi kẽ hở. Nơi này không tệ, liền ở chỗ này, đem còn lại một cây ma linh độc tâm hoa phục dụng hấp thu đi. Trần Vũ vừa mới chuẩn bị tiến vào đi, veo, một đạo hồng sắc thân ảnh từ đó vọt mạnh mà ra, nhưng nhìn thấy Trần Vũ về sau, lập tức ngừng lại. Trần Vũ, Kim Trác Phong hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó hơi chút yên tâm điểm. Nếu như là học viện khác cường giả tìm tới nơi này, tình huống chỉ sợ liền phức tạp rồi. Kim học trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trần Vũ mỉm cười, hắn lại để cho Thiết Nguyệt Kỳ trùng siêu lấy ẩn nấp chi địa, trùng hợp phát hiện Kim Trác Phong, liền đã tới trần vũ nhìn lướt qua kim trác phong sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt trên người còn có vết máu xem ra bị lữ thu linh đuổi giết vô cùng thảm trần vũ người giết lữ trạch kim trác phong hỏi lữ trạch chết rồi trần vũ có chút kinh ngạc hắn lúc trước mặc dù đánh bại lữ trạch nhưng lại không giết hắn giờ phút này hắn xem như đã biết vì cái gì lữ thu linh nhìn thấy hắn hội xuống sát thủ nguyên lai lữ trạch chết rồi hắn không phải đuổi giết ngươi rồi sao ngươi không biết kim trác phong truy vấn không phải ta giết trần vũ khẳng định nói kim trác phong cũng là trên đường nghe nói lữ trạch chết rồi lúc ấy hắn bị hù không nhẹ lấy thực lực trần vũ làm sao có thể giết được lữ trạch hiện tại theo trần vũ nơi này biết được lữ trạch không phải trần vũ giết hắn mới cảm thấy so sánh bình thường kim học trưởng không ngại ta vào đi trần vũ bên cạnh hỏi vừa đi đi vào trong khe núi hẹp kế tiếp trần vũ bắt đầu sửa sang lại chiến lợi phẩm bá hắn đem bản thân theo chiêu bảo quy phần lưng có được đồ vật gì đó, từng cái xuất ra. Đây là U Hỏa Linh Chi, Bạch Nguyệt Linh Quang Thảo, Tam Diệp Nhật Dương Hoa, Ma Huyễn Tam Lăng Thảo. Kim Trác Phong lập tức trợn tròn mắt, Trần Vũ giờ phút này xuất ra mấy thứ chân tài, niên đại thấp nhất là 500, trong đó U Hỏa Linh Chi cùng Ma Huyễn Tam Lăng Thảo đạt đến 600 năm. Những chân này tài ngoại giới vốn là hiếm thấy, cực kỳ chân quý, hơn nữa cao như vậy niên đại, giá trị khó có thể đánh giá. Giờ phút này, Kim Trác Phong đều có loại giết người đoạt bảo xúc động. Nhưng hắn là cái tỉnh táo người thông minh, học đệ, những điều này đều là từ nơi nào được hay sao? Kim Trác Phong hỏi thăm nghe ngóng, ha ha, khi trước Chu Vũ Ninh cùng Lữ Thu Linh hai người đánh chính là khí thế ngất trời, ta liền đục nước béo cỏ, trộm đi rồi những vật này. Trần Vũ thập phần nói đơn giản rồi thoáng một phát, Kim Trác Phong trong lòng nhấc lên kinh lan, Trần Vũ lá gan có thể rất lớn, rõ ràng tại Chu Vũ Ninh cùng Lữ Thu Linh không coi vào đâu đục nước béo cỏ nó khiến Kim Trác Phong có chút kiêng kỵ, Trần Vũ phải chăng có cái gì cường đại át chủ bài. Xích viêm vương, giúp ta hộ pháp, ta muốn đột phá tiên thiên trung kỳ. Trần Vũ truyền âm nói, a à, ngươi bây giờ giống như không có nguy hiểm gì đi, bổn vương không có nghĩa vụ giúp ngươi. Xích viêm vương vẻ mặt cao ngạo cực tuyệt, ngươi ở nơi này bố trí một đạo công phạt chi trận bảo hộ ta, nếu là ta an toàn hơn nữa thành công đột phá tiên thiên trung kỳ, cái này gốc tam diệp nhật dương hoa, liền quay về ngươi. Trần Vũ xuất ra chân quý tài nguyên hấp dẫn xích viêm vương. Trùng thực lực của hắn đột phá tiên thiên trung kỳ, có chỗ tăng lên. Hắn tự nhiên sẽ yên tâm xích viêm vương tu vi, tăng lên một điểm. Tốt, bổn vương còn cần phía dưới vài cọng dược thảo, người giúp đỡ bổn vương lưu ý thoáng một phát. Xích viêm vương suy tư chớp mắt liền đã đáp ứng, sau đó truyền âm nói ra vài cọng dược liệu. Không có vấn đề, Trần Vũ lập tức đáp ứng, sau đó xuất ra một ít nguyên thạch cùng hỏa hạch, giao cho xích viêm vương làm xong toàn bộ cái này trần vũ liền khoanh chân ngồi xuống lấy ra một cây ma linh độc tâm hoa đem hắn ăn vào lập tức trần vũ cảm giác trong cơ thể một cổ bá đạo hùng hậu lực lượng ầm ầm tản ra trong người dạo chơi hắn lập tức vận chuyển ma văn chi khí tiếp dẫn dung hợp ma linh độc tâm hoa dược hiệu về phần cái kia chảy về phía trái tim độc tố hắn không có đi quản một bên khác kim trác phong cũng bắt đầu chữa thương nhưng ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng quan sát trần vũ sau nửa ngày sắc mặt Trần Vũ không có bất kỳ chấn động. Tiểu tử này đến cùng chuyện gì xảy ra, ăn hết ma linh độc tâm hoa, một chút việc đều không có. Kim Trác Phong nội tâm không nghĩ ra, ồ, cái này chỉ cổ thú tại hỏa cái gì đồ chơi. Kim Trác Phong liếc qua xích viêm vương, mắt lộ ra kỳ quang. Chỉ thấy xích viêm vương ngồi trồm hổm trên mặt đất, móng vuốt bên trên chấn động cái này kỳ dị hỏa diễm, trên mặt đất chậm chạp trèo từng đạo đường cong. Kim Trác Phong xem không hiểu xích viêm vương tại hỏa cái gì, lại có thể cảm giác cái kia từng đạo sợi văn bên trong, dường như ẩn chứa nào đó kỳ diệu áo lý, có đủ kỳ lạ lực lượng. Giờ khắc này, Kim Trác Phong cảm giác mình có phải hay không biến ngu xuẩn, hay vẫn là làm gì rồi. Hắn không chỉ có nhìn không thấu Trần Vũ, liền Trần Vũ bên người linh sủng đều hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng vào lúc này, thân thể Trần Vũ mặt ngoài, hiển hiện một tầng như ẩn như hiện ma văn. Một cố cường hãn bá đạo ma đạo khí tức, hiện ra kỳ lạ hoa văn, theo trên người Trần Vũ tán phát ra hắn là muốn trùng kích trung kỳ sao? Nhưng như vậy tưởng tượng, Kim Trác Phong sắc mặt khẽ giật mình, kẻ này trước mắt mới tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, thực lực liền cường đại đáng sợ, nếu là đột phá trung kỳ, đoán chừng có thể cùng ta chống lại rồi. Theo thời gian trôi qua, Trần Vũ bốn phía ma vụ càng thêm đậm đặc, dường như một tầng ma vân bao phủ phương viên vài chục trường. Ô ô, trong ma vân đen nhánh, truyền đến chấn nhiếp tâm hồn tiếng gầm gừ. Trước đó không lâu mới chuyển tu ma đạo, tiến giai trung kỳ thanh thế liền cường đại như thế, Hắn tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Kim Trác Phong nội tâm thất kinh, tình hình chung, tiến giai tiên thiên trung kỳ hợp lại không nên có lớn như vậy dị tượng. Và đang ở Trần Vũ bên cạnh Kim Trác Phong, càng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể Trần Vũ, cái kia bá đạo khôn cùng ma đạo lực lượng, mà ngay cả hắn đều toàn thân sợ hãi, tâm thần hồi hộp. Chương 333, liên thủ đối địch, tu vi Trần Vũ, sớm đã đạt đến tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, hắn có nắm chắc hấp thu cái này một cây ma linh độc tâm hoa dược lực liền có thể thuận lợi đột phá tiên thiên trung kỳ ăn vào chân tài vận chuyển thiên ma bí văn lục tâm pháp trong thân thể trần vũ ma văn chi khí chậm rãi hấp thu ma linh độc tâm hoa dược hiệu ông ông trong khí hải khổng lồ ma văn chi khí cùng chân sát chi khí nhanh chóng xoay tròn lấy trong thân thể tinh khí máu liên tục không ngừng dung nhập trong khí hải chuyển hóa làm chân khí chưa tới một canh giờ trong thân thể trần vũ chân khí đoàn gia tăng lên một vòng nhỏ cách đó không xa kim trác phong ánh mắt xéo qua, một mực dừng lại tại trên người Trần Vũ. Kẻ này bây giờ là bế quan trùng kích thời khắc mấu chốt, ta muốn hay không ra tay, đem diệt sát nó. Kim trác phong nội tâm suy tư, hơi có chút dẫy ruộng. Trần Vũ vừa rồi lấy ra một ít chân tài, giá trị liên thành, sau kim trác phong mới chỉ trước mắt tất cả thu hoạch, cũng cao hơn ra không ít. Nhưng đồng thời, kim trác phong cũng nghi hoặc cùng băn khoăn. Trần Vũ thật sự như vậy tín nhiệm ta, ngay tại bên cạnh ta đột phá, một điểm phòng bị đều không có. Kim Trác Phong trong nội tâm hỏi bản thân, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn lại một lần nữa bị Sích Viêm Vương hấp dẫn. Giờ phút này, Sích Viêm Vương đã bố trí xong một đạo công phạt chi trận. Trần Vũ phụ cận, vô số đường cong, cấu thành một bộ kỳ dị đồ án, bên trên nó có chút vị trí còn để đó một ít nguyên thạch cùng hỏa hạch. Một mắt nhìn đi, liền cảm giác bất phàm, đây là trận pháp hay vẫn là? Kim Trác Phong nội tâm nhấc lên sóng biển, một chỉ cổ thú, lại có thể biết bố trí trận pháp, này cũng quá quái dị đi. Hơn nữa, Trần Vũ bốn phía kỳ dị đường cong, làm cho Kim Trác Phong cảm nhận được một cỗ vô hình uy hiếp. Xem ra, Trần Vũ không phải là không có phòng bị, nếu ta giờ phút này động thủ, không biết hội có hậu quả gì không. Kim Trác Phong trong lòng sóng sợ cùng sát ý của hắn, chậm rãi bình phục lại. Không đến nửa ngày, trong thân thể Trần Vũ chân khí đoàn gia tăng lên một vòng lớn. Trong thân thể Trần Vũ tản mát ra ma ý kinh người, lấy hắn làm trung tâm ma vân dị tượng, dần dần giảm nhạt, cuối cùng tiêu tán. Hắn thành công rồi, Kim Trác Phong thầm than một tiếng, Trần Vũ mở mắt ra, nhiều ngụm chọc khí, tu vi đột phá đến tiên thiên trung kỳ, hắn từng cái phương diện đều có một ít tăng lên. Vốn là, Trần Vũ còn ý định phục dụng ma huyễn tam lăng thảo. Nhưng này chân tài niên đại rất cao, đoán chừng dược hiệu phi thường mãnh liệt, nếu không dùng nguyệt linh khoáng mẫu chân áp, có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Kim Trác Phong ở một bên, Trần Vũ tự nhiên không thể xuất ra Nguyệt Linh Khoáng Mẫu Bực này chân bảo. Cho nên, việc này trước hết đặt xuống, ngay sau đó, hắn vận chuyển Thiên Ma Bí Văn Lục Tâm Pháp, bắt đầu củng cố tu vi vừa đột phá. Nhưng và nhưng vào lúc này, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên rung động lắc lư, một cỗ hung lệ mùi huyết tinh áp bách mà đến. Không tốt, là Lữ Thu Linh, Kim Trác Phong lập tức nhảy dựng lên, lúc trước hắn là bị Lữ Thu Linh đuổi giết, mới rơi vào như này bộ dáng, nếu không có hắn vận dụng Át chủ bài, chỉ sợ cũng khó khăn lấy đào thoát. Mà giờ khắc này, thường thế hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, Lữ Thu Linh lại lần nữa đánh tới. Cẩn thận tưởng tượng, lúc này đây đưa tới Lữ Thu Linh đầu sỏ gây nên, hẳn là Trần Vũ. Kim học trưởng, không cần kinh hoàng. Trần Vũ nở nụ cười, không cần kinh hoàng. Kim Trác phong sắc mặt sướng sờ, chằm chằm vào Trần Vũ, giống như đang nhìn một cái kẻ ngu giống như. Lữ Thu Linh thế nhưng mà Thiên Tinh Học Viện bài danh đệ nhị cường giả, trong tay Linh sủng số lượng nhiều, toàn bộ xuất động, thậm chí có thể chống lại thiên tinh học viện thứ nhất đoạn Tân Nguyệt. Và Kim Trác Phong bản thân, còn có thương thế, không tại trạng thái toàn thịnh. Trần Vũ rõ ràng gọi hắn không cần kinh hoàng. Ha ha, không nghĩ tới hai người các người đều giấu ở chỗ này, vừa vặn, có thể đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Lữ Thu Linh cao ngạo thanh âm vang dội truyền vào trong tai Kim Trác Phong cùng Trần Vũ. Xuyên thấu qua khe núi hẹp, Kim Trác Phong xem đến tình huống bên ngoài. Lữ Thu Linh cưỡi tại hỏa mục cửa hổ trên người, bên cạnh có một đầu ngân giác tê nghiêu còn có một chỉ ong độc màu vàng đất ba con nhện nhện màu đen ồ nàng phi hành tòa kỵ đâu kim trác phong mặt lộ vẻ kinh ngạc lữ thu linh phi hành tòa kỵ là chủ yếu chiến lược một trong hơn nữa phi hành tòa kỵ có thể không chung phi hành nắm giữ quyền chủ động nhưng giờ phút này kim trác phong không thấy được lữ thu linh cái con kia phi hành tòa kỵ ha ha lữ thu linh không có phi hành tòa kỵ người còn muốn chúng ta một mẻ hốt gọn trần vũ cười to mà lên Lữ Thu Linh phi hành tỏa kỵ, tạm thời không cách nào tham chiến. Và Trần Vũ Tu Vi vừa có chỗ tăng lên, bên người còn có Kim Trác Phong, hai người liên thủ, không cần sợ hãi Lữ Thu Linh. Trần Vũ, người thương rồi của ta, Tiểu Thanh, ta nhất định phải đem người bầm thây vạn đoạn. Lữ Thu Linh gặp Trần Vũ ngông cuồng như thế, lửa giận trong lòng phun trào. Lữ Thu Linh phi hành tỏa kỵ, bị Trần Vũ làm bị thương rồi, cho nên mới không cách nào tham chiến. Kim Trác Phong hít một hơi hơi lạnh, mang theo vẻ không thể tin nhìn về phía Trần Vũ. Cái kia màu xanh thương ưng chiến lực, cùng lúc trước hắc thiết ma hạt vương là một cấp bậc. Trần Vũ vậy mà có thể gây tổn thương cho đến loại này khủng bố linh sùng, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Và những lời này hay vẫn là theo lữ thu linh trong miệng nói ra, làm cho Kim Trác Phong không thể không tin. Cho ta phá khai nơi này, lữ thu linh hạ đạt mệnh lệnh, giống, cái kia ngân giác tê nghiêu gầm nhẹ một thân, hai chân mãnh liệt đạp một cái, bùn đất cho bụi bạo lên nương theo lấy ầm ầm nổ mạnh ngân giác tê nghiêu mãnh liệt chạy băng băng đến nó trên mũi sừng tê giác ánh sáng màu bạc lưu chuyển va chạm mà đến mau tránh ra trần vũ kim trác phong hô cái này ngân giác tê nghiêu chiến lực cùng màu xanh thương ưng không kém bao nhiêu thân có thương thế kim trác phong cũng không có đem nắm đối phó cái này chỉ linh sùng ha ha kim học trường chúng ta vì sao phải trốn cái này chỉ ngân giác tê nghiêu không cần ngươi đối với phó ngươi chỉ cần hơi chút chuyển vài bước là được rồi đối với có chút bối rối kim trác phong trần vũ lộ ra thập phần bình tĩnh khóe miệng còn ôm lấy một vòng nhàn nhạt, nhạt vui vẻ chỉ cần chuyển vài bước kim trác phong mở to hai mắt nhìn trái tim mãnh liệt nhảy nhìn chằm chằm trần vũ chớp mắt giờ khắc này hắn hoàn toàn nhìn không thấu trần vũ nhưng không để cho hắn nghĩ nhiều ngân giác tê nghiêu đả kích đã đến gần kim trác phong lập tức hướng một bên thối lui xích phiêm vương xem ngươi rồi trần vũ truyền âm nói hừ xích phiêm vương ngửa đầu hư lạnh một tiếng, móng vuốt của hắn hiện ra ánh lửa, rơi vào sớm đã bố trí ra công phạt chi trận bên trên. Lập tức, trên mặt đất đồ án lập lè nổi lên cực nóng ánh lửa, bắn ra ra một cỗ cường hãn hỏa diễm lực lược, phụ cận nguyên khí đất trời đều run run mà lên. Oanh hô, trong công phạt chi trận, hỏa diễm ngưng tụ, bắn ra một đạo hỏa diễm cột sáng, thẳng tiến đánh ngân giác tê nghiêu. Cái này một đạo hỏa diễm cột sáng uy năng, bằng được cường giả quy nguyên cảnh một kích, khủng bố hỏa diễm lực lượng, đem ngân giác tê nghiêu đầu, đánh ra một cái đại lỗ thùng. Oanh phanh bồng, ngân giác tê nghiêu thân thể, hướng về sau bay ngược mấy mét xa, hung hăng rơi đập trên mặt đất, huyết dịch từ trong đầu tuôn ra mà ra. Hiện trường lập tức tĩnh lặng một mảnh, kim trác phong cùng lữ thu linh, nhất thời trừng lớn mắt con mắt, giống như chết lặng bình thường, sướng sờ, ngẩn người sướng sờ nằm im. Tiểu bạc, lữ thu linh phản ứng kịp, theo hỏa mục cửa hổ bên trên nhảy và xuống, đuổi tới ngân giác tê nghiêu bên cạnh. Mà giờ khắc này, Ngân giác tê nghiêu thân hình đã lạnh buốt xuống dưới, run rẩy rồi vài cái, liền triệt để nằm im rồi. Đây là vừa rồi cái con kia cổ thú trên mặt đất loạn bôi loạn hỏa. Lại có như này uy lực khủng bố, kim trác phong nuốt nhổ nước miếng, siêu y đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trái tim còn mạnh hơn liệt rung động. Nếu là vừa rồi hắn đối với Trần Vũ xuống sát thủ, chỉ sợ đã chết không có chỗ chôn rồi. Trần Vũ, ngươi thương của ta tiểu thanh, hiện tại lại giết của ta tiểu bạc, tội không thể tha thứ, Ta muốn đem thi thể của ngươi băm thành mảnh vỡ, để linh sủng của ta ăn." Lữ Thu Linh toàn bộ mặt đều lộ ra có chút vặn vẹo, nàng thân hình có chút run rẩy, bên ngoài thân màu xanh nhạt chân khí liên tục run run, nhấc lên một cỗ cuồng phong. "Kim Học trưởng, bây giờ Lữ Thu Linh mất đi hai đại chủ lực linh sủng trợ giúp, ta và ngươi liên thủ, đủ để đối phó nàng." Trần Vũ đối với Kim Trác Phong nói ra, "Thân là thuần thú sư, không có linh sủng, chiến lực đem giảm mạnh." Kim Trác Phong tỉnh táo lại, bên ngoài thân hiển hiện một tầng huyết sắc rung động, tản mát ra một cỗ mùi huyết tinh. Lúc trước hắn bị Lữ Thu Linh đuổi giết thảm như vậy, tự nhiên là nghĩ muốn báo thù. Lấy hắn thực lực bây giờ, đoán chừng đánh trả bại không được Lữ Thu Linh, nhưng tổng so chạy trốn muốn tốt nhiều lắm. Vèo, kim trác phong bay sông mà ra, huyết thương nơi tay, quét ra một tầng huyết sắc thương ảnh. Kim trác phong, người bây giờ còn có thương thế, liền tính toán ta không có cường lực linh sủng tương trợ, người cũng không phải là đối thủ của ta. Lữ Thu Linh trong tay xuất hiện một đầu màu nâu roi ra, mãnh liệt co lại, nhấc lên một tầng màu xanh gió lớn. Oanh phanh bồng, Kim Trác Phong cùng Lữ Thu Linh, mãnh liệt giao chiến cùng một chỗ. Cùng thời khắc đó, Lữ Thu Linh tất cả linh sủng, toàn bộ thẳng hướng Trần Vũ. Giết, Trần Vũ không sợ chút nào, lấy ra cự xích kiếm, nhấc lên một tầng sóng kiếm vải đen. Oanh phanh bồng, trầm trọng đáng sợ sóng kiếm vải đen, mãnh liệt quét mà ra, làm cho một chỉ ong độc màu vàng đất liên tục lui về phía sau. Loại độc phong này chính là tiên thiên đỉnh phong, am hiểu đả kích cùng tốc độ, lực phòng ngự hợp lại không được. Chạy đi đâu, Trần Vũ thi triển ma sát cuồng ảnh, bên ngoài thân sát phong gào rú, hắn hóa thành một đạo bóng hình đen nhánh, thẳng truy ong độc màu vàng đất. Kiếm sát điên cuồng chém, trên cự xích kiếm ngưng tụ ra một thanh ngưng thực sát khí chi kiếm, kiếm lớn điên cuồng vung chém mà ra, từng đạo kinh người kiếm sát phải đen, tung hoành tàn sát bừa bãi. Đối mặt như này điên cuồng đả kích, ong độc màu vàng đất lập tức rối loạn tâm thần, nó am hiểu tốc độ, liên tục tiến hành né tránh, nhưng cuối cùng có một hai đạo sát kiếm, lan đến gần trên người nó. Cùng lúc đó, trần vũ bốn phía, ba con nhền nhện màu đen, phân biệt phun ra nuốt vào ra một căn màu trắng nhền nhện sợi, quấn chặt lấy trần vũ hai chân cùng với cánh tay phải. Hưu, bị thương ong độc màu vàng đất, sơ lên dài nhỏ phong châm, mãnh liệt đâm về trần vũ, phảng phất muốn báo thù tựa như. Ha ha, các người quá coi thường ta, trần vũ không khỏi cười cười, ông hô, Trần Vũ bên ngoài thân đồng văn lập lòe, một tầng sáng chói ánh sáng đồng tách ra ra, thân thể của hắn trong nháy mắt tăng lớn, hóa thành một cái người khổng lồ Phật đồng. Băng két, ba căn tơ nhiệt, trong nháy mắt đứt gãy. Chết, Trần Vũ hai tay giơ kiếm, toàn lực chém ra một kiếm. Toàn lực thúc dục cự xích kiếm, đạt đến thượng phẩm vương cấp bảo khí uy lực. Oanh phanh, cái kia ong độc màu vàng đất không kịp rút lui, bị Trần Vũ một kiếm bổ trúng, mãnh liệt nhập vào lòng đất, nện ra một cái hố rộng một trường trần vũ bổ sung một kiếm đem ong độc màu vàng đất giết chết ha 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 trần vũ sướng cười một tiếng thẳng hướng mặt khác ba con nhện nhện màu đen Nhện nhện màu đen thực lực so sánh với ong độc màu vàng đất trên yếu nhược một bậc hơn nữa những con nhện này càng am hiểu cự ly xa chiến đấu trói buộc thủ đoạn mạnh hơn thủ đoạn công kích nếu là bị cận thân tức thì khó có thể phát huy ra nhiều ít thực lực trần vũ trong nháy mắt tiếp cận một chỉ nhện nhện màu đen cùng lúc đó dưới mặt đất hiện lên một đạo tối tăm ánh sáng màu lam sợi thiết nguyệt kỳ trùng mãnh liệt cắn hướng con nhện đen phần bụng đây là nhện nhện yếu ớt nhất bộ vị chết trần vũ cùng thiết nguyệt kỳ trùng phối hợp mấy hơi giữa chém giết một chỉ nhện nhện màu đen tăng thêm khi trước bị công phạt chi trận giết chết ngân giác tây nghiêu trần vũ lại liên tục giết chết lữ thu linh hai cái linh sùng trần vũ không xa xa lữ khinh linh phẫn nộ tiếng thét chói tai truyền đến chương 334, đuổi giết lữ thu linh trần vũ không xa xa lữ thu linh sự phẫn nộ tiếng thét chói tai truyền đến lữ thu linh mặc dù biết trần vũ tu vi có đột phá có thể ở trong mắt nàng tiên thiên trung kỳ căn bản không tính là cái gì căn bản không quan tâm há liêu trần vũ thực lực yêu nghiệt như thế phát huy ra thực lực cái nào có một chút như tiên thiên trung kỳ nàng phái ra bốn con tiên thiên đỉnh cấp những khác linh sủng vây giết trần vũ có thể trong nháy mắt trần vũ liền chém giết trong đó hai con chiếu khuynh hướng như thế còn lại hai con màu đen con nhện định cũng sống không được bao lâu thực lực của hắn càng có như thế đại tăng lên kim trác phong cũng chú ý tới trần vũ bên kia động tính không khỏi hấp một cái hơi lạnh kỳ thực trần vũ đột phá đến tiên thiên trung kỳ thực lực tăng cường cũng không lớn chỉ là hắn ở Lữ thu linh cùng kim trác phong trước chưa bao giờ toàn lực ra tay quá thôi không trần vũ liếc lữ thu linh một chút làm sao có khả năng đáp ứng đối phương phát thỉnh cầu trước lữ thu linh nhưng là đối với trần vũ hạ sát thủ tuy rằng trình độ nhất định là bởi vì Lữ Thu Linh lầm tưởng Trần Vũ là hại chết Lữ Trạch hung thủ. Khống, màu đen sát phong gào thét, Trần Vũ triển khai ma sát cuồng ảnh, hóa thành tối đen như mực tật phong, giết hướng về mặt khác một con màu đen con nhện. Cái kia màu đen con nhện thấy Trần Vũ lại đây, âm thanh tê kêu một tiếng, cả người tóc gáy dựng lên, lập tức đào tẩu. Trần Vũ, người dám, một bên khác, Lữ Thu Linh quát mắng một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, mấy trăm đạo cường hãn màu xanh bóng roi, vần quanh ở chung quanh nàng đem kim trác phong tạm thời bước lui, vèo lữ thu linh triển khai thân pháp thân hình loáng một cái vòng qua kim trác phong giết hướng về trần vũ nàng trước cho rằng chỉ cần mình ngăn cản kim trác phong một lúc chính mình linh sủng thì sẽ giết chết trần vũ nhưng không như mong muốn trần vũ thực lực vượt qua sự tưởng tượng của nàng đã như thế chỉ có thể nàng tự mình ra tay đối phó trần vũ thời khắc này kim trác phong lần thứ hai lộ ra trần trở về ta nếu là không ngăn trở Lữ Thu Linh, cái kia Trần Vũ đem đối mặt Lữ Thu Linh cùng hai con linh sủng vây giết, đem cửa tử cử nhất sinh. Kim Trác Phong nội tâm thầm nói, nhưng nghĩ tới trước Trần Vũ các loại biểu hiện, Kim Trác Phong lại có rất lớn lo lắng, vạn nhất Trần Vũ có biện pháp thoát thân đây. Bỗng nhiên, Kim Trác Phong nhìn thấy vừa nãy hắn cùng Trần Vũ bế quan nơi, xích viêm vương giờ khắc này liền nằm nhoài ở chỗ này diện, một bộ vô cùng tẻ nhạt tư thái, nhìn bên ngoài chiến đấu. Nghĩ đến xích viêm vương trước trên đất loạn đồ vẽ linh tinh, liền thuấn sát lữ thu linh ngân giác tê giác, kim trác phong cả người không khỏi một cái run rẩy Nhất thời, kim trác phong hành động lên, đuổi sát lữ thu linh. Kim trác phong, người nếu là không ngăn cản ta, người ta trước thù hận liền như vậy coi như thôi, sau đó ta sẽ lấy lễ cảm tạ. Lữ thu linh nhất thời quát lên, nàng tốc độ không giảm, ép thẳng tới Trần Vũ mà đi. Ta cùng Trần Vũ đều là không ma học viện, sao giúp người cái này ngoại viện. Kim Trác Phong đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, bong, xèo, Kim Trác Phong cầm trong tay trường thương màu đỏ ngòm vỗ mạnh một cái, trường thương bên trên sóng máu lăn lột, như một cái huyết long giống như, bay vọt ra, đâm thẳng Lữ Thu Linh. Đáng chết, Lữ Thu Linh cảm nhận được Kim Trác Phong công kích, trong lòng thầm mắng. Nàng không thể không tạm thời dừng lại, né tránh đòn đánh này. Đã như thế, Kim Trác Phong liền vì là Trần Vũ tranh thủ thời gian nhất định, chỉ ít, Lữ Thu Linh không thể nhanh như vậy liền tiếp cận Trần Vũ. Nhưng mà, Trần Vũ cử động, nhưng lệnh kim trác phong nhất thời há hốc mồm. Số đàn bà, muốn giết ta, Trần Vũ mắng to một tiếng, nhân cơ hội giết hướng về Lữ Thu Linh. Giờ khắc này, Lữ Thu Linh bởi vì né tránh kim trác phong công kích, thân hình dừng lại. Ong ong, Trần Vũ trong tay cựa thước kiếm, bên trên sát khí chi kiếm, ngưng tụ như thật, cũng không ngừng tăng trưởng. Một chiêu kiếm đâm mạnh mà ra, cự kiếm chưa lâm, bên trên sát khí chi kiếm, liền dẫn đầu nhảy vào Lữ Thu Linh tinh thần ý thức. Sau đó, một đạo hắc lân ánh kiếm phi đâm mà ra oanh ầm bồng bùn đất nổ tung bụi mù nổi lên bốn phía muốn chết nổ tung trung tâm lao ra một đạo bóng người màu vàng lữ thu linh thân là tuần thú sư sức mạnh tinh thần đạt đến quy nguyên cảnh cấp độ đối với sát khí chi kiếm tinh thần ảnh hưởng sức đề kháng cực cường bởi vậy trần vũ chiêu kiếm này liền đối với nàng tạo thành một ít nhẹ nhàng thương thế Vèo, lữ thu linh cấp tốc ép về phía trần vũ trong tay màu nâu roi ra vứt ra kéo lấy một đạo màu xanh nhạt sóng to oanh trần vũ đem cự thước kiếm thủ ở trước người lấy phòng thủ tư thái thân thể lui về phía sau một bên khác kim trác phong chạy tới bàn tay hắn rũi một cái cái kia cắm trên mặt rất trường thương màu đỏ ngòm run động đậy trở lại kim trác phong trong tay kim học trưởng chúng ta liên thủ trần vũ khẽ quát kim trác phong đến sau trần vũ biến thủ thành công trong tay cự thước kiếm lần thứ hai vung ra kiếm vỡ tinh vân trần vũ một chiêu kiếm mãnh đâm ra cự kiếm trên vần quanh sức mạnh nhất thời oanh nổ tung ra sản sinh một luồng u ám tinh vân nổ tung đoàn huyết thần thương kim trác phong vận chuyển huyết đạo chân khí đâm mạnh mà ra hình thành một đạo to lớn màu máu thương mang xuyên qua mà ra cốt lữ thu linh phát sinh sắc bén âm thanh màu nâu roi ra mãnh đánh mà đến kéo lấy nhảy một cái màu xanh tật phong ánh sáng oanh ầm bồng lữ thu linh cứng rắn chống đỡ hai người một đòn song phương thế lực ngang nhau thân là tuần thú sư có thể có sức chiến đấu như thế đã vô cùng khủng bố đòn đánh này so với vừa nãy càng mạnh hơn trần vũ trong lòng hơi kinh nàng vận dụng nửa bước chân nguyên kim trác phong thấp giọng nói tứ đại trong học viện phần lớn tiên thiên đỉnh cao thiên tài hầu như đều ngưng luyện ra chút ít nửa bước chân nguyên kim trác phong trước đây không lâu cũng ngưng luyện ra một ít nhưng đây là hắn lá bài tẩy một trong hắn sẽ không dễ dàng sử dụng nhưng vào lúc này phương xa hai con màu đen con nhện ở Lữ Thu Linh khống chế dưới, phụt lên ra hai cái màu trắng tơ nhện. Nhưng lần này, màu đen con nhện mục tiêu không phải Trần Vũ, mà là Kim Trác Phong. Chỉ cần đem Kim Trác Phong ngăn cản chốc lát, ta liền có thể giết chết Trần Vũ. Lữ Thu Linh trong lòng thầm nói, đây chính là nàng bây giờ dự định. Celsius, Kim Trác Phong ánh mắt ngưng lại, huyết thương liền quét hai lần, đem hai cái tơ nhện phá diệt. Nhận lấy cái chết, Trần Vũ, Lữ Thu Linh nhân cơ hội này, đối với Trần Vũ phát động đánh mạnh bạch một đạo màu xanh bóng roi nhanh chóng suy đến uy năng quá mức bình thường lữ thu linh đối với trần vũ sát ý ngập trời đối phó một cái tiên thiên trung kỳ người tu hành nàng đòn đánh này cũng vận dụng nửa bước chân nguyên cẩn thận trần vũ kim trác phong không khỏi kinh ngạc thốt lên ầm uhm, kim trác phong lập tức vận chuyển bộ phận nửa bước chân nguyên một thương quét tới nhưng mà hắn giờ khắc này trợ giúp có vẻ hơi chậm bông kim trác phong một thương không có đỡ lữ thu linh này nói bóng roi chỉ là làm uy năng cắt giảm mấy phần. Vèo, cái kia ánh sáng màu xanh tật phong bóng roi, lờ mờ mấy phần, kế tục đánh hướng về Trần Vũ. Coi như lữ thu linh đòn đánh này, bị suy yếu 6 phần 10, nhưng vận dụng nửa bước chân nguyên, đòn đánh này uy năng như trước vô cùng cường. Đã như vậy, ta liền không giấu rốt, Trần Vũ sắc mặt ngưng lại, trong đôi mắt hắc quang lưu chuyển, tỏa ra một luồng kinh người ma đạo khí tức. Vù, Trần Vũ bên ngoài thân đồng xá lạn ánh sáng thu lại, thay vào đó chính là một tầng đen thui ánh sáng lộng lẫy. Ma văn khí điều động mà ra, Trần Vũ trong tay cự thước kiếm đột nhiên vung ra. Oanh ầm, một đạo cuồng bạo ma văn kiếm lan, gào thét mà ra, va chạm ở đạo kia ánh sáng màu xanh bóng roi bên trên. Ma đạo chân khí, Kim Trác Phong nhìn giờ khắc này Trần Vũ, nội tâm nhấc lên kinh lan. Khi hắn biết Trần Vũ chuyển tu ma đạo sau, trong lòng liền vẫn có nghi vấn, vì sao Trần Vũ cho tới nay cũng không sử dụng ma đạo sức mạnh. Vừa mới bắt đầu, Kim Trác Phong cho rằng, Trần Vũ vừa mới chuyển tu ma đạo, mà đạo lực lượng còn xa không sánh được sát đạo lực lượng. Giờ khắc này, hắn mới rõ ràng, ma đạo sức mạnh là Trần Vũ lá bài tẩy, hắn cho tới nay đều ẩn giấu đi thực lực, giả làm heo ăn thịt hổ. Một bên khác, Lữ Thu Linh hoàn toàn ngây người, đây là ma đạo sức mạnh, nàng làm sao cũng không ngờ tới, Trần Vũ trong cơ thể lại còn cất giấu một cỗ khác sức mạnh cường hãn. Bong, nàng màu nâu roi ra bị đánh bay, một phần kiếm khí lan đến gần Lữ Thu Linh trên người, đem oanh lùi lại mấy bước. Trên, Trần Vũ khẽ quát một tiếng, lần thứ hai vung ra một chiêu kiếm. Kim Trác Phong lập tức phản ứng lại, trường thương liên tục đâm ra. Thời khắc này, vận dụng ma đạo sức mạnh Trần Vũ cùng Kim Trác Phong liên thủ. Mà Lữ Thu Linh chỉ còn dư lại hai con con nhện linh sủng, đối với cục diện chiến đấu không ảnh hưởng nhiều lắm. Oanh ầm bồng, song phương giao chiến chốc lát, Lữ Thu Linh thân hình bay ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đáng chết, này Trần Vũ dĩ nhiên ẩn giấu thực lực. Lữ Thu Linh thuận thế đào tẩu, đem khóe miệng huyết dịch lau chùi sạch sẽ. Giờ khắc này nàng đã biết, chính mình rất khó đánh giết Trần Vũ, mà lại Trần Vũ cùng Kim Trác Phong liên thủ, thậm chí có thể đánh giết nàng. Kim Học trưởng, truy. Được, Kim Trác Phong khóe miệng nở nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới, trận chiến này lại có thể đánh bại Lữ Thu Linh. Trước Lữ Thu Linh truy sát hắn, suýt chút nữa lệnh Kim Trác Phong chết giờ khắc này hắn sao lại liền như thế buông tha lữ thu linh? vèo vèo hai người hết tốc lực đuổi theo ra, đột phá tiên thiên trung kỳ sau trần vũ khắp mọi mặt đều có tăng lên giờ khắc này toàn lực triển khai thân pháp cùng kim trác phong không phân cao thấp nhưng lữ thu linh tốc độ cũng không chậm chạy trốn lữ thu linh lấy ra vẫn cây sáo không ngắt âm ra một đoạn kỳ quái âm nhạc khúc mỗi một khắc trong rừng cây bỗng nhiên lao ra hai con yêu thú như phát điên công hướng về kim trác phong cùng trần vũ nữ tử này đang lợi dụng phụ cận yêu thú ngăn cản chúng ta. Kim Trác Phong sắc mặt âm trầm, hai con yêu thú thực lực cũng không mạnh, bị Trần Vũ cùng Kim Trác Phong trong nháy mắt giải quyết. Nhìn dáng dấp, lữ thu linh phương thức này chỉ có thể khống chế tu vi thấp hơn, khó có thể khống chế cùng đẳng cấp mạnh mẽ yêu thú. Bất quá, điều này cũng đối với Kim Trác Phong cùng Trần Vũ tạo thành một ít ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy, khó có thể đuổi theo, Kim Trác Phong thầm than một tiếng, nhưng vào lúc này, Trần Vũ lấy ra một cái màu đen cây lao. Thùng thùng, tung tung tung, trái tim bỗng nhiên bạo phát, Trần Vũ trong tay cây lao đột nhiên ném mạnh mà ra. Xeo xì, màu đen cây lao tha ra từng tầng từng tầng đen thui bóng thương, bả vai hiện ra một vệt màu vàng sậm phong mang, phi đâm mà ra. Bởi vì sau lưng bỗng nhiên tập kích, Lữ Thu Linh phản ứng muốn chậm một phần. Cây lao, Lữ Thu Linh lực lượng tinh thần mạnh mẽ, lập tức né tránh, cái kia màu đen cây lao kéo lấy trầm trọng sát khí bão táp, từ nàng bên cạnh lướt qua mà qua, đưa nàng trong tay áo quần áo lôi kéo đi, một luồng hàn mang, xẹt qua làn da của nàng, lưu lại vài đạo màu hồng vết thương. Dừng lại một sát sau, Lữ Thu Linh lần thứ hai đào tẩu. Trần Vũ kế tục đuổi theo ra, lấy đi cây lao. Đây là Trần Vũ còn lại cuối cùng một nhánh cây lao, phải tiết kiệm sử dụng. Truy đuổi trên đường, Trần Vũ không ngừng ném mạnh cây lao, đối với Lữ Thu Linh tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Trên một sườn núi, hai đội nhân mã chính chém giết cùng nhau. Bỗng nhiên, Lữ Thu Linh từ một bên chạy vội mà qua. Lữ Thu Linh thân là thiên tinh học viện người thứ hai, uy danh vang dội, sự xuất hiện của nàng, khiến cho không ít người run rẩy run, cho rằng tai vạ đến nơi. Nhưng sau một khắc, bọn họ nhìn rõ ràng Lữ Thu Linh tình huống, nàng kiều tóc ngổn ngang, sắc mặt có chút chật vật, quần áo trên người thêm ra phá nát, hai cái tay áo cũng không thấy, lộ ra trắng noãn như ngọc hảo cánh tay. Thiên tinh học viện xếp hàng thứ hai Lữ Thu Linh, tựa hồ đang bị người đuổi giết. Sau đó, Kim Trác Phong cùng Trần Vũ, ánh vào mọi người tầm nhìn bên trong. Là Kim Trác Phong cùng Trần Vũ, Kim Trác Phong ở không ma học viện xếp hạng mới đệ tứ, mà Trần Vũ chỉ là một cái tiên tiên trung kỳ, hai người bọn họ làm sao có khả năng đem Lữ Thu Linh bức thành này tấm hình dạng. chương 335, Thu hoạch Kinh Người, Trần Học Đệ, hay là thôi đi, nếu là gặp phải thiên tinh học viện cái khác cường giả, tình huống liền không ổn rồi. Trên đường đuổi giết, Kim Trác Phong khuyên, chỗ này bí cảnh không gian không coi là nhỏ, nhưng cũng không lớn. Duy trì đuổi giết, nhất định sẽ đụng phải mặt khác đội ngũ. Nếu là gặp phải thiên kiếm học viện hoặc là vân dương học viện người, đối phương khả năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Gặp phải thiên tinh học viện đội ngũ, tức thì bây giờ đuổi giết cục diện, có thể sẽ trái lại. Cho nên, Kim Trác Phong không đề nghị đuổi giết thời gian dài. Vào thời khắc này, Trần Vũ lần nữa cây lao đen nhánh trong tay, ném mà ra. Hưu suy, cây lao đen nhánh buông thóng chuyển động một tầng tối om thương ảnh, nhanh chóng xỏ xuyên qua mà đi. Phốc, cây lao theo Lữ Thu Linh trên vai xuyên qua, máu tươi tung tóe ra, nương theo lấy Lữ Thu Linh kêu thảm thiết. Tốt, Kim Trác Phong không khỏi vỗ tay bảo hay. Trần Vũ lúc này đây ném, xa không bằng trước đối mặt mấy lần, nhưng lại là tổn thương Lữ Thu Linh nặng nhất một lần. Dù sao Lữ Thu Linh đối mặt đuổi giết, tâm tình không cách nào bình tĩnh, và nàng thời thời khắc khắc đều cảnh giác sau lưng cây lao, trạng thái tinh thần lại càng dễ mỏi mệt. Cứ thế mãi, nàng trạng thái trực tiếp rất xuống hơi không lưu ý, Trần Vũ cây lao liền làm bị thương nàng. Bị cây lao làm bị thương, Lữ Thu Linh ăn vào một hạt đan dược, nhanh chóng đứng lên, tiếp tục trốn chạy để khỏi chết. Trong một cái rừng trúc, hai đội nhân mã cùng vô số màu xanh rắn nhỏ, chém giết cùng một chỗ. Trong đó một đội người dùng vô ma học viện làm chủ, cầm đầu nữ tử một thân áo trắng, tóc đen như thác nước, tại đây trong rừng trúc xanh qua lại phất phới, như là mỹ nhân trong tranh vẽ vần thơ. Người này đúng là vô ma học viện đệ nhất mỹ nữ, Thượng Hàm. Trong đó bị tư đồ lân ngọc đánh bại, đến tiếp sau lại khiêu chiến Trần Vũ lần nữa thất bại vu hồng, cũng ở đây trong đội ngũ. Mà đổi thành một đội nhân mã, thì là thiên tinh học viện, người cầm đầu là một gã thanh niên mặc áo đen, hắn làn da trắng nón, mặt như ôn ngọc, thập phần tuấn mỹ. Trừ lần đó ra, còn có một gã thanh niên mặc áo đen, đúng là trong xích thổ bí cảnh, bị Trần Vũ hố qua phó gia thiên tài, phó Bắc Linh. Nhưng vào lúc này, ngoài rừng trúc truyền đến một hồi nữ tử kêu thảm thiết tri âm. Hai đội nhân mã không khỏi nhìn lại, thu linh, cái kia thanh niên mặc áo đen ánh mắt cả kinh, lập tức kêu lên. Trong học viện, nàng thập phần ngưỡng mộ lữ thu linh, nếu không là hắn thực lực không bằng lữ thu linh, nói không chừng đã bắt đầu truy cầu đối phương. Thiên tinh học viện bài danh đệ nhị lữ thu linh, trong đội ngũ vô ma học viện, không ít người toàn thân run lên, không khỏi mạnh run rồi thoáng một phát. Nếu là Lữ Thu Linh đến nơi này, Bọn hắn cái đó hay vẫn là Thiên Tinh Học viện đội ngũ đối thủ. Nhưng nhìn kỹ, ngoài rừng trúc Lữ Thu Linh là té ngã trên đất, nàng thập phần chật vật, một đầu trên cánh tay lộ vẻ máu tươi. Đến tột cùng là ai đem Lữ Thu Linh bước đến loại tình trạng này, Vu Hồng trong lòng sóng biển quay cuồng, không khỏi lui ra phía sau một ít, hướng ngoài rừng trúc nhìn lại. Giờ khắc này, hai chi đội ngũ cái đó còn có tâm tư đối phó trong rừng trúc rắn lục. Nếu là bên ngoài đến rồi một gã thực lực siêu cường đệ tử, nơi này trong thế cục có thể bị cải biến. Trước mặt mọi người người nhìn chăm chú đi qua thời điểm. Vèo, vèo, hai đạo nhân ảnh đi vào Lữ Thu Linh trước người, Kim học trưởng còn có Trần Vũ. Vu Hồng lập tức kêu lên, không nghĩ tới đem Lữ Thu Linh đuổi giết thành như vậy, dĩ nhiên là học viên vô ma học viện, như vậy liền không cần lo lắng cái gì. Nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, dùng Kim học trưởng thực lực lại thêm bên trên Trần Vũ, cũng xa không phải Lữ Thu Linh đối thủ đi. Trần Vũ, thượng hàm ánh mắt chăm chú, sắc mặt âm trầm xuống nàng vốn tưởng rằng trần vũ gây thù hằn nhiều như vậy đã đến trong bí cảnh nói không chừng sớm chết rồi nhưng mà trần vũ không chỉ có sống phải hảo hảo lại vẫn cùng kim trác phong cùng một chỗ đuổi giết thiên tinh học viện bài danh đệ nhị lữ thu linh muốn biết đến lữ thu linh linh sủng nếu là toàn bộ xuất động thậm chí có thể chống lại đoạn tân nguyệt lữ thu linh đem lệnh bài đều giao ra đây đi trần vũ âm thanh lạnh lùng nói veo trong rừng trúc xông ra một đội nhân mã Đúng là Thiên Tinh Học viện đội ngũ. Thu Linh học tỷ, cầm đầu thanh niên mặc áo đen nhìn thấy Lữ Thu Linh về sau, vẻ mặt vẻ phẫn nộ, quát to các ngươi nếu dám tổn thương Thu Linh tỷ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Phó Bắc Linh nhìn về phía Trần Vũ, sinh ra một cỗ chiến ý. Hai người tại Xích Thổ Bí cảnh mặc dù hợp tác qua, nhưng quan hệ lại càng không tốt. Huống chi giờ phút này hắn cùng với Trần Vũ đang ở bất đồng học viện, đứng tại mặt đối địch. Nhưng vào lúc này Cô ma học viện đội ngũ cũng đi ra. Trần Vũ cùng Kim Trác Phong hơi chút yên tâm, quản đều không có quản thanh niên mặc áo đen, ánh mắt chằm chằm vào Lữ Thu Linh. Ta nếu không giao đâu? Lữ Thu Linh hừ lạnh một tiếng, thập phần lãnh ngạo nói: các người còn dám giết ta hay sao? Trần Vũ lập tức có chút tức giận, những có này bối cảnh thiên tài chính là không đồng nhất, đã thành rồi bại tướng dưới tay, còn ngung cuồng như thế. Nhưng mà Lữ trạch bởi vì Trần Vũ mà chết, như Trần Vũ lại giết Lữ Thu Linh. Lữ gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ngươi nói cũng đúng, ta còn thật không dám giết ngươi." Trần Vũ lộ ra một tia nghiền ngẫm nét tươi cười, nói tiếp, "Nhưng ngoại trừ không dám giết ngươi, chuyện khác ta cũng dám làm." "Ngươi?" Lữ Thu Linh ánh mắt sững sờ, chợt vẻ mặt phẫn hận, tức nói không ra lời. "Ta đã từng săn giết một gã độc đạo người tu hành, theo chỗ của hắn đạt được rất nhiều độc phấn dược hoàn, cụ thể dược hiệu ta cũng không rõ ràng lắm, không bằng mượn ngươi tới thử xem độc đi." Trần Vũ nhếch miệng cười nói nói xong theo trong túi chữ vật xuất ra 10 cái bình nhỏ. Ngươi dám, Lữ Thu Linh lập tức giận giữ mắng mỏ, thử độc, độc dược thiên kỳ bách quái, có thậm chí làm cho người thống khổ, sống không bằng chết. Đúng rồi, ta nhớ được trong lúc này còn có thuốc, tình dược, người muốn hay không thử một lần. Trần Vũ lộ làm ra một bộ hơi có vẻ hèn mọn bị ổi cười xấu xa. Nghe được Trần Vũ những lời này, phụ cận không ít người đều vẻ mặt khinh bỉ, nhưng đại đa số nam đệ tử trong lòng ngược lại thập phần chờ mong. Ngươi, Lữ Thu Linh xấu hổ và giận dữ cực điểm, đôi má đỏ bừng. Nếu là phục dụng loại thuốc này, nàng khó có thể tưởng tượng bản thân sẽ biến thành cái dạng gì, thậm chí kìm lòng không được, không tự chủ được cởi sạch quần áo cũng có thể. Người cần phải hiểu rõ rồi. Sắc mặt Trần Vũ bỗng nhiên lạnh nhất, hợp lại mở ra một cái bình ngọc cái nắp. Chậm rãi, lệnh bài ta đều cho các ngươi. Lữ Thu Linh là thật sợ, nàng gắt gao chầm chầm vào Trần Vũ, hận không thể đem hắn phanh thây xé xác, có thể giờ phút này nàng lại thập phần sợ hãi Trần Vũ. Nếu Trần Vũ thật đem những thuốc kia cho nàng ăn hết, đằng sau tình huống, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật nhiêu, vậy mà lại để cho Lữ Thu Linh đi vào khuôn khổ. Vu Hồng trong nội tâm đối với Trần Vũ thập phần khâm phục. Ngay sau đó, Lữ Thu Linh đang tại mặt của mọi người, xuất ra một đống lệnh bài. Không tệ lắm, hơn 100 tấm lệnh bài. Vẻ mặt Trần Vũ vui vẻ, chính hắn cũng không có tận lực đi thu thập lệnh bài, mới chỉ trước mắt chỉ có 12 khối. Lữ thu linh thân là thuần thú sư, thực lực cường đại, cũng am hiểu phát hiện trốn ẩn núp đi địch nhân, vừa mới bắt đầu bốn phía siêu tập lệnh bài, bởi vậy mới có nhiều như vậy. Ta hoài nghi người còn tư tàng rồi lệnh bài, đem túi chữ vật lấy cho ta xem một chút. Ánh mắt trần vũ chăm chú, lần nữa nhìn về phía lữ thu linh. Lữ thu linh vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, trần vũ liền đem chai thuốc đưa tới. Cho, lữ thu linh tức giận đem túi chữ vật sao ra. Hừ, quả nhiên còn ẩn giấu lệnh bài, ồ, bên trong cũng không có thiếu thứ đồ vật, ta cùng kim học trưởng đuổi ngươi lâu như vậy, tựu xem như đền bù tổn thất đi. Trần Vũ không chút khách khí lấy đi tất cả lệnh bài, hợp lại lấy đi một ít chân tài, khoáng thạch. Ở trong đó, Lữ Thu Linh tại chiêu bảo quy trên người lấy được tài nguyên, bị Trần Vũ toàn bộ lấy ra. Sau đó, hắn đem túi chữ vật ném cho Lữ Thu Linh. Thu Linh học tỷ, người không sao chớ, thiên tinh học viện đội ngũ lập tức đi qua, không có việc gì, Lữ Thu Linh sắc mặt âm trầm, ăn vào mấy hạt đan dược, tại thanh niên mặc áo đen bọn người bảo hộ bên trong chữa thương. "Kim học trưởng, lúc này đây thu hoạch của ngươi rất phong phú a." À. Thượng Hàm lập tức bu lại, lộ ra cao quý nụ cười yêu nhã. Lữ Khinh Linh trong tay, lệnh bài cùng sở hữu 156 khối, trừ lần đó ra, còn có vài cọng ngoại giới hi hữu hiếm thấy chân quý tài nguyên, luyện chế cực phẩm bảo khí chân khoáng. Như này phong phú thu hoạch, nàng nếu có thể phân một ít thì tốt rồi. Ân kim trác phong nhẹ gật đầu hợp lại không nói chuyện gặp kim trác phong không để ý thượng hàm có chút tức giận giờ phút này trần vũ cùng kim trác phong bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm học trường ta sáu người bốn không có vấn đề đi trần vũ không chút khách khí mở miệng không có vấn đề dù sao trần học đệ xuất lực tương đối nhiều kim trác phong một lời đáp ứng từ đầu đến cuối kim trác phong cũng chính là kiềm chế lữ thu linh cống hiến cũng không lớn khách quan chi Trần Vũ nhiều lần thay đổi tình hình chiến đấu. Nhưng mà, kế tiếp trong phân phối, Trần Vũ lại đưa ra các loại yêu cầu. Đối với cái này, Kim Trác Phong đã có chuẩn bị tâm lý, miễn cưỡng gật đầu đã đáp ứng. 156 tấm lệnh bài, Trần Vũ đã nhận được 90 khối. Một bên, Thượng Hàm bọn người xem trợn mắt há hốc mồm. Trần Vũ cùng Kim Trác Phong trong phân phối lợi ích, Trần Vũ ít nhất cầm bảy thành. Theo lý thuyết, Trần Vũ cùng Kim Trác Phong liên thủ đối phó Lữ Thu Linh, chủ lực nhất định là Kim Trác Phong, hắn cũng nhất định là suất lực lớn nhất. Nhưng cuối cùng trong phân phối chiến lợi phẩm, Kim Trác Phong thu hoạch, còn không có Trần Vũ một nửa. Mấu chốt là, Kim Trác Phong không có phản bác, nghi vấn. Mọi người tại đây ngoại trừ Lữ Thu Linh, những người còn lại đều xem có chút hồ đồ, trong nháy mắt cảm thấy Trần Vũ có chút nhìn không thấu, sâu không lường được. Nhất định là ỷ vào phó viện trưởng cái này sư tôn. Thượng Hàm nội tâm nói thầm, bây giờ, trong tay của ta tổng cộng có 102 tấm lệnh bài rồi. Trần Vũ tính toán một cái, thông qua khâu một khẳng định không có vấn đề, nhưng muốn tranh đoạt 10 hạng đầu còn xa xa không đủ. Càng đi về phía sau, lệnh bài lại càng khó đạt được, đại bộ phận lệnh bài gần như đều tập trung ở trong tay cường giả cao cấp nhất. Các ngươi ở chỗ này phát hiện cái gì sao? Trần Vũ hỏi, thượng hàm sắc mặt lãnh đạm, không có trả lời, ngược lại là Vu Hồng, chủ động tiến lên nói ra, chúng ta trong này phát hiện rất nhiều kịch độc chân tài nhưng những chân này tài bên ngoài, có một ổ rắn lục yêu thú. Bên trong tranh đoạt danh ngạch, Phù Hồng bức bách bị La Hạo Thiên cưỡng bức khiêu chiến Trần Vũ, cuối cùng thất bại. Giờ phút này, hắn cảm giác Trần Vũ phi phàm chỗ, càng là nghĩ nịnh nọt Trần Vũ, bổ cứu bản thân khi trước khuyết điểm. Kế tiếp, Trần Vũ cùng Kim Trác Phong tạm thời gia nhập thượng hàm đội ngũ, hướng trong rừng trúc xuất phát. Bên kia, Lữ Thu Linh thương thế cơ bản khôi phục, gia nhập thanh niên mặc áo đen đội ngũ, cũng tham dự đến cái này một chỗ trong tranh đoạt tài nguyên. Tam đại cường giả gia nhập, khiến cho trong rừng trúc rắn lục, rất nhanh bị tiếu giết hết tất. Hai chi đội ngũ chia đều tài nguyên nơi đây, sau đó, vô ma học viện đội ngũ, bên trong phân phối lấy được tài nguyên. Trong đó, Kim Trác Phong chủ động đem đầu lớn tặng cho Trần Vũ. Một màn này, khiến cho chúng đệ tử vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó, Trần Vũ rời khỏi thượng hàm đội ngũ, lựa chọn tạm thời bế quan trong chốc lát, hắn vừa đột phá tiên thiên trung kỳ, còn chưa tới kịp củng cố cùng lữ thu linh trong chiến đấu cũng có không ít tâm đắc trần học đệ ta thay người trấn quan và ta khi trước thương thế cũng vì hoàn toàn khôi phục cần phải tính dưỡng chữa thương giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau kim trác phong chủ động đưa ra tiếp tục cùng trần vũ tổ đội thương thế của hắn hoàn toàn chính xác chưa xong toàn bộ khôi phục phía sau lại trải qua liên tục đại chiến giờ phút này cần phải tính dưỡng chữa thương sau đó hai người tìm chỗ ẩn nấp sơn động bắt đầu bế quan thoáng trước mắt, 10 ngày đi qua, trong sơn động, Trần Vũ bên ngoài thân ma đạo chân khí, chậm rãi thu lại. Nhưng vào lúc này, một đạo màu trắng hư quang, bỗng nhiên bay tới trước mặt Trần Vũ, sau đó liền không nhúc nhích rồi. Đưa tin phù, Trần Vũ chầm chầm lên trước mắt một đạo ánh trắng, vươn tay ra. Hắn trong tay mình cũng có một chương đưa tin phù, là viên thần giao cho hắn, cùng trước mắt cái này một đạo ánh trắng bên trong lá bùa, không kém bao nhiêu. chương 336, Viện trợ viên thần, sư tôn dịch lan thiên đưa cho đưa tin phù chỉ có thể lại để cho trần vũ cùng viên thần lúc này giúp nhau liên hệ cho nên cái này một miếng bay đến trước mặt trần vũ đưa tin phù nhất định là viên thần phát ra dịch lan thiên ý định ban đầu là trần vũ nếu là gặp phải nguy hiểm có thể hướng viên thần cầu cứu nhưng mà trần vũ một mực không dùng cái kia miếng đưa tin phù ngược lại là sư huynh của hắn viên thần sử dụng đưa tin phù sư huynh có chuyện gì nói với ta sao trần vũ thò tay chạm đến lơ lửng ở trước mắt một đạo ánh trắng trong nháy mắt một cỗ tin tức tuôn ra nhập tầng mặt tinh thần ý thức của trần vũ trong cái đoạn tin tức này có đơn giản mấy chữ còn có một bộ giản lược bản đồ địa hình không tốt sư huynh gặp phải phiền toái trần vũ chân mày cao lại hắn vốn là còn nghĩ đến nếu là có thể cùng viên thần cùng một chỗ ở chỗ này mới có thể hòa làm phong sinh thủy khởi thu thập lệnh bài tốc độ cũng muốn nhanh rất nhiều lại không nghĩ rằng viên thần phát tới đưa tin phù lại là cầu cứu viên thần lại để cho Trần Vũ tụ tập vài tên vô ma học viện cường giả, đuổi tới là một loại địa điểm đi chợ giúp hắn. Làm sao vậy, Trần học đệ, Kim Trác Phong tự nhiên cũng phát giác được truyền tin phù, mắt nhìn Trần Vũ biểu lộ về sau, không khỏi hỏi. Viên thần sư huynh gặp phiền toái, để cho ta dẫn đầu vài tên học viên vô ma học viện tiến đến chợ giúp. Trần Vũ chân thật nói ra, hắn nếu như đi chợ giúp, tìm cái thứ nhất cùng viện đệ tử, nhất định là Kim Trác Phong rồi. Nghe xong chuyện đó, Kim Trác Phong hơi có trần chờ, liền viên thần đều không thể ứng phó sự tình, khẳng định không tầm thường. Nhưng nếu có thể thành công đến giúp viên thần, chỗ tốt cũng hẳn là không thiếu được. Kim học trưởng, chúng ta lên đường đi. Trần Vũ đứng lên, đi thôi, Kim Trác Phong không có cự tuyệt, ý định đi chợ giúp viên thần. Đầu tiên, bọn hắn bản chính là một cái học viện, nếu là cự tuyệt, truyền đi cũng không dễ nghe. Tiếp theo, hắn đối với viên thần người này cực kỳ hiểu rõ, nếu là giúp hắn mà nói, viên thần nhất định sẽ báo đáp và khi trước kim trác phong đạt được không ít lữ thu linh trên người chân tài giờ phút này thương thế không chỉ có hoàn toàn khôi phục thực lực còn không nhỏ tăng lên nhiều ngưng luyện ra không ít nửa bước chân nguyên trần vũ tại trong bí cảnh cũng ngây người nhiều ngày như vậy đi qua địa phương không ít hắn và kim trác phong đem trong trí nhớ địa hình tổng hợp lại đại khái bên trên liền xác định viên thần bây giờ vị trí bởi vì khoảng cách khá xa hai người lập tức xuất phát hành tẩu không bao lâu Hai người gặp phải một chi bốn người tiểu đội, dùng tư đồ lân ngọc cầm đầu, nhiếp tuyển cũng ở trong đó, hai người khác thì là ngoại viện cường giả đỉnh tiêm. Tư đồ huynh, giúp ta một cái bể bộn, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Trần Vũ chủ động hướng tư đồ lân ngọc phát ra mời. Bọn hắn thời gian đang gấp, kế tiếp còn có thể không đụng phải vô ma học viện đội ngũ, là cái ẩn số không biết. Mà ở Trần Vũ xem ra, tư đồ lân ngọc người này thật không đơn giản, thực lực siêu phàm nhưng hai người quan hệ cùng lúc không thế nào tốt, cho nên Trần Vũ hứa dùng lợi lớn. Tốt, tư đồ lân ngọc cùng nhiếp viền thoáng câu thông thoáng một phát, liền đã đáp ứng. Bôn tẩu một lúc lâu sau, Trần Vũ một đoàn người bắt đầu tiếp cận viên thần đưa cho mục tiêu điểm. Nhưng là không có thể bảo chứng, viên thần giờ phút này còn ở đó hay không nơi này. Chính là phía trước cái sông kia, rất xa, Trần Vũ nhìn thấy một đầu rộng thùng thình dòng sông, trong đó đục ngầu nước sông, tùy ý lao nhanh lấy lợi dụng thiết nguyệt kỳ trùng tại bốn phía dò xét thoáng một phát cũng không phát hiện những bóng người khác trần vũ một người dựa vào gần dòng sông nhảy vào đi vào băng trần vũ tại đáy sông phát hiện một khối cực lớn tường băng sư đệ trong tường băng xuất hiện một cái mơ hồ bóng người cùng lúc truyền ra viên thần thanh âm trong đáy sông sư huynh đệ gặp nhau sư huynh người bị thương trần vũ phát hiện viên thần khí sắc cũng không tốt ân ta bị ân thành trang cầm đầu một chi đội ngũ đánh lén bị thụ chút ít tổn thương. Viên thần thở dài một tiếng, ân thành trang, Trần Vũ nhớ tới trước thi đấu, Vân Dương học viện bài danh thứ ba ân thành trang liền chủ động khiêu khích qua viên thần. Sau đó, ân thành trang còn cố ý đem Trần Vũ thân phận bộc lộ ra đến, cho Trần Vũ gây thù chuốc oán. Người dẫn theo bao nhiêu người đến, viên thần hỏi, Kim Trác Phong, Tư Đồ Lân Ngọc, trong đội ngũ, chỉ có hai người này thực lực, được cho đỉnh tiêm, có thể phát huy tác dụng. Vẫn chưa được, chính diện chiến đấu, chỉ sợ không phải ân thành trang đội ngũ đối thủ. Viên thần phân tích một lát sau nói ra, hơn nữa, ân thành trang có được huyết mạch nhãn đồng, trong đội ngũ hắn còn có một người, am hiểu cách truy tung, chỉ sợ dùng không được bao lâu, có thể tìm tới nơi này. Sư huynh có biện pháp nào? Trần Vũ dò hỏi, ân thành trang tại Vân Dương học viện mặc dù bài danh thứ ba, nhưng hắn có thể gây tổn thương cho đến viên thần, há có thể coi thường. Ta bị ân thành trang đánh lén khi trước, đạt được một quả băng hàn nguyên quả, ta chuẩn bị phục dụng quả này, cùng lúc mượn cơ hội này, trùng kích quy nguyên cảnh. Viên thần đôi mắt lập lè tinh quang, tốt, chúng ta phụ trách dẫn dắt rời đi địch nhân. Trần Vũ đã đoán được viên thần kế sách, kỳ thực, viên thần thiên tài như vậy, có rất lớn nắm chắc đột phá quy nguyên cảnh, hắn chẳng qua là tại hóa khí cảnh dừng lại thêm một thời gian ngắn, gia tăng lượng chân khí. Kể từ đó, đột phá quy nguyên cảnh về sau, lượng chân nguyên liền tương ứng nhiều một ít, và băng hàn nguyên quả, không chỉ có có thể gia tăng băng đạo người tu hành lượng chân khí, đồng dạng còn có trợ giúp băng đạo người tu hành ngưng luyện chân nguyên. Bởi vậy, viên thần đột phá quy nguyên cảnh nắm chắc càng lớn, hơn nữa sẽ không tốn thời gian quá lâu. Đem ngươi những chân tài này, phân cho Kim Trác Phong, Tư Đồ Lân Ngọc bọn người đi. Sau đó, viên thần xuất ra một ít quý giá chân tài, đây đều là hắn ở chỗ này thu hoạch. Ta khí quả, liệt dương huyết hoa, âm phong kỳ thảo. Ánh mắt Trần Vũ mở lớn, viên thần giờ phút này xuất ra một ít chân tài, cùng chiêu bảo quy bên trên một ít chân tài phẩm chất, không kém bao nhiêu. Ở trong đó, còn có một cây ma huyễn tam lăng thảo, niên đại đạt đến 600 năm, giá trị cao nhất. Xem ra, đây là viên thần cố ý cho Trần Vũ Lưu. Tốt, sư huynh bảo trọng, Trần Vũ lấy đi những chân tài này, lặng yên rời khỏi dòng sông, trở lại cách đó không xa trong rừng rậm. Cái gì, ngăn chặn ân thành trang đội ngũ, hai gã đệ tử học viện bên ngoài lạnh run, có thể cuối cùng vẫn là đáp ứng. Dù sao bọn hắn không phải chủ lực, hơn nữa không đáp ứng liền không cách nào đạt được những chân tài quý giá kia. Cái này miếng tà khí quả là của ta rồi, tư đồ lân ngọc ánh mắt chấp lên, lấy đi một quả trái cây. Liệt dương huyết hoa tất bị kim trác phong chọn lựa đi, âm phong kỳ thảo bị nhiếp tuyển coi trọng. Trừ lần đó ra, còn có một ít mặt khác chân tài, cũng bình quân phân phối cho mọi người. Phân phối hoàn tất về sau, một đoàn người liền giấu ở phụ cận. Thương nghỉ tốt đối sách về sau, Nhiếp tuyền một mình rời khỏi. Thẳng đến một đoạn thời khắc, đối diện bỗng nhiên xuất hiện một đội nhân mã, đội ngũ chung 12 người, ba gã Vân Dương học viện đệ tử, chín tên đệ tử học viện bên ngoài. Trong đó cầm đầu một gã thân hình gầy gò áo xám nam tử, đúng là Vân Dương học viện bài danh thứ ba Ân Thành Trang. Tại Ân Thành Trang phía trước, có một gã dáng người thấp bé, sắc mặt u ám thanh niên, hắn thâm thúy ngồi xổm trên mặt đất, dường như tại cẩn thận quan sát cái gì hắn bên cạnh còn có một chỉ màu đen sóc con, hắn chóp mũi liên tục nhún. Viên thần có lẽ liền giấu ở vùng này rồi, thanh niên thấp nhỏ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói ra. Đừng nói với ta những không có tác dụng đâu này, ngươi nếu đem hắn tìm ra, ta liền thưởng ngươi một ít chân tài. Ân thành trang hừ lạnh một tiếng, bọn hắn đã điều tra rồi thật lâu, nhưng như trước không có tra ra viên thần chỗ ẩn thân, ân thành trang đã sớm đối với cái này thanh niên thấp nhỏ đã mất đi kiên nhẫn, cũng không thật là khéo tin tưởng hắn truy tung bản lĩnh nhưng vào lúc này bên kia trong rừng cây bỗng nhiên xuất hiện một ít tiếng vang ân thành trang bọn người lập tức phát giác được ánh mắt nhất thời nhìn lại ai ân thành trang khẽ quát một tiếng thân hình nhảy ra mặt khác năm người theo sát phía sau người của vô ma học viện trần vũ là ân thành trang thấy rõ trong rừng rậm đội ngũ lúc không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng trong rừng rậm kim trác phong bọn người nhìn thấy ân thành trang thân hình không khỏi phát lạnh Ân Thành Trang tại Vân Dương học viện mặc dù bài danh thứ ba, nhưng thực lực không thể so với đệ nhị yếu bao nhiêu, thậm chí đối mặt Vân Hải Trân đều có ganh đua chi lực. Đối mặt cường giả như vậy, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi. Ngoại trừ Ân Thành Trang bên ngoài, bên trong còn có hai gã Vân Dương học viện đệ tử, trong đó một gã cô gái áo lam tên Cát Lâm, bài danh thứ sáu, một tên khác cường tráng thanh niên, bài danh thứ 11. Mặt khác chín người tuy là đệ tử học viện bên ngoài, nhưng nhân số đông đúc, không thể coi thường. Rút lui, chúng ta chỉ cần đem hắn dẫn dắt rời đi là được, đợi viên thần sư huynh đột phá quy nguyên cảnh, ân thành trang liền lật không nổi cái gì bọt nước rồi. Trần Vũ âm thầm truyền âm, lập tức lui lại, siêu siêu siêu, một đoàn người lập tức động, hơn nữa phân tán ra đến. Trần Vũ, ha ha, trước đó không lâu sư huynh của ngươi bị ta trọng thương, bây giờ ngươi lại bỗng xuất hiện, xem ra lúc này đây bí cảnh, ta có lẽ có thể đem bọn ngươi sư huynh đệ đều tiến đưa xuống hoàng tuyền ân thành trang âm trầm thanh âm truyền đến. Không tốt, mặt Trần Vũ lộ đắng chát, bởi vì là sư huynh viên thần nguyên nhân, ân thành trang đối với Trần Vũ phi thường cửu thị. Nội tình tu vi của hắn cùng mà so sánh với, kém không ít, nhất là đối phương huyết mạch nhãn đồng, phòng không cẩn thận phòng, đối với cận chiến thể tu có nhất định được khắc chế, Trần Vũ không muốn cùng địch nhân như vậy giao thủ. Nhưng Trần Vũ cũng có át chủ bài, như ân thành trang coi chừng chủ quan, nhích lại gần mình nhất định khoảng cách, hắn đem biết sử dụng sư tôn đưa cho át chủ bài. Ông, phía sau, ân thành trang một đôi tròng mắt, bịt kín một tầng u ám hồng mang, chấn động nổi lên một cỗ âm hàn hỏa diễm lực lượng. Đồng thuật, Trần Vũ cảm nhận được đến từ sau lưng uy hiếp, ân thành trang là huyết mạch nhãn đồng thế gia, hắn đồng thuật uy lực, Trần Vũ sớm có nghe thấy. Nhưng vào lúc này, một phương hướng khác từ đồ lân ngọc, nhìn phía sau vân dương học viện đội ngũ, một đôi tròng mắt trở nên đen kỳ tà dị, tản mát ra một cỗ cường đại hấp xả lực. Ồ, kẻ này đồng thuật, có thể ảnh hưởng đến nhãn đồng của ta ân thành trang đồng thuật bị nhận nhất định được quấy nhiễu không có phát động dù sao trần vũ chính đang chạy vội nhãn đồng của hắn còn bị nhận quấy nhiễu đồng thuật tỷ lệ chính xác liền trở nên rất thấp tư đồ gia thiên tài ân thành trang đánh giá tư đồ lân ngọc vài lần không có quản nhiều có thể nhưng vào lúc này tư đồ lân ngọc đầu lớn tà linh cũng phát động này đồng thuật ảnh hưởng quấy nhiễu ân thành trang ha ha muốn chết một tên mao đầu tiểu tử cũng dám ở trước mặt ta thi triển đồng thuật. Ân Thành Trang cười lạnh một tiếng, cải biến sách lược, thẳng hướng Tư Đồ Lân Ngọc. "Đi, Tư Đồ Lân Ngọc cùng Kim Trác Phong cùng một chỗ lui lại." Khi trước bọn hắn liền thương lượng đối sách, do am hiểu tinh thần bí thuật, đồng thuật Tư Đồ Lân Ngọc cùng thực lực mạnh nhất Kim Trác Phong liên thủ, dẫn dắt rời đi Ân Thành Trang. Bọn người Trần Vũ phụ trách ứng đối những người khác. "Cát Lâm, Trần Vũ tiểu tử kia, giao cho ngươi rồi." Ân Thành Trang phân phó một câu, liền truy hướng tư đồ lân ngọc cùng kim trác phong. Hư, tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi, rơi trong tay ta coi như người vận khí tốt, ta sẽ để cho người chết thống khoái. Một thân áo làm khuôn mặt dáng người đều tốt cát lâm, một bộ âm lãnh chi sắc. Siêu siêu, cát lâm còn lại 10 người, thẳng hướng bọn người trần vũ. Dùng ân thành trang thực lực, đối phó kim trác phong cùng tư đồ lân ngọc vậy là đủ rồi. Trần Huynh, hai gã khác đệ tử, thanh âm mạnh run, không ngừng kêu khổ, Trần Vũ khi trước cũng không nói cho bọn hắn biết, địch nhân số lượng có nhiều như vậy, nếu không hai người này chắc chắn sẽ không đáp ứng. Không cần lo lắng, cái này mấy người còn không làm gì được rồi chúng ta. Trần Vũ tương đối thong dong nói, hai gã đệ tử học viện bên ngoài mở to hai mắt nhìn, dường như xem giống như kẻ ngu nhìn chầm chầm Trần Vũ một cái. Bọn hắn hiện tại thế nhưng mà bị 11 người đuổi giết, trong đó có Vân Dương học viện bài danh thứ 6 Cát Lâm, còn có một gã cường tráng thanh niên bài danh thứ 11. Và Trần Vũ Tại Vô Ma Học Viện cũng liền bài danh 13, song phương tranh lệch lúc này, có thể nói cách biệt một trời. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Vũ rõ ràng còn nói loại này khoác lác, không phải đâu có vấn đề đó là cái gì. chương 337, một mình đấu cát lâm. Không cần lo lắng, cái này mấy người còn không làm gì được rồi chúng ta. Trần Vũ tương đối thong dong nói, hai gã đệ tử học viện bên ngoài, bị Trần Vũ khoác lác sợ tới mức không nhẹ, nhưng giờ phút này không có có thời gian dư thừa cho bọn hắn đi phản bác. Phía sau, dùng cắt lâm cầm đầu cường hãn đội ngũ, chính cắn chặt bọn hắn. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, cát lâm bọn người liền triệt để đuổi theo tới. Chủ yếu là bởi vì, cái này hai gã đệ tử học viện bên ngoài tốc độ chậm chạp, kéo Trần Vũ chân sau. Đương nhiên, Trần Vũ ý định ban đầu chính là đem đám người kia dẫn suốt một khoảng cách, sau đó lại động thủ. Ha ha, bị ta cắt lâm nhìn chằm chằm vào con mồi, chưa bao giờ có thể đào tẩu. Cát lâm cười duyên một tiếng, những người còn lại đều lộ ra nét tươi cười, phân tán đi ra. Đối với bọn họ mà nói, lúc này đây địch nhân quả thực rất dễ dàng đối phó rồi, không hề tính khiêu chiến. Cùng trần vũ cùng một chỗ hai gã đệ tử học viện bên ngoài toàn thân run rẩy đã mất đi chiến ý. Có thể bỗng nhiên, một giọng nói khi bọn hắn trong óc vang lên, động thủ. Động thủ, động thủ cái gì, hai người xứng sờ chỉ chốc lát, nhưng vào lúc này, một tiếng kình phong gào rú tri âm, tại bên tai bọn hắn vang lên. Giống thi triển ma sát cuồng ảnh, Trần Vũ dường như hóa thành một đầu đen kịt mãnh thú, xông tới mà ra. "Còn dám phản kháng, giết hắn đi!" Mấy học viên lập tức quát, bọn hắn lấy ra bảo khí, nhất thời phát động công kích. Những đệ tử học viện bên ngoài này, phần lớn là tiên thiên hậu kỳ, còn có một, hai tên tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, tiên thiên đỉnh phong, chỉ có một người. Trong nháy mắt, mấy người dồn dập thi triển đả kích, một hồi lộn xộn sáng lạn đao quang kiếm ảnh quyền trưởng thối phong hướng trần vũ xông tới mà đi nhưng mà tốc độ trần vũ không chút nào giảm đem đồng tượng công vận chuyển tới cực hạn bành 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 bình thường tiên thiên hậu kỳ đả kích rơi vào trên người trần vũ lập tức bị đụng nát bấy không cách nào tại trên thân thể đồng phật của trần vũ lưu lại bất cứ dấu vết gì chỉ có tên kia tiên thiên đỉnh phong học viên đả kích tại trên làn da của trần vũ để lại một đạo vết mỏng cái gì một màn này làm cho những học viên này sắc mặt đại biến. Bọn hắn khi trước đều cho rằng, Trần Vũ chính là một gã bình thường tiên thiên trung kỳ, liền tính toán hắn là đệ tử của phó viện trưởng, nhiều lắm là thực lực bằng được tiên thiên hậu kỳ. Trước mắt một màn này, có thể sợ hãi bọn hắn. Trần Vũ dường như một đồng Phật, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại. Phốc, trong tay Trần Vũ cự xích kiếm mãnh liệt buông thóng chuyển động mà lên, nhấc lên một tầng sóng kiếm vải đen, đem một gã tiên thiên hậu kỳ học viên đầu lâu cắt lấy. Đồng dạng, một màn này cũng sợ ngây người cùng Trần Vũ cùng một chỗ hai học viên. Bọn hắn dường như thấy được hy vọng sống sót, lập tức phấn khởi. Khó trách có thể trở thành đệ tử của phó viện trưởng, thật có chút bổn sự. Cát Lâm hơi chút chăm chú một chút, nhưng như trước mang theo nhàn nhạt vui vẻ, không có đem Trần Vũ để vào mắt. Veo, veo, Cát Lâm cùng một tên khác cường tráng thanh niên lập tức xông ra. Còn lại đệ tử nhẹ nhàng thở ra, hai gã Vân Dương học viện cường giả xuất thủ, còn sợ không giải quyết được Trần Vũ sao? Giống, tiến đánh giết một người về sau, Trần Vũ không có dừng lại, tiếp tục thi triển ma sát cuồng ảnh. Cái kia tại Vân Dương học viện bài danh 11 cường tráng thanh niên, muốn đuổi theo Trần Vũ, lại phát hiện tốc độ của mình lại so không qua đối phương, điều này làm hắn lại xem trọng rồi Trần Vũ vài phần. "Để lại cho ta." Cát Lâm thân hình bay ra, nàng nhìn ra Trần Vũ thân pháp là trực lai trực vãng cho nên tại phía trước Trần Vũ, đem hắn cản lại. Hưu, Cát Lâm lộ ra một tia cười nhạt, trong tay xuất hiện một thanh màu xanh bảo kiếm, mãnh liệt đâm ra. Nàng tại Vân Dương học viện bài danh thứ 6, hắn chân thực thực lực, gần như có thể so sánh nghĩ học viện khác top 3. Bình thường hậu thiên hậu kỳ tại trong tay nàng, liền một kiếm đều sống không qua. Nhưng mà, tốc độ Trần Vũ không chút nào giảm, trên cự xích kiếm sát khí quay cuồng, ngưng tụ ra một thanh vô hình sát khí chi kiếm. Đinh bành, cả hai mãnh liệt giao phong, cát lâm trường kiếm trong tay run lên, cánh tay cảm nhận được một cỗ nhức mỏi. Hai người thân hình bật ra, làm sao có thể, thực lực tiểu tử này, cát lâm có chút khó có thể tin, mặc dù nàng cũng không đem trần vũ để ở trong lòng, bởi vậy không có đem hết toàn lực, nhưng vừa rồi nàng một kích kia, đủ để miểu sát tiên thiên hậu kỳ. Giống, giao phong một chiêu về sau, trần vũ như trước khi triển thân pháp, mà càng lúc càng nhanh, hình thành mấy đạo tàn ảnh. Sau một khắc, trần vũ thành công thi triển ra một cái sát phong lĩnh vực một cỗ kinh thiên màu đen sát phong bao phủ phương viên vài chục trượng đem vân dương học viện chúng đệ tử bao phủ ở bên trong bỗng nhiên trần vũ xuất hiện tại một gã tiên thiên hậu kỳ đệ tử sau lưng một kiếm quét ra bông tên học viên này phát giác được thời điểm nguy hiểm đã đã chậm bị trần vũ một kiếm quạt bay khí tức đều không có học viên khác lập tức liên hợp lại tụ tập thành một đoàn đối kháng trần vũ giờ phút này trần vũ hai gã đội viên cũng tham dự chiến đấu. Trần Huynh không hổ là đệ tử của Phó viện trưởng Vô Ma học viện, thực lực càng cường hãn như thế, khó trách hắn từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh như vậy. Hai học viên bị Trần vô thể hiện ra thực lực chỗ thuyết phục. Cùng lúc đó, một đạo cực nhanh bóng đen từ nơi không xa gỗ giả phía sau bỗng nhiên nhảy lên ra. Hưu, cái kia bóng người màu đen xông vào trong lĩnh vực sát phong, một thanh chủy thủ đột nhiên xuất hiện, lao qua một học viên cổ. Huyết dịch cuồng phun, bị sát phong hưu hưu mà lên rơi vãi tung tóe tại trên mặt học viên khác cái kia âm thầm đột nhiên xông ra bóng người đúng là nhiếp viền khi trước mọi người liền thương lượng tốt đối sách nhiếp viền am hiểu ám sát cho nên sớm rời đi rồi vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó một kích thực hiện được về sau nhiếp viền ỉ vào sát phong lĩnh vực yểm hộ trong tay dao găm lần nữa đâm về tên còn lại trái tim a à, tiếng kêu thảm thiết lên lại một người bị một kích bị mất mạng ám sát giả chính là khủng bố như thế thường thường có thể vượt cấp ám sát. Nhưng liền giết hai người về sau, nhiếp quyền gần như triệt để bạo lộ, còn muốn đắc thủ liền không dễ dàng như vậy rồi. Các người quá cản rỡ, cát lâm sắc mặt phát lạnh, các nàng 11 người đuổi giết Trần Vũ ba người, kết quả đến bây giờ, bọn hắn có bốn người bị bọn người Trần Vũ giết chết, cái này nếu để cho ân thành trang biết rõ, khẳng định phải mắng chết bọn hắn. Vèo, cát lâm lập tức bay ra, trong tay màu xanh bảo kiếm liên tục đâm ra, thi triển ra một mảnh gió táp bóng kiếm, cắt nhập trong lĩnh vực sát phong màu đen lúc này đây cát lâm chăm chú oanh phanh trong lĩnh vực sát phong trần vũ thi triển kinh sát kiếm quyết ngăn cản rất xuống cát lâm đả kích đồng thời hắn thân pháp bí kỹ cũng kết thúc rồi hô trần vũ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hít mạnh một hơi bụng bành trướng mà lên cùng lúc đó hắn bên ngoài thân ánh sáng đồng tách ra thân hình nhanh chóng biến hóa cực lớn oanh đồng tượng công phát động một tiếng lôi động nổ vang san bằng bình địa, kinh động núi rừng. Một cỗ sóng âm, hiện lên hình quạt hướng tiền phương tràn ngập mà đi. Những đệ tử học viện bên ngoài kia, mới từ trong sát phong lĩnh vực giải thoát, thoáng cái lại nghênh đón âm ba công kích, lập tức đánh nữa trở tay không kịp. Cùng lúc đó, nhiếp tuyền thân hình nhảy nhảy ra, nàng chợt bộc phát ra tốc độ cực nhanh, thoáng cái tiếp cận một học viên, trùy thủ nhẹ nhẹ vẽ một cái, lộ ra một đạo huyết quang. Sau đó, nàng nhanh chóng thẳng hướng tên còn lại, quá trình vô cùng trôi chảy, không có bất kỳ dừng lại. Phốc, lại một người ngã xuống, là nàng ám sát người thứ ba thời điểm bị ngăn cản xuống dưới. nhiếp tuyền liền nhanh chóng bỏ chạy. nhưng trần vũ cùng nhiếp tuyền hai lần phối hợp xuống, địch quân nhân số đã giảm bớt một nửa. một bên hai gã ngoại viện đồng đội nhìn về phía trần vũ cùng nhiếp tuyền không khỏi há to miệng. một cái phụ trách hấp dẫn hỏa lực quấy nhiễu địch nhân, một người khác tập kích ám sát, hai người phối hợp thật sự là hay lắm rồi. a à trong địch nhân một đệ tử bỗng nhiên hét thảm lên, chỉ thấy hắn bàn chân bị mặc qua cái khe hở, nọc độc nhanh chóng tràn ngập, làm hắn cả chân mất đi chi giác. Vèo, một đạo tối tăm ánh sáng màu lam điểm bay qua, trở lại trong lòng bàn tay Trần Vũ. Ha ha, lại giải quyết một người, Trần Vũ nhếch miệng cười cười, bên kia, cát lâm cùng cường tráng thanh niên, sắc mặt tái nhợt, tức giận đến phát run. Theo Trần Vũ phát động công kích đến bây giờ, người của bọn hắn mấy liên tục giảm bớt, bây giờ chỉ còn lại có 6 người, một người trong đó đi đứng trúng độc, liền tính toán có thể kềm chế độc tố, cũng không cách nào tham chiến. Muốn chết, cát lâm sắc mặt tái nhợt, nàng thân hình một lướt, nhanh chóng tới gần Trần Vũ, màu xanh bảo kiếm rung rung mà lên, tản ra kinh người chân khí chấn động. Bên kia, khôi ngô thanh niên thẳng hướng nhiếp tuyền, còn lại đệ tử học viện bên ngoài, tức thì chém giết cùng một chỗ. Vân dương thứ sáu sao, Trần Vũ trong đôi mắt để lộ ra cường đại chiến ý, huy động cự xích kiếm, tới đụng vào nhau. Hắn không có khinh thường Cát Lâm, toàn lực ứng phó. Lên ken bành, Cát Lâm thực lực, so vừa bắt đầu Kim Trác Phong còn mạnh hơn vài phần, nàng kiếm pháp cao siêu, kín không kẽ hở, lực áp Trần Vũ. Xem ra, không sử dụng ma đạo lực lượng, khó có thể chống lại nàng. Trần Vũ cũng không tiếp tục che giấu, thân thể nhỏ đi, ánh sáng đồng thu lại, mà chiếm lấy chính là một tầng đen nhánh hào quang. Cùng lúc đó, Ma Văn chi khí điều động mà ra, ngừng tụ tại trên cự xích kiếm. Bông tiếng nổ lớn lên lực lượng đáng sợ muốn nổ tung lên vụt vụt cát lâm bị oanh lùi lại mấy bước khuôn mặt nổi lên hiện một tầng sóng sợ trừng to mắt chằm chằm vào trần vũ làm sao lại khả năng người trong thân thể còn có một cỗ lực lượng khác người bình thường trong thân thể tại sao có thể có hai chủng bất đồng chân khí thể hiện ra ma đạo khí lực cùng ma đạo chân khí trần vũ chỉnh thể thực lực trở mình lên cao làm cho cát lâm chăm chú đem trần vũ coi như cùng cấp bậc đối thủ đối đãi Lên ken bành lần thứ hai giao phong trần vũ đã kích uy thế mãnh liệt vô cùng ngang nhiên không sợ thùng thùng đông 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 trong lúc trần vũ phối hợp trái tim bộc phát thi triển ra càng thêm lực lượng cường đại bông cát lâm lần nữa bị trần vũ đánh lui khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch tiểu tử này tốt biến thái phòng ngự cát lâm nhìn xem một thân đen nhánh như là hung ma trần vũ nội tâm có chút kiêng kỵ vừa rồi trong giao phong công kích của mình rơi vào trên người trần vũ cũng chỉ là lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết kiếm, ngẫu nhiên có thể trông thấy vết máu, nhưng miệng vết thương gần như trong khoảnh khắc liền khép lại rồi. Hơn nữa Trần Vũ không biết nắm giữ cái gì bí pháp, đột nhiên bộc phát ra lực lượng càng mạnh, trong nháy mắt đem nàng oanh lui. Ta tại Vân Dương học viện bài danh thứ 6, há sẽ thua bởi một gã tiên thiên trung kỳ tiểu mau đầu. Cát lâm khuôn mặt vặn vẹo, mang theo âm lệ chi sắc. Ông, một cố cường đại khí thức chấn động ra, trong tay nàng màu xanh bảo kiếm, tách ra một tầng màu xanh hồng quang nửa bước chân nguyên, Trần Vũ hơi có động dung, ngưng luyện ra nửa bước chân nguyên tiên thiên đỉnh phong, cùng không có nửa bước chân nguyên tiên thiên đỉnh phong, hoàn toàn là hai cấp độ. Ha ha, bước ta vận dụng nửa bước chân nguyên, người có thể an tâm đi chết rồi. Cát lâm khóe miệng khẽ nhếch, thân hình trong nháy mắt xông ra. Hiu, cái kia màu xanh bảo kiếm, buông thóng chuyển động một tầng ánh sáng lung linh, đem hết thảy trở ngại phân cắt đi ra, hướng cổ Trần Vũ vung đi. Nửa bước chân nguyên, Chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi mới có." Trần Vũ không có chút nào bối rối, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. "Ông, trong khí hải, mà Văn chỉ khí trung tâm một ít đoàn màu đen sáng văn, bị Trần Vũ điều động mà ra." Oanh, trong tay Trần Vũ cự xích kiếm, tách ra một tầng khiếp người hắc sắc ma quang, cả thanh kiếm tản mát ra uy áp lập tức trở mình lên cao. "Không có khả năng." Cát Lâm sắc mặt cứng đờ, mở to mắt con mắt, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Trần Vũ mới tiên thiên trung kỳ, làm sao có thể có nửa bước chân nguyên. Oanh phanh, song kiếm chạm vào nhau, một cỗ màu đen sóng khí trong nháy mắt đem hết thảy bao phủ. Một thân làm váy cắt lâm, thân hình nện bay mấy trượng xa, quần áo nghiền nát, bị nàng phun ra huyết dịch nhuộm đỏ. Chương 338, đánh bại từng cái, cùng là nửa bước chân nguyên, nhưng Trần Vũ nửa bước chân nguyên, này đây thiên ma bí văn lục bực này thượng cổ kỳ công làm cơ sở, ngưng luyện ra, tự nhiên so cắt lâm nửa bước chân nguyên cường đại hơn. Đương nhiên, Cát Lâm không biết điểm ấy, đến bây giờ, nàng còn vẻ mặt ngốc trệ, trong óc một mảnh hỗn loạn. Vì sao bản thân sẽ bại bởi một gã tiên thiên trung kỳ? Vì sao bản thân vận dụng nửa bước chân nguyên, hay vẫn là bại bởi một gã tiên thiên trung kỳ? Trong lúc nhất thời, nàng còn khó có thể chấp nhận cái kiện sự thật này. Không tốt, Cát Lâm thất bại, điều này sao có thể? Cát Lâm tại Vân Dương học viện bài danh thứ 6, làm sao lại bị Vô Ma học viện bài danh 13 Trần Vũ đánh bại? Cách đó không xa, Cát Lâm cùng đội đệ tử học viện bên ngoài, chú ý tới Cát Lâm cuộc chiến bên này về sau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trái lại, Trần Vũ cùng đội hai gã đệ tử học viện bên ngoài, thì là mừng rỡ. Và cường tráng thanh niên cùng nhiếp tuyền, cùng lúc không ở chỗ này. Tên kia cường tráng thanh niên tại Vân Dương học viện bài danh 11, thực lực viễn siêu nhiếp tuyền, nàng chỉ có thể lợi dụng địa hình nơi này, tới quần nhau, tạm thời đem cường tráng thanh niên kéo lấy. Cho nên, chú ý tới Trần Vũ đánh bại Cát Lâm chi tiết, chỉ có một người, cái kia chính là khi trước bị thiết nguyệt kỳ trùng cắn vào chân, không cách nào hành động không có tham chiến, ở một bên đang xem cuộc chiến một gã đệ tử học viện bên ngoài. Chết, Trần Vũ một kiếm bổ chém và xuống, hắn phải chém giết Cát Lâm, sau đó giải quyết những người khác, như vậy mới có thể đuổi đi qua chợ giúp Kim Trác Phong cùng tư đồ lân ngọc. Không, Cát Lâm hét lớn mà lên, điều động nửa bước chân nguyên, lần nữa chém ra một kiếm. Nhưng mà giờ phút này nàng nằm trên mặt đất, hay vẫn là thân thể bị trọng thương, một kiếm này uy năng cùng lúc không được tốt lắm. Đinh bành, Trần Vũ không sử dụng nửa bước chân nguyên, liền đem hắn ngăn trở. Cùng lúc đó, một đạo tối tăm ánh sáng màu lam điểm bay nhảy lên mà ra, cắn hướng cát lâm tay phải. a, à, cát lâm kêu thảm một tiếng, tay phải thẳng run, trong tay bảo kiếm rơi xuống trên mặt đất. Lập tức, trên tay nàng miệng vết thương hiện ra một mảnh màu đỏ xanh, cùng lúc nhanh chóng khuếch trương. Nhân thời cơ này, Trần Vũ một kiếm đâm ra, gọt qua cát lâm cái cổ. Phốc, huyết dịch phun tung tóe một cái đầu lâu lăn đến một bên lấy đi cát lâm bảo kiếm cùng túi chữ vật về sau trần vũ không có thời gian kiểm tra thu hoạch lập tức quay người trốn a à, tại trần vũ chém giết cát lâm lúc cát lâm cùng đội bốn học viên liền nhanh chóng đào tẩu tên kia đi đứng không tiện đệ tử học viện bên ngoài mặc dù tốc độ chậm lại là người thứ nhất trốn xa xa vượt lên đầu mặt khác ba người Ha ha muốn đi trần vũ lập tức đuổi theo ra tốc độ của hắn Cùng Kim Trác Phong trùng một đám đỉnh tiêm đệ tử không kém bao nhiêu, chính là vài tên đệ tử học viện bên ngoài, sao có thể có thể thoát được rồi. Chỉ chốc lát sau, Trần Vũ chém giết từng cái bọn hắn. Trần Vũ trai nhìn một chút, bốn người này trong túi chữ vật, lại vẫn có lệnh bài. Vì vậy, hắn đem lệnh bài toàn bộ lấy đi, còn chọn chúng mấy thứ cao phẩm chất quáng tài, sau đó liền đem mấy người kia túi chữ vật, thưởng cho rồi hắn hai gã ngoại viện đồng đội. Ngay sau đó, Trần Vũ tiến đến chợ giúp nhiếp tuyền hy vọng nhiếp tuyền cô nương không có việc gì hai người khác lẩm bẩm trong miệng trong rừng rậm một đạo mảnh khảnh bóng đen qua lại bay nhảy lên thân hình mạnh mẽ bộ pháp linh hoạt ha ha trốn chỗ nào một gã cường tráng thanh niên tay cầm một cây búa to mạnh mẽ đập thẳng búa lớn vung vẩy đem ven đường hết thảy tất cả đều phá hủy liệt địa phủ cường tráng nam tử trong tay búa lớn mãnh liệt bổ mà ra một đạo ố vàng sắc trầm trọng búa ánh sáng nện trên mặt đất cùng lúc hướng phía trước trùng kích mà đi oanh phanh bồng, ven đường, mặt đất vỡ ra một đạo mấy thốn rộng khe hở, gỗ giả đứt gãy nện đổ. Hừ, nhiếp tuyền kêu rên một tiếng, bị cường tráng nam tử cái này một búa lan đến gần, thân hình bổ nhào ở một bên, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch. Hắc hắc, không nghĩ tới vô ma học viện, ngoại trừ thượng hàm, còn ngươi nửa bực này mỹ nhân. Cường tráng thanh niên mãnh liệt nhảy lên, sau đó rơi vào nhiếp tuyền trước mặt, một cỗ khổng lồ uy áp phóng thích mà ra. Nhiếp tuyền mới đột phá tiên thiên hậu kỳ không lâu, và cường tráng thanh niên chính là tiên thiên đỉnh phong, tại Vân Dương học viện bài danh 11,12 người thực lực, không tại một cấp độ. Nếu không là nhiếp tuyển năng lực né tránh mạnh, hơn nữa hoàn cảnh nơi đây, nàng chỉ sợ sớm đã bị cường tráng thanh niên giết đi. Nhưng mà hiện tại, nàng cách cái chết cũng không xa. Ngươi nếu để cho bổn đại gia thoải mái thoáng một phát, ta ngược lại là có thể thả ngươi một con đường sống. Cường tráng thanh niên dâm tả ánh mắt, rơi vào nhiếp tuyển hết sức nhỏ lại vô cùng rắn giỏi trên thân thể hắn biết rõ nhiếp tuyền là ám sát giả, loại người này tính cách kiên nghị, nếu là hoàn thành nhiệm vụ thất bại, đại đa số đều cắn độc tự vẫn. Nếu nhiếp tuyền uống thuốc độc tự sát, vậy hắn còn có cái gì chơi? Vô sỉ dâm tặc, mơ tưởng, nhiếp tuyền ảm đạm dung nhan thập phần lạnh buốt trong mắt mang theo chán ghét. Đã như vậy, cái kia ít nhất cũng là bổn đại gia tự mình đem người giết chết. Cường tráng thanh niên ánh mắt mãnh liệt, trong tay búa lớn dơ lên. Cái kia búa lớn bên trên tản ra trầm trọng uy áp, làm cho trên mặt đất nhiếp viền muốn trốn tránh đều rất khó làm đến. Tùy ý búa lớn muốn rơi xuống, suy hưu, trong không khí, bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng giết chi âm. Thanh âm kia càng thêm trói tai, trong nháy mắt tới gần cường tráng thanh niên. Người nào, cường tráng thanh niên trong tay búa vung lên, đinh bành, một căn giáo dài màu đen, bị hắn oánh bay, đem cách đó không xa một căn gỗ giả xuyên thủng. Nhanh như vậy liền không biết ta rồi, trần vũ âm thanh cười to truyền đến, hắn tốc độ cực nhanh, như là một đạo màu đen cuồng bóng trong nháy mắt tới gần cường tráng thanh niên trần vũ làm sao có thể cường tráng thanh niên vẻ mặt rung động thân hình cứng đờ hắn nhớ không lầm cát lâm không phải tự mình ra tay đối phó trần vũ sao dùng cát lâm thực lực giết trần vũ không phải dễ dàng sao nhưng hiện tại cát lâm không thấy rồi trần vũ lại vui vẻ xuất hiện tại trước mặt hắn cường tráng thanh niên không khỏi nghĩ đến một cái kết quả cát lâm chết rồi nhìn thấy trần vũ xuất hiện nhiếp tuyền lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng chưa từng xem nhẹ Trần Vũ, cho rằng thực lực thiên phú của Trần Vũ không thể so với tư đồ lân ngọc kém bao nhiêu. Nhưng Trần Vũ nhanh như vậy trợ giúp tới, hay vẫn là làm cho nàng hết sức kinh ngạc. Nhận lấy cái chết, Trần Vũ tới gần cường tráng thanh niên, cự xích kiếm toàn lực bổ chém mà ra. Đinh bành, cường tráng thanh niên dùng búa lớn đón đánh. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào cùng một chỗ, vé lên một tầng sao lửa. Cuối cùng, cường tráng thanh niên cánh tay run lên, bị Trần Vũ chính diện áp chế, lui về phía sau 4 năm bước. Hảo cường lực đảo, cường tráng thanh niên không nghĩ tới, Trần Vũ lực lượng so với chính mình còn lớn hơn. Bước lui cường tráng thanh niên về sau, nhiếp tuyển lập tức đứng dậy, thối lui đến phía sau. Giờ phút này, hai gã khác đệ tử học viện bên ngoài, cũng trợ giúp đi qua. Cùng tiến lên, Trần Vũ khẽ quát một tiếng, cũng mặc kệ lấy nhiều khi ít cái gì, thầm nghĩ nhanh lên giải quyết người trước mắt. Trần Vũ làm là chủ lực, chính diện cùng cường tráng thanh niên chiến đấu, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn đối phương, làm cho cường tráng thanh niên không cách nào đào tẩu. Hai gã đệ tử học viện bên ngoài, theo bên cạnh hiệp trợ. Và nhiếp tuyển tức thì giấu ở trong bóng tối, tìm tìm cơ hội. Oanh phanh, Trần Vũ thi triển kiếm chiêu trong kinh sát kiếm quyết, cự xích kiếm oanh ra một đoàn bạo tạc sát khí sao mây. Cường tráng nam tử thân hình bị oanh lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, trong bóng tối nhiếp tuyển rốt cục phát động tập sát. Nàng thân hình lẻn đến cường tráng thanh niên phía dưới, trong tay chủy thủ hướng lên mãnh liệt đâm tới, đem cường tráng thanh niên cổ họng mở ra. Máu tươi hướng phía trước phun tung tóe mà đi, nhưng nhiếp tuyền đã trải qua rời khỏi, không có bị tung tóe đến một giọt. Ngay sau đó, mọi người sửa sang lại chiến lợi phẩm. Nhiếp tuyền còn có hai gã đệ tử học viện bên ngoài, chỉ hy vọng có thể thông qua khảo hạch là được, cũng không cần quá nhiều lệnh bài. Bởi vậy, đây là mười mấy người trong tay 106 tấm lệnh bài, toàn bộ rơi xuống trong tay Trần Vũ. Kể từ đó, Trần Vũ tổng cộng đã có 208 tấm lệnh bài. Trong đó Cát Lâm là Trần Vũ độc giết, thu hoạch đều quay về Trần Vũ, cường tráng thanh niên chiến lợi phẩm, tức thì do bốn người cùng chung phân phối. Kiếm lợi lớn, cái kia hai gã đệ tử học viện bên ngoài mừng rỡ vô cùng. Bọn hắn vốn tưởng rằng việc này cử tử nhất sinh, nào có thể đoán được Trần Vũ cường hãn như thế, độc giết phân dương học viện bài danh thứ sáu Cát Lâm, sau đó thay đổi chiến cuộc chúng ta mau đi tới chợ giúp Kim Trác Phong cùng tư đồ Lân Ngọc đi. Phân phối hoàn tất về sau, mọi người bắt đầu hành động. Khi trước, một đoàn người thương lượng qua đối sách, Kim Trác Phong cùng tư đồ Lân Ngọc kiềm chế ân thành trang, không thể trốn quá xa, chỉ cần vây quanh cái vùng phụ cận này xoay quanh là được rồi. Bọn người Trần Vũ lập tức hành động, không lâu lắm, mọi người liền cảm nhận được hướng không xa chấn động chân khí kinh người, bọn hắn lập tức đuổi tới. Trong rừng già, Kim Trác Phong cùng tư đồ Lân Ngọc chạy vội, cái này ân thành trang đồng thuật thật mạnh mẽ, tư đồ lân ngọc, người có khỏe không? Kim Trác Phong hỏi, ân thành trang đồng thuật, chủ yếu là do tư đồ lân ngọc đang tiến hành quấy nhiễu hoặc là ngăn cản. Kim Trác Phong chỉ là ngẫu nhiên ra tay, tiến công ân thành trang, làm cho đối phương không dễ dàng như vậy đuổi theo bọn hắn. Còn có thể trèo chống một hồi, tư đồ lân ngọc cắn răng nói, trên thực tế, như không phải tinh thần lực lượng của hắn tiếp cận quy nguyên cảnh, giờ phút này đã sớm gánh không được rồi dù sao ân thành trang tại vân dương học viện bài danh thứ ba hắn chân thực thực lực tới gần viên thần đồng thuật càng có huyết mạch nhãn đồng tăng phúc uy năng cực kỳ cường hãn âm viêm đồng hỏa ân thành trang hai con ngươi tập trung tư đồ lân ngọc trong đó u ám hồng mang dần dần ngưng tụ thành hình dạng một đoàn hỏa diễm bên kia tư đồ lân ngọc mắt lóe lên ánh sáng có chỗ cảm ứng lập tức thi triển quỳ ảnh bộ đồng thời trôi nổi ở giữa không trung đầu lớn tà linh há mồm phát ra chói tai tiếng rít ý đồ ảnh hưởng ân thành trang. Oanh phốc, tư đồ lân ngọc thân hình lóe lên rồi biến mất, hắn sau lưng một khỏa gỗ giả bên trên, mãnh liệt thiêu đốt nổi lên một đoàn màu đỏ sậm âm hỏa, toàn bộ gỗ giả trong nháy mắt đứt gãy. Bên kia, tư đồ lân ngọc trên quần áo, thiêu đốt nổi lên một đoàn ngọn lửa nhỏ, chính liên tục lan tràn. Tư đồ lân ngọc lập tức vận chuyển chân khí, đem hắn dập tắt. Tiểu tử, tiếp theo ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Ân thành trang cười lạnh một tiếng, hắn đổi giết tư đồ lân ngọc cùng kim trác phong đã trải qua thời gian rất lâu rồi nhưng tư đồ lân ngọc thiên phú thủ đoạn thật là kinh người ngay từ đầu ân thành trang căn bản tổn thương không đến hai người này nhưng theo thời gian trôi qua cả hai tranh lệch lúc này liền thể hiện ra rồi ân thành trang tu vi cùng nội tình viễn siêu tư đồ lân ngọc cùng kim trác phong hắn có thể cảm giác được tư đồ lân ngọc lực lượng tinh thần còn thừa không nhiều lắm giờ phút này thập phần mỏi mệt trèo trống không được bao lâu cát lâm bọn hắn như thế nào còn chưa có trở lại ân thành trang ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống theo lý thuyết cát lâm bọn người có lẽ không cần tốn nhiều sức liền có thể giải quyết trần vũ những người kia có thể bản thân truy sát kim trác phong cùng tư đồ lân ngọc lâu như vậy cũng không thấy bọn họ trở lại nhưng vào lúc này ân thành trang người còn trông cậy vào mấy người bọn hắn có thể trở về đến một tiếng hét lớn trả lời ân thành trang nghi hoặc ân thành trang ánh mắt nhíu lại hướng phương xa nhìn lại trong nháy mắt liền nhìn đến rồi Trần Vũ mấy cái thân ảnh, miệng không khỏi khẽ nhách, lộ ra vẻ kinh dị. chương 339, ân thành trang không may. Các ngươi, còn sống, ân thành trang có chút khó có thể tin, cát lâm thế nhưng mà mang theo 11 người đuổi giết Trần Vũ. Nhưng mà, ân thành trang đợi đã hơn nửa ngày kết quả dĩ nhiên là, một đoàn người Trần Vũ trở lại rồi, cát lâm một đám người lại không có xuất hiện. Cái này vậy chỉ có một khả năng, cát lâm chủng 12 người, toàn bộ chết rồi khả năng này tựa như một đạo sấm sét oanh kích tại ân thành trang trong óc làm hắn sửng sốt chớp mắt không thể tin được ha ha chúng ta đương nhiên còn sống chẳng lẽ người mắt mù không phát hiện trần vũ cười lớn một tiếng hơi mang giọng mỉa mai trả lời bên kia kim trác phong cùng tư đồ lân ngọc cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng khi trước thương nghị kế hoạch lúc nói có thể chỉ là ngăn chặn địch nhân đợi viên thần đột phá quy nguyên cảnh không nghĩ tới trần vũ cái kia một bên đem địch nhân đều giải quyết bởi như vậy, thậm chí không cần đột phá quy nguyên cảnh viên thần, chuyện này liền có thể giải quyết. Kim Trác Phong cùng tư đồ lân ngọc cũng không trốn rồi, đứng thẳng tại chỗ. Sau đó, bọn người trần vũ hội hợp tới, và ân thành trang, tức thì bỗng nhiên dừng lại, không có về phía trước. Hắn mặc dù thực lực cường hãn, không sợ bất luận cái gì một người, nhưng địch nhân số lượng quá nhiều, lấy nhiều khi ít, liền khác thì đừng nói tới rồi. Huống chi, Trần Vũ, nhiếp tuyền bọn người, có thể giải quyết cát lâm trùng 12 người, tự nhiên không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy đi ân thành trang lập tức hạ quyết tâm veo hắn lập tức quay người hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh nhanh chóng biến mất tại trong rừng rậm kim trác phong nhiếp tuyền bọn người không khỏi nhẹ nhàng thở ra kế tiếp không có chuyện gì rồi nhưng một bên trần vũ lại nói ra kinh người truy không thể cứ như vậy buông tha hắn trần vũ hét lớn một tiếng sợ ngây người tất cả mọi người đuổi giết ân thành trang kim trác phong không khỏi khẽ giật mình ân thành trang thực lực rất mạnh đuổi giết hắn cảm giác có điểm cố sức không có gì tốt ha ha chúng ta chỉ cần theo dõi hắn dọc theo đường lưu lại dấu hiệu đợi viên thần sư huynh đột phá quy nguyên cảnh ân thành trang chẳng phải liền chỉ có thể thúc thủ chịu trói rồi hơn nữa ân thành trang cường giả như vậy trong tay tài, tài nguyên lệnh bài sợ là viễn siêu tưởng tượng của chúng ta trần vũ cười nhạt một tiếng đã xông ra những người còn lại bị trần vũ vừa nói như vậy cũng lập tức đã có ý nghĩ này nhưng chân chính đổi được ân thành trang bộ pháp cũng chỉ có trần vũ kim trác phong cùng tư đồ lân ngọc ba người này những người còn lại chỉ có thể ở đằng sau gấp rút chạy đi may mắn dọc theo đường có dấu hiệu sẽ không mất dấu ngược lại là ân thành trang trông thấy sau lưng chỉ có kim trác phong tư đồ lân ngọc trần vũ ba người truy tới không khỏi nở nụ cười ba người các ngươi cũng muốn truy sát ta ân thành trang cười lớn một tiếng hắn cảm thấy bản thân có tất yếu cho bọn này tiểu quỷ một bài học nhưng mà ân thành trang phát hiện, làm bản thân chậm lại về sau, sau lưng bọn người Trần Vũ rõ ràng cũng chậm lại, Thủy Trung cùng ân thành trang bảo trì một cái khoảng cách. Và khoảng cách này, đúng là ân thành trang đồng thuật phát động khoảng cách. Đáng chết, bọn hắn chỉ là đến nhìn chằm chằm vào ta. Ân thành trang rốt cuộc biết ý nghĩ của bọn người Trần Vũ rồi. Đồng thời, hắn còn đang suy nghĩ, Trần Vũ làm như vậy, tất nhiên là ở đợi ai đến. Đáp án không cần nói cũng biết, nhất định là viên thần. Nếu như đợi viên thần gia nhập tới, ân thành trang khẳng định cũng không phải là đối thủ của địch nhân rồi. Vèo, ân thành trang trên người bắn ra ra một đoàn điên cuồng chân khí, cả người hắn thân pháp tốc độ, lập tức gia tăng, chỉ chốc lát sau, liền từ trước mắt bọn người trần vụ biến mất. Đuổi không kịp rồi, Kim Trác Phong vô lực nói. Kim Trác Phong cùng ân thành trang mặc dù đều là tiên thiên đỉnh phong, nhưng cả hai nội tình hoàn toàn bất đồng. Ân thành trang thi triển bí thuật, tăng rất nhanh, mọi người liền khó có thể đuổi theo hắn bí thuật, nhất định trèo chống không được quá lâu, ta đi đầu một bước, các người đợi lát nữa đuổi theo là được. Trần Vũ quyết định, cắn răng nói ra, nhưng hắn lại ý định trùng kích khâu một người hạng đầu, bây giờ trong tay hắn chỉ có 208 tấm lệnh bài, khoảng cách cái mục tiêu này còn cách một đoạn. Và ân thành trang tại Vân Dương học viện bài danh thứ ba, trong tay chắc chắn rất nhiều lệnh bài. Chỉ cần đem ân thành trang nhìn chằm chằm vào, đợi sư huynh đột phá quy nguyên cảnh, đến lúc đó có thể đem ân thành trang trong tay lệnh bài toàn bộ túm lấy đến thùng thùng, đông đông đông, trái tim Trần Vũ tụ lực, bỗng nhiên bộc phát, đồng thời hắn thi triển ma sát cuồng ảnh, lập tức hóa thành tối đen như mực gió táp, chạy như bay mà đi. Trần Vũ bí pháp, am hiểu đường thẳng, truy kích loại sự tình này càng thêm am hiểu. Mặt khác, dùng ma văn chi khí thúc dục, tốc độ sẽ nhanh hơn một ít. Đồng thời, ở trái tim bộc phát xuống, Trần Vũ đường thẳng tốc độ, đạt đến một cái trình độ kinh người, làm cho phía sau kim trác phong cùng tư đồ lân ngọc không khỏi há to mồm. Phía trước, ân thành trang đem bọn người Trần Vũ vứt bỏ về sau, không khỏi cười đắc ý, hắc hắc, dễ dàng liền vứt bỏ rồi. Xong liền vào lúc này, phía sau hắn vang lên một tiếng kinh phong gào thét. Ân thành trang quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức sửng sốt một chút. Không có khả năng, tiểu tử này mới chính là tiên thiên trung kỳ, có thể bộc phát ra tốc độ như vậy. Ân thành trang có chút khó có thể tin. Đương nhiên, Trần Vũ hay vẫn là cùng ân thành trang bảo trì khoảng cách nhất định, hắn vẫn tương đối kiêng kỵ đối phương đồng thuật, nhưng mà rất nhanh, trái tim của Trần Vũ bộc phát đình chỉ, hắn lâm vào suy yếu kỳ. Hơn nữa khi trước truy truy trốn trốn, Trần Vũ vẫn chưa ngừng nghỉ qua, giờ phút này hắn đã cảm thấy có chút mỏi mệt. Hắn lập tức theo túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, bên trong còn trang bị cuối cùng một ngụm nhỏ thiên ruẩn dịch. Lúc trước vì ấp trứng hỏa lân thú, hắn đem đại bộ phận thiên ruẩn dịch đều lãng phí, còn lại cái này một ngụm nhỏ, chỉ đủ tiêu hao một lần. Không nói hai lời, Trần Vũ ăn vào thiên ruẩn dịch, Hắn tinh khí thần quay về trở lại đỉnh phong, chân khí cũng nhanh chóng khôi phục. Cái này tên đáng chết, lại vẫn có bực này linh dịch. Phía trước, Ân Thành Trang mắng thầm, tuy chỉ có Trần Vũ một người đuổi theo, nhưng Trần Vũ có thể đuổi theo hắn, hắn muốn giết Trần Vũ, Trần Vũ cũng có thể đào tẩu. Đây quả thực là đuổi cũng đuổi không đi, trốn cũng trốn không thoát, làm cho Ân Thành Trang phi thường tức giận. Và càng làm Ân Thành Trang uể oải chính là, dọc theo con đường này, rõ ràng không có gặp phải Vân Dương học viện đội ngũ. Thẳng đến một đoạn thời khắc, cách đó không xa trong rừng rậm, chợt bộc phát ra một cỗ sông thẳng lên trời kiếm ý. Hưu, một đạo người áo trắng bóng bỗng nhiên xuất hiện tại ân thành trang trong tầm mắt, hắn dường như hóa thành một thanh sức mạnh vô địch kiếm quang, hướng ân thành trang vào tới. Diệp thừa phong, ân thành trang mặt lộ vẻ kiêng kỵ, diệp thừa phong chính là thiên kiếm học viện đệ nhất nhân, kiếm đạo thiên phú không ai bằng, hắn đã kích uy năng, so ân thành trang đồng thuật, muốn khủng rất nhiều. Mà giờ khắc này, Diệp Thừa Phong đúng là cảm ứng được Ân Thành Trang, chủ động giết tới đây. Hưu, Diệp Thừa Phong tốc độ, thế nhưng mà đứng tại thi đấu thiên tài bên trong đỉnh tiêm Hàng Ngũ. Trong nháy mắt, hắn liền chặn đường nói Ân Thành Trang trước mặt. Thiên Kiếm Học viện Diệp Thừa Phong, truy kích Ân Thành Trang Trần Vũ, cũng nhìn thấy Diệp Thừa Phong, nhìn về phía đôi mắt của hắn lúc, liền cảm nhận được một cỗ như kim châm cảm giác. Đem trong tay các ngươi tất cả lệnh bài giao ra đây. Diệp Thừa Phong tròng mắt lạnh như băng bình thản lườm qua ân thành trang cùng Trần Vũ. Diệp thừa phong, người quá không đem ân mỗ để ở trong mắt đi à nha, coi như là ngươi, nghĩ đánh bại ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ân thành trang sắc mặt lạnh nhất, phản bác nói, hắn cũng không nghĩ tới Diệp thừa phong như này bá đạo, rõ ràng lại để cho hắn giao ra tất cả lệnh bài. Trần Vũ tự nhiên cũng không muốn, nhưng hắn lại ý định trùng kích khâu một người hạng đầu, sao có thể giao ra tất cả lệnh bài. Vậy thì thử xem, Diệp Thừa Phong nói thử liền thử. Đinh, một thanh toàn thân tinh trắng thon dài bảo kiếm ra khỏi vỏ vô hình màu trắng kiếm ý rậm dạp chằng chịt tràn ngập ra đến đem chung quanh hắn cây cối hoa cỏ cứng cắt thành mảnh vỡ rơi là tả trên đất hưu một kiếm quét ra một đạo sỏ xuyên qua hết thảy kinh thiên kiếm quang trong nháy mắt xiết ra tựa như sấm sét trong mây đen vạch phá hết thảy trói mắt vô cùng ngươi ân thành trang tâm thần run lên không nghĩ tới cái này diệp thừa phong không chút nào nói nhảm nói động thủ liền động thủ ông Ân Thành Trang điều động ra một cỗ màu đỏ sậm chân khí, hình thành một mặt hỏa diễm quang bích, ngăn cản tại trước. Oanh phanh, ngọn lửa kia quang bích ngăn cản không đến nửa hơi, trong nháy mắt nghiền nát, còn lại ánh kiếm oanh kích tại Ân Thành Trang trên người. Ân Thành Trang sớm có phòng bị, biết rõ không có khả năng đơn giản như vậy ngăn cản Diệp Thừa Phong đệ nhất kiếm. Hắn sớm đã vận chuyển chân khí, toàn lực phòng ngự, huống hồ, hắn còn có một kiện cực phẩm phòng ngự bảo giáp, oanh phanh ân thành trang bị diệp thừa phong một kiếm bước lui mấy chục bước sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt đương nhiên diệp thừa phong một kiếm này không ngừng nghỉ nhằm vào ân thành trang còn có trần vũ cách xa nhau khá xa một bộ phận ánh kiếm hướng trần vũ đâm tới tuy chỉ là một phần nhỏ ánh kiếm nhưng diệp thừa phong chính là người tu hành kiếm đạo am hiểu nhất đả kích hơn nữa hắn một kiếm này cũng không có lưu tình ý tứ bí văn ma thể không nói hai lời trần vũ thúc giục bí văn ma thể oanh phanh ánh kiếm đẩy đi một cỗ gió bão nổ ra khá tốt ta có cực phẩm bảo giáp nhưng mà cái này trần vũ chỉ sợ bị diệp thừa phong một kiếm này cho miểu sát đi à nha ân thành trang cười thầm nói mặc dù diệp thừa phong một kiếm này chủ yếu là nhầm vào hắn cực một phần nhỏ là nhầm vào trần vũ nhưng mà xa xa diệp thừa phong lông mày trao lên chỉ thấy cái kia bụi mù tán đi về sau trần vũ rõ ràng bình yên vô sự cái này ân thành trang có chút khó có thể lý giải không phải ngoại trừ mấy cái cường giả đỉnh tiêm trong cùng giai không người có thể ngăn diệp thừa phong một kiếm sao trần vũ có thể vừa vặn chỉ là tiên thiên trung kỳ mặc dù cái kia không được tính là diệp thừa phong nguyên vẹn một kiếm nhưng trần vũ rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương ngăn cản xuống dưới đương nhiên ngăn lại một kiếm này về sau trần vũ bí văn ma thể liền ẩn nấp xuống dưới lập lại lần nữa giao ra tất cả lệnh bài diệp thừa phong như trước đơn giản và lãnh đạm nói ông trong tay hắn tinh trắng bảo kiếm Kiếm ý bắt đầu khởi động, có chút rung động lắc lư, tản mát ra hư vô ánh sáng trắng. Rất hiển nhiên, Diệp Thừa Phong đã tại uấn những kiếm thứ hai. Kiếm của hắn cũng không phải kiếm chiêu liên tiếp, mỗi một kiếm đều có dừng lại, uấn những một phen sau lại chém ra, cho nên uy năng rất mạnh, chưa có người có thể ngăn xuống. Ân Thành trang sắc mặt có chút khó chịu nổi, đối mặt Diệp Thừa Phong, hắn còn thật có chút không có cách. Và Trần Vũ cũng cảm giác được khó giải quyết, một khi Ân Thành trang thỏa hiệp, hắn đem một mình đối mặt Diệp Thừa Phong. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại chấn động nương theo lấy kinh người khí lạnh, theo sau lưng Trần Vũ chuyển đến. Cỗ hơi thở này, ân thành trang sắc mặt tái nhợt, Diệp Thừa Phong cũng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Diệp Thừa Phong, người thân là thiên kiếm học viện đệ nhất nhân, khi dễ sư đệ ta, phải trăng quá ỷ lớn hiếp nhỏ. Một đạo hoàng sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đi vào bên người Trần Vũ. Sư huynh, Trần Vũ lập tức vui vẻ đã viên thần đến rồi, cũng không sao phải lo lắng rồi. Hơn nữa, lúc này viên thần đã không phải là khi trước viên thần rồi, hắn đã đột phá quy nguyên cảnh. Quy nguyên cảnh, Diệp Thừa Phong cũng nhìn ra viên thần tu vi, dù sao viên thần vừa đột phá, vẫn không thể như ý khống chế khí thức của mình. Tốt, sư đệ của ngươi vừa rồi chặn ta một kiếm bộ phận lực lượng, ta không tìm hắn gây phiền phức. Diệp Thừa Phong thỏa hiệp rồi, thời điểm này, ân thành trang muốn khóc tâm tình đều đã có diệp thừa phong không tìm trần vũ phiền toái lại không nói không tìm hắn gây phiền phức và viên thần càng sẽ không bỏ qua hắn rồi